chương 961, thịnh tình tương mời. Tiêu phàm trở lại trường An Đường về sau, trường An Đường cử hành một đồ đại nghi thức. Nhạc vui mừng cộng đọc tiểu thuyết. Nói long trọng, đó là bởi vì Hồ Bân đem trường An Đường chỗ có đệ tử đô triệu tập lại, do hắn tự mình xuất lĩnh, đi vào tiêu phàm ở lại tiểu viện tử, suốt đủ tề địa hướng tiêu phàm cuối người chào. Vãn bối Hồ Bân, tỷ lệ xuất lĩnh trường An Đường toàn thể đệ tử, tham kiến tiêu tiền bối. Hồ Bân lại dài đến mà, cung kính nói. Đệ tử khác lại càng bình tức tĩnh khí, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Tại thiên môn thấy được tiêu phàm thần hồ kỳ kỹ, hồ bân cho dù lại chỉ đồn, cũng biết tiêu phàm tận lực che giấu chính mình chân thật tu vi, nhất định là tiền bối không thể nghi ngờ. Nếu không, lại có thể nào vừa ra tay liền đem kim đan trung kỳ giang còn nguyệt đánh cho thổ huyết. Mặc dù nói là mượn nhờ pháp trận chi lực, cũng tuyệt không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể có thể đích theo tiêu phàm xếp hợp lý mậu xưng hô thượng, hồ bân phỏng đoán tiêu phàm có thể là một vị trong kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đối với hồ bân mà nói, đây đã là cao cao tại thượng, xa không thể chạm liễu tương đương. Như vậy một vị như nhân, tàng hình tại trường an đường chỗ ngồi này miếu nhỏ trong, hồ bân lại là kinh ngạc lại là sợ hãi. Thật sự hắn không biết tiêu phàm rốt cuộc là dụng ý gì, nhưng ngàn vạn không cần phải đem trường an đường cuốn vào đến cái gì đại nước xoáy bên trong đi. Kim Đan Kỳ đã ngoài tu sĩ tranh đấu, cũng không phải hắn chính là chúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ có thể tham dự trong đó đích. Không nghĩ qua là bị liên lụy đi vào rồi, chính là phấn thân toái cốt đại họa. Tự nhiên, Hồ Bân cũng tuyệt không dám đắc tội tiêu phàm, đưa hắn đuổi đi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cung kính mà cung cấp lấy. Có lẽ có thể mượn vị tiền bối này đại năng, lại để cho Trường An Đường nâng cao một bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền bởi vì cái gọi là là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Trường An đường thật sự đủ loại nhỏ tiểu nhân, ngay hồ Bân Hồ Thành ở bên trong, tổng cộng chỉ có bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong đó trúc cơ trung kỳ hai gã, trúc cơ sơ kỳ hai gã. Còn lại tất cả đều là luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp. Từng dãy chạm trong phòng khách, kinh sợ. Tiêu phàm cũng tinh tường, thân phận của mình không có khả năng trường kỳ như vậy giấu giếm xuống dưới, sớm muộn muốn làm cho bọn họ biết đến đại lang trung không cần phải khách khí tại trường an đường mấy tháng này thường mông đại lang trung cùng chư vị đạo hữu chiếu cố liễu tương đương tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra lời nói có chút khách khí nhưng cũng không thân thủ nâng dưới mắt hồ bân bọn người sợ hãi được ngay nếu thật là đối với bọn họ quá khách khí ngược lại hội làm cho bọn họ càng thêm khẩn trương sợ hãi hồ bân quả nhiên càng thêm khẩn trương gấp vội vàng kho người nói ra tiêu tiền bối nói như vậy thật sự là gãy gở yêu ta ết bối liễu tương đương. Phụng dưỡng tiền bối, chính là là chúng ta phân chỗ đương làm vì. Tiêu phàm khoát tay áo, cắt đứt hồ bân, nói ra, Đại lang ở bên trong, ta tạm thời tại trường an đường dung thân, cũng không có ác ý, các ngươi cũng không cần khẩn trương. Lại càng không muốn lung tung phỏng đoán, miễn sinh sự đoan. Là, không dám không dám, hết thảy nhưng bằng tiêu tiền bối phân phó. Vãn bối đợi không có không tôn. Tiêu Phàm nói ra, ta không thích ồn ào, mọi người tất cả giải tán đi. Đại Lan Trung chờ một chút, chúng ta phiếm vài câu. Những người khác bể bộn chính mình đi thôi. Giờ phút này Tiêu Phàm nói ra được mỗi câu lời nói. Đều là nghiêm lệnh, hồ bân bọn người chút nào cũng không dám cải lời. Vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ lập tức xuất lĩnh lấy luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, còng xuống lấy eo lui ra ngoài. Chỉ có hồ bân giữ lại, mặt mũi tràn đầy tươi cười, trong nội tâm lật lật bất an đại lang ở bên trong, mời ngồi. Không dám, tiền bối trước mặt, đâu có vãn bối ngồi vào. Vãn bối đứng hầu hạ. Hồ Bân càng thêm kính cẩn vạn phần. Tiêu phàm có chút nhăn lại lông mày, nói ra, đại lang ở bên trong, ta có đáng sợ sao như vậy. Hồ Bân lập tức lại càng hoảng sợ, liên tục không ngừng mà khoát tay, luôn miệng nói, không có có hay không, tiền bối bình dị gần gũi đắc vô cùng. Ngồi đi. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ra. Vâng, tạ tiền bối ban thưởng ngồi. Hồ Bân không dám lại chối từ, vội vàng cáo một tiếng tội, bờ mông lần lượt cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, rất chuyên chú mà nhìn qua tiêu phàm. Tiêu phàm bất tử bất tật mà phân phó nói, đại lang ở bên trong, trong khoảng thời gian này, ta còn có rất nhiều sự tình muốn bể bột, không hy vọng có quá nhiều người tới quấy dày. Cho nên, hôm nay tại thiên môn sự tình, ta hy vọng đại lang chung có thể tận lực giữ bí mật, không cần phải khiến cho dư luận xôn xao, ai ai cũng biết. Tiền bối, cái này, vãn bối nhất định có thể bảo vệ chặt ý. Chỉ có điều, thiên môn cùng giang còn nguyệt bên kia, tự khó mà nói liễu tương đương. Hồ Bân quan sát đến tiêu phàm sắc mặt, rất cẩn thận nói. Giang còn nguyệt không cần lo lắng, với hắn mà nói, như vậy chuyện mất mặt, giấu giếm cũng không kịp đâu rồi, nơi nào sẽ tùy tiện tuyên dương. Đủ môn chủ bên kia, ta cũng vậy hướng hắn cho thấy qua ý tứ này thiên môn cũng không phải hạnh lâm truyền thừa, đủ môn chủ cũng sẽ không khắp nơi đi tuyên dương đích. Hắn cũng hy vọng ta có thể an an tâm tâm cho xảo xảo cô nương đem trị hết bệnh liếu tương đương. Hồ Bân đọc đầu đồng ý. Mắt thấy Hồ Bân tựa hồ luôn luôn chút ít lo sợ bất an, tiêu phàm đã nói nói, ta biết rõ đại lang chung một mực đều ở phỏng đoán ta suốt thân lai lịch. Ta có thể minh bạch nói cho người biết, ta tại Kim Châu Thành tại Hoác Sơn Quốc đều không có cửu ra. Cho nên Đại lang Trung cứ việc yên tâm, không có cái gì sập thiên đại họa liên lụy đến người cùng trường an đường. Về phần ngày sau, đợi chuyện của ta xử lý xong sau, tự sẽ rời đi, đoàn người không cần phải lo lắng. Hồ Bân lập tức trong nội tâm buông lỏng, rồi lại có vài phần thất vọng, dù sao nếu như tiêu phàm thật sự có lai lịch lớn lời mà nói, nói không chừng cái này chính là một cơ hội, bọn hắn có thể nhờ bao che hắn cánh chim phía dưới, trong miệng lại luôn miệng nói, không dám không dám, tiền bối hiểu lầm, vãn bối yên dám như thế lung tung phỏng đoán. Đối với trong lòng của hắn suy nghĩ, tiêu phàm có chút giải thích, mỉm cười, nói ra, đại lang ở bên trong, vạn pháp đều là duyên, không thể cưỡng cầu. Hồ Bân trong nội tâm dùng mình, bề bộn tức đọc đầu đồng ý. Mấy ngày hậu, tiêu phàm lại ra hiện tại thiên môn tổng đàn. Đủ mậu sớm đã phân phó xuống dưới, bất cứ lúc nào, tiêu phàm cũng có thể thẳng vào tổng đàn, bất luận kẻ nào cũng không đắc ngăn trở đề ra nghi vấn. Sở dĩ đối với tiêu phàm khách khí như thế, tự nhiên không chỉ là vì thủ công, còn có lôi kéo ý. Tiêu phàm lần này đến, là vì đủ xảo tái khám đích. Đủ xảo khí sắc, Sau so vài ngày trước thiệt nhiều rồi, hai gò má đỏ ửng tại trong hoa viên chậm rãi tản bộ, vừa thấy tiêu phàm cùng đủ mậu đi tới, đen lúng liếng trong hai mắt sáng dọi bắn ra bốn phía, sôi nổi mà đã đi tới, cười hì hì kêu lên tiêu tiên sinh, ta rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể năng lực bắt đầu luyện công A-Hát. Mấy ngày trước, tiêu phàm rời đi lúc đã từng đặc biệt đã phân phó, nàng Mộc Linh căn bản đang tại chữa trị, vì để tránh cho ngoại ý, tại thân thể hoàn toàn khôi phục trước kia, tạm thời không cần phải luyện công. Đủ mậu sao sao thương mà cười nói, nhà đầu kia, tự nhớ thương lấy luyện công đâu rồi, đắc nghe tiêu tiên sinh phân phó, không cho phép tự chủ trương. Đủ xảo liền vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta nào có tự chủ trương. Ta đây không phải đang hỏi tiêu tiên sinh sao, đủ mậu liền vuốt vuốt nàng hơi có vẻ thưa thất tóc mặt mũi tràn đầy từ sao sao vẻ tiêu phàm vươn tay ra đủ xảo lập tức ngoan ngoãn giơ cổ tay lên tiêu phàm đem ba ngón tay đáp đi lên sau một lát trên mặt lộ ra mỉm cười nói ra xảo xảo cô nương người khôi phục tốc độ vẫn còn dự liệu của ta phía trên chiếu cái tốc độ này xuống dưới khả năng chỉ cần nửa năm thân thể của ngươi có thể tốt liếu tương đương thật vậy chăng vậy thì tốt quá đủ xảo lập tức hoan hô nhảy lên mừng rỡ không thôi lập tức tiêu phàm lại lần nữa mở đơn thuốc điều chỉnh mấy vị dược vật đủ mậu vội vàng phân phó người hầu chiếu đơn thuốc tiên đối với tiêu phàm mỉm cười nói tiêu đạo hiếu đi phía trước đình nghỉ mắt ngồi một chút trò chuyện hơn mấy câu tốt đủ tiền bối thỉnh đủ mậu lắc đầu nhìn tiêu phàm liếc thấp giọng nói ra tiêu đạo hiếu tiền bối danh sưng đúng vậy có đọc không dám nhận a hát ta muốn là không nhìn lầm lời mà nói đạo hiếu chân thật tu vi chỉ sợ không tại lão phu phía dưới A. Tiêu phàm thoảng qua cả kinh, trầm giọng nói ra tiền bối cứ gì nói ra lời ấy. Đủ mậu vừa cười vừa nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu tuyệt không ác ý. Đạo hữu chỉ xảo xảo bệnh trầm kha, lão phu thập phần cảm kích, rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đạo hữu nếu là có cái gì khó nói chuyện, ẩn, lão phu tuyệt sẽ không bào căn cứu để đích, cái này vừa đọc thỉnh đạo hữu cứ việc yên tâm. Tiêu phàm sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh, mỉm cười đọc đầu. Đủ mậu cũng xác thực không có xe đối hắn bất lợi lý do. Hai người chậm rãi đi vào cách đó không xa đình nghỉ mát, phân chủ khách ngồi xuống, sớm có nha hoàn dâng linh trà. Đủ xảo tuy nhiên lòng tràn đầy muốn tới cùng nói chuyện nói chuyện phiếm, thấy cái này tư thế, cũng biết ra ra có chuyện đứng đắn cùng với tiêu phàm đàm, liền không tốt qua tới quấy giày liễu tương đương. Tiêu đạo hiếu, đây là người phân phó muốn tìm long nước miếng độc, lão phu theo một cái hảo hữu chỗ đó gắng phải đến đích, người xem xem, còn thỏa mãn sao. Vừa mới ngồi xuống, đủ mậu liền đi thẳng vào vấn đề, theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, bày đặt tại tiêu phàm trước mặt, mỉm cười nói. Lúc ấy đủ mậu muốn dùng một số lớn linh thạch cảm tạ tiêu phàm, bị tiêu phàm từ chối nhã nhận rồi, lại giao cho đủ mậu một chương thanh đơn, thỉnh hắn hỗ trợ siêu tập cái này chương thanh đơn thượng liệt kê các loại tài liệu, đều đều là cực kỳ quý hiếm khó tìm linh thảo linh dược. Không nghĩ tới đủ mậu vài ngày liền đi tìm được rồi trong đó đồng dạng. Long nước miếng độc tại Kim Châu Thành cũng không hiếm thấy, không ít người đều trúng qua loại độc chất này. Nhưng chính thức thuần khiết long nước miếng độc lại cực kỳ thưa thớt, là rất nhiều đan phương thuốc một giảm vuông chuẩn bị linh dược. Các đại tiệm thuốc bán ra đích, bình thường đều là không thuần khiết long nước miếng độc, so sánh với chính phẩm, dược hiệu giảm bớt đi nhiều. Thuần khiết long nước miếng độc sở dĩ quý hiếm, cũng là bởi vì loại độc chất này dược không thể tinh luyện, không có biện pháp dùng người, người hầu công thủ đoạn đến tiến hành chiết xuất. Tiêu phàm cũng không khách khí, cầm lấy bình ngọc mở ra, một chút phân biệt rõ, quả nhiên là thuần khiết long nước miếng độc, không khỏi đại hỷ, vừa cười vừa nói tiền bối thật sự là thần thông quảng đại, nhanh như vậy tự làm đến như thế thuần khiết long nước miếng độc. Lại không biết chai này long nước miếng độc tiền bối hao tốn bao nhiêu linh thạch mới đổi lấy hay sao? đủ mậu cười cười nói ra tiêu đạo hiếu loại này linh dược đều là có tiền mà không mua được đích ta là vì cảm tạ ngươi chị xảo xảo bệnh linh thạch cái gì đích tự không cần phải nói cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu không có gì không ổn đích lão phu thiệt tình thành ý muốn cùng đạo hiếu kết giao bằng hiếu chính là một lọ long nước miếng độc được coi là cái gì đủ mậu khoát tay chặn lại hào khí can vân nói tiêu phàm cũng là cực kỳ tiêu sái tính cách lúc này ôm quyền tạ ơn, đem long nước miếng độc thu vào. Riêng lấy giá trị mà nói, hắn cho đủ xảo ăn vào cái kia khỏa vạn năm tử tinh quả, tại phía xa chai này long nước miếng độc phía trên. Tiêu đạo hiếu, trường an đường thật sự quá nhỏ rồi, không phải ngựa nhớ chuồng chỗ. Ta cùng đạo hiếu mới quen đã thân, đạo hiếu không bằng đem đến ta thiên môn đến ở lại, lão phu bái đạo hiếu vì bỉ môn khách khanh trưởng lão, đãi ngộ cùng chính thức trưởng lão là giống như đúc đích, cùng lão phu bình khởi bình tọa không biết đạo hữu định như thế nào. Đủ mậu nhìn qua tiêu phàm, thần thái cực kỳ chân thành. chương 962, lôi kéo. Đối với đủ mậu mời, tiêu phàm sớm đã có dự đoán, cười cười nói ra, đa tạ đủ tiền bối coi trọng, tại hạ tản mạn quen, chỉ sợ muốn lệnh tiền bối thất vọng rồi. Thiên môn thực lực, không thể nghi ngờ tại phía xa trường an đường phía trên, nếu như gia nhập thiên môn về sau, cũng có thể được đến cường hữu lực che chở nhưng thiên môn cũng không dùng y thuật tăng trưởng, tại Kim Châu Thành sau này phát triển không gian cực kỳ có hạn. Tiêu phàm muốn muốn nhờ tông môn chi lực siêu tập càng nhiều là quý hiếm dược liệu, thiên môn thực tế không thể giúp quá nhiều bề bộn. Về phần thiên môn hai vị nguyên anh tu sĩ, tại bình thường kim đan tu sĩ trong mắt, tự nhiên là núi dựa lớn, đối với tiêu phàm mà nói, lại cũng không tính toán cỡ nào khó lường. Chỉ cần thương thế một khỏi hẳn, trùng kích nguyên anh cảnh giới, hắn ít nhất cũng có năm thành đã ngoài nắm chắc muốn tiến giai nguyên anh thành công, tiêu phàm tự sấn, coi như là người cô đơn một cái, cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Mà một khi gia nhập thiên môn, sau này trên vai trọng trách tự nặng. Lớn như vậy một cái tông môn, cùng trường an đường quả thực chính là cách biệt một trời, cần quan tâm sự tình thật sự quá nhiều. Xem chừng đủ mậu khẳng định là muốn mượn hắn tại y học thượng tạo nghệ, tại Kim Châu thành y quán tiệm thuốc trong lúc đó chiếm cứ nhỏ nhoi, đến lúc đó tiêu phàm sắp sửa tốn hao đại lượng thời gian tại đây bên trên thì có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất hơn nữa tiêu phàm cũng không có tính toán tại kim châu thành mỏi mòn chờ đợi một khi tiến giai nguyên anh thành công hắn muốn đi xa mặc kệ con đường phía trước cỡ nào gian nan cũng không quản hy vọng cỡ nào xa vời hắn đều nhất định phải đem tân lâm uyển thiên thiên cùng cơ lụa mỏng dấu bé tìm trở về coi như là mò kim đáy biển cũng tất phải lao đối với tiêu phàm từ chối khéo, tựa hồ đã ở đủ mậu trong dự liệu, mỉm cười nói, đạo hữu không cần vội và chối từ, có thể cẩn thận lo lo lắng lắng. Không dối gạt đạo hữu nói, lão phu tuổi tác đã cao, tự biết tiến giai nguyên anh trung kỳ là rất khó được. Còn sư đệ tư chất cùng lão phu không sai biệt lắm. Tiến giai trung kỳ cũng đồng dạng gian nan, chỉ cần đạo hữu gia nhập bỉ môn, dùng đạo hữu tư chất. Tiến giai nguyên anh là sớm muộn gì sự tình, chúng ta hai lão này một khi tỏa hóa, thiên môn tự lấy đạo hữu vi tôn. Trong cửa hơn một ngàn đệ tử đồ chúng, đều đều nghe theo đạo hữu điều khiển. Đủ mậu trong miệng nói còn sư đệ, chính là thiên môn đại trưởng lão, thiên môn một vị khác nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa, ta xem đạo hữu tuổi tác rất, nên vậy chưa hôn phối A. Đạo hữu cảm thấy xảo xảo như thế nào, như đạo hữu cố ý, lão phu rất nguyện ý đem cái này cháu gái nhỏ gả cho đạo hữu. Làm ngươi song tu bầu bạn, sau này hai người các người bị rực song phi, chẳng phải là mỹ tai. Đủ mậu nhìn qua tiêu phàm, cười tủm tỉm nói. Tiêu phàm vạn không nghĩ tới đủ mậu hội đưa ra, chọn rể có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, khó được nháo cái mặt đỏ, ngượng ngùng nói tiền bối nói đùa, tại hạ đã muốn hôn phối, có song tu bầu bạn. Tiền bối một phen ý tốt, tại hạ chỉ có thể phụ. Đủ mậu ha ha cười một tiếng, nói ra, vậy cũng không sao, đạo hữu thật sự không muốn gia nhập bỉ môn, Lão phụ tự nhiên không biết cưỡng cầu. Loại sự tình này không thể gấp gáp, đắc từ từ sẽ đến. Chỉ cần từ trước đến nay Tiêu Phàm bảo trì mật thiết liên lạc. Theo giao tình dần dần sâu, một ngày nào đó Tiêu Phàm hiểu ý động đích. Đa tạ tiền bối thông cảm. Tiêu Phàm bề bộn tức chắp tay vái chào. Đủ mẫu nâng chung trà lên uống một ngụm, nói ra, trước đó vài ngày, Đạo hữu nói muốn muốn tham gia một ít bí mật giao dịch hội, cũng là vừa vặn dưới mắt thì có như vậy một cái giao dịch hội, lập tức muốn tổ chức. Đạo hữu có thời gian lời mà nói, không bằng chúng ta cùng đi, như thế nào? Tiêu phàm không khỏi có chút kinh hỉ, vội vàng nói, trùng hợp như vậy. Lại không biết giao dịch này hội, chủ yếu là giao dịch những thứ gì. Đủ mậu cười cười, nói ra, Kim Châu thành giao dịch hội, tự nhiên là dùng các loại dược liệu làm chủ. Bất quá giao dịch này hội lại không giống người thường, nghe nói có một phê theo Tây Nam man hoang chi địa đến yêu thú tài liệu, đều thập phần chân quý, trong đó thậm chí còn có nguyên anh cấp yêu thú nội đan cùng máu huyết, đã có không ít lão gia này đều động tâm, muốn đi thử thời vận. Có nguyên anh cấp yêu thú nội đan cùng máu huyết. Tiêu phàm lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn một mực đều ở chờ lấy phương diện này tin tức, thật sự hoàng đường tình hình đã muốn cực kỳ không xong, không thể lại mang xuống liễu tương đương. Tiêu phàm vốn đã muốn quyết định, sắp tới trong nếu như lại tìm không thấy nguyên anh yêu thú nội đan cùng máu huyết, muốn mạo hiểm dùng kim đan kỳ yêu thú nội đan máu huyết đến tiến hành hóa huyết trúc linh thử. Mặc dù nói thành công tỷ lệ rất thấp, tổng so chơ mắt nhìn xem hoàng đường vẫn lạc tốt hơn. Hôm nay tìm được như vậy cái tin tức, tự nhiên giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống nhau. Thấy tiêu phàm thập phần mừng rỡ bộ dạng, đủ mậu nhịn không được rót một hồ lô nước lạnh, nói ra tiêu đạo hiếu, nguyên anh cấp yêu thú nội đan cùng máu huyết, từ trước đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đích, chỉ cần vừa xuất hiện, cũng không biết hội dẫn tới bao nhiêu nguyên anh đạo hữu tranh đoạt. Tung xem như lão phu, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra ta đây biết rõ, nhưng nguyên anh cấp yêu thú nội đan cùng máu huyết, đối với tại hạ thật sự trọng yếu phi thường, dù cho chỉ có một phần rưỡi thành cơ hội, ta cũng vậy hội toàn lực ứng phó. Đã như vậy, vậy thì đi thử xem thử A, bất quá, tiêu đạo hiếu, lão phu hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu không ít nguyên anh kỳ đạo hữu tính tình cũng không lớn tốt ngàn vạn không nên cùng các nàng khởi quá lớn xung đột rất nhiều lão quái vật cũng không phải như vậy giảng đạo lý đích đủ mậu rất chân thành mà dặn dò tuy nhiên hắn rất muốn lôi kéo tiêu phàm nhưng vì tiêu phàm đi cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ đối nghịch cũng hảo hảo nghĩ kỹ mới được tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại lập tức nhẹ gật đầu sau một lát một trắng loán tàu cao tốc tự thiên môn tổng đàn bay lên trời, hướng trong thành nơi bay đi. Kim Châu thành cấm bay cấm chế, đối với Nguyên Anh cấp tu sĩ là không có hiệu quả đích. Tựa hồ vô luận ở nơi nào, nắm đấm lớn mọi người có càng nhiều quyền nói chuyện. Tàu cao tốc không lớn, vừa vặn có thể dung nạp đắc hạ ba người. Ngoại trừ đủ mậu cùng tiêu phàm, đủ xảo đã ở phi trên đò. Tiểu nha đầu nói suốt ngày đợi tại trong khuê phòng, thật sự là quá buồn bực rồi, nói cái gì cũng muốn cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt. Đủ mậu bị nàng quấn bất quá, chỉ phải đồng ý liễu tương đương. Tiểu cô nương lập tức cao hứng bừng bừng, cao hứng vô cùng, đứng ở phi trên đò, chỉ trỏ, liễu díu nói không ngừng. Đủ mậu cùng tiêu phàm cũng không phải nói nhiều loại người, đa số thời điểm chỉ là mỉm cười, tiểu nha đầu một người giảng lời mà nói, so với hắn lưỡng cộng lại còn nhiều hơn thượng gấp 10 lần. Kim Châu Thành tuy quảng đại, dùng tàu cao tốc tốc độ, cũng là trong khoảnh khắc đã đến trong thành trên không. Liền vào lúc này, trên mặt đất tính ra đạo độn quang phóng lên trời, lập tức ngăn ở tàu cao tốc trước kia, trước một người trung niên đại hán, hai tay ôm quyền, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, xin hỏi đến là vị tiền bối nào? Đủ mậu nhàn nhạt lên tiếng. Trung niên đại hán bề bộn tức nói ra, nguyên lai là thiên môn đủ tiền bối, xin hỏi tiền bối tới đây, là muốn tham gia giao dịch hội sao? Nói nhảm ta không tham gia giao dịch hội, chẳng lẽ dỗi dãnh e rằng trò chuyện, ở chỗ này bay tới bay lui thú vị sao? Trung niên đại hán mỉm cười, cũng không tức giận, nói ra, đủ tiền bối nói đùa. Hai vị này, không biết cùng đủ tiền bối xưng hô như thế nào. Nhưng lại cũng không có đơn giản cho đi ý. Tiêu phàm biết rõ, Kim Châu Thành trung ương nhất địa vực, là do bảy đại tông môn liên thủ khống chế đích, những bang phái khác mặc cho ai đều chen vào không lọt tay đi, tung tính toán đủ mậu là nguyên anh kỳ tu sĩ, thân mình tu vi tại phía xa trung niên đại hán phía trên, lại cũng không khỏi không nhịn hạ tính tình ở chỗ này làm giải thích. Đây là ta cháu gái, vị này tiêu đạo hiếu, là bằng hữu của ta, ta dẫn bọn hắn cùng đi tham gia giao dịch hội, không xấu quy củ A. Đủ mậu ôn hòa nói, mỗi tên nguyên anh kỳ tiền bối có thể dẫn ba gã thân bằng đệ tử tham gia giao dịch hội, đủ tiền bối làm như vậy, đương nhiên không xấu quy củ đây là ba vị thông hành lệnh bài, thỉnh ba vị cất kỹ. Nói xong, trung niên đại hán đem ba mặt ngọc bài đưa cho đủ mậu, không người ôm quyền làm lễ, mở ra con đường. Đủ mậu đem ngọc bài phân biệt đưa cho tiêu phàm cùng đủ xảo, truyền âm phân phó nói, tiêu đạo hiếu, cái này thông hành lệnh bài là ra vào giao dịch hội duy nhất bằng chứng, cẩn thận cất chứa tốt rồi, không cần phải mất đi. Vâng, tại hạ để ý tới đắc. Lập tức đủ mậu thúc giục tàu cao tốc, trực tiếp hướng tiền phương bay đi. Kim Châu thành chính giữa một miếng đất lớn vực, giấu ở mê héo chung. Tiêu phàm tại phi trên đò, vận khởi thiên nhãn thần thông, đáy mắt lục mang lóng lánh, mê héo chung tình hình dần dần trở nên rõ ràng. Ngoài dự đoán mọi người chính là, sương mù bao phủ khu vực cũng không phải núi cao rừng rậm, mà là một mảnh hồ nước, trên mặt hồ sương mù lượn lờ, cảnh sắc như ẩn như hiện. Đủ mậu khống chế lấy tàu cao tốc, chậm rãi đáp xuống bên hồ một tòa ngồi trên đảo nhỏ, bấm tay gảy nhẹ, một đạo hỏa diễm nương theo lấy thanh thủy tiếng xé gió, xa xa bắn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, một con thuyền xanh biếc thuyền nhỏ phá tan mặt hồ sương mù, giống như bay đi tới đảo nhỏ trước kia. Một gã áo xanh biếc thiếu phụ thanh tú động lòng người mà đứng ở đầu thuyền, hướng đủ mậu tiêu phàm chỉnh đốn trang phục làm lễ. nũng nịu nói ra THIOTA ép thân mai hương, bái kiến đủ tiền bối. Đủ mậu khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra không cần đa lễ, đằng trước dẫn đường A. Cái này áo xanh biết thiếu phụ giá người đầy đặn, khuôn mặt mỹ lệ, cùng đủ mậu cũng không phải đầu một hồi gặp mặt, dĩ vãng mỗi lần nhìn thấy, đủ mậu đều mỉm cười tương hướng, thậm chí nói một đôi lời chiêu chọc nói như vậy, bất quá hiện tại đang tại cháu gái nhỏ cùng tiêu phàm mặt, đủ môn chủ tự nhiên muốn đem trưởng bối cùng tiền bối không tử đô bưng lên đến, nói cách khác cần phải bị cháu gái nhỏ khinh thường liếu tương đương. Áo xanh biết thiếu phụ lần nữa chỉnh đốn trang phục làm lễ, kính cần nói, đủ tiền bối, giao dịch hội quy củ, hai vị này đạo hiếu cũng biết a có cần hay không th yêu ta ép thân lại giải thích một lần đủ mậu lạnh nhạt nói ra có cái gì tốt giải thích hay sao khoảng chừng gì đó bất quá chính là mấy cái quy củ giao dịch hội tại chúng ta kim châu thành cũng không phải đầu một hồi làm là giao dịch không phải đánh nhau dù sao ai linh thạch nhiều ai chân phẩm nhiều ai có thể đổi được càng nhiều là thứ tốt áo xanh biết thiếu phụ tự nhiên cười nói nói ra đủ tiền bối nói đúng cái kia th yêu ta ép thân sẽ không lắm mồm liễu tương đương. Đủ tiền bối thỉnh, hai vị đạo hữu thỉnh. Đủ mậu trước cất bước, đi lên cái kia xanh biếc thuyền nhỏ, tiêu phàm cùng đủ xảo theo sát phía sau. Cái này đầu thuyền nhỏ cứ việc so sánh với đủ mậu tàu cao tốc muốn lớn hơn một ít, thực sự gần kề chỉ có thể dung nạp 5-6 người. Áo xanh biếc thiếu phụ đứng ở đầu thuyền, cũng không thấy nàng trèo thuyền mái trèo, dưới chân nhẹ nhẹ một chút, xanh biếc thuyền nhỏ toàn thân lục mang lóng lánh Dùng tốc độ cực nhanh theo gió vượt sóng, hướng trong hồ chạy nhanh mà đi. Tiêu Phàm lặng lẽ đem thần niệm chi lực thả ra, lại phát hiện cái này xương mù tựa hồ đối với thần niệm có một chút áp chế. Xem ra giao dịch này hội quy cách, thật sự chính là rất cao. Chương 963, bao che khuyết điểm. Tinh khiết văn tự đọc online chạm trang web tên miền điện thoại đồng bộ đọc hãy ghé thăm. Tiêu Phàm một mực dùng thiên nhãn thần thông xem cái này trong thành thị hồ lớn phát hiện cùng bình thường hồ nước không có quá lớn khác nhau, là linh khí muốn sung túc nhiều lắm, ti thi từng sợi xương mù thỉnh thoảng theo trong hồ nước toát ra, dung nhập đến trong không khí, đem trọn tọa ngồi hồ nước đều bao phủ lại, tạo thành tự nhiên bình chướng. Xanh biếc thuyền nhỏ bổ sóng chảm biển, cực tốc đi về phía trước. Ước chừng khắc chung quang cảnh, xanh biếc thuyền nhỏ ngừng tại một tòa xanh ngắt đảo nhỏ bên cạnh. Đảo nhỏ diện tích không lớn, cây cối lòa xòa, cảnh trí đẹp hơn tiêu phàm cũng tại chỗ rất xa tựu đã nhận ra trên đảo nhỏ sát phạt khí cùng mãnh liệt trận pháp chấn động. Không hề nghi ngờ, có người ở trên đảo nhỏ bày ra rất mạnh phòng hộ pháp trận, đồng thời cũng bố trí rất mạnh phòng vệ lực lượng. Đủ mậu đã từng nói cho tiêu phàm, mỗi lần giao dịch hội đều đề phòng xâm nghiêm, xem ra nói không uổng. Cứ việc trên đảo nhỏ bố trí rất mạnh phòng vệ lực lượng, tiêu phàm ba người nhưng lại không hề trở ngại liền đi tới tiểu trong đảo một chỗ loại nhỏ truyền tống trận nơi, cũng không người đề ra nghi vấn nhìn thấy chỗ ngồi này loại nhỏ truyền tống trận, tiêu phàm khuôn mặt có chút động. Đủ mậu liền là giải thích nói, giao dịch hội là ở rất che giấu địa phương tổ chức, chỉ có thể thông qua truyền tống trận mới có thể năng lực đến hội trường. Không có thông hành lệnh bài người, dù cho tu vi cao tới đâu, cũng là không đi được đích. Tiêu phàm thoảng qua vuốt cằm. Xem ra bảy đại tông môn người chủ chỉ có chút cẩn thận, trong này nội địa, cũng như trước như thế chú ý, chẳng lẽ còn sợ có người quấy rối không được. Tựa hồ biết rõ tiêu phàm trong lòng nghi hoặc, đủ mậu nhẹ nói nói, Kim Châu Thành không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, chú ý một ít không phải chuyện xấu. Tiêu phàm có chút xứng sờ ngơ ngác một chút. Hắn đảo là không có cảm thấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ có cái gì quá lớn khác nhau. Có lẽ là bởi vì, hắn đã muốn được chứng kiến ít nhất ba gã nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, cũng có khả năng là bởi vì hắn chưa chính thức đặt chân nguyên anh kỳ cảnh giới, cho nên đối với cái này không có gì trực quan nhận thức nhưng nghe đủ mậu ý trong lời nói nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng bình thường nguyên anh tu sĩ có lẽ hay là rất bất đồng đích tựa hồ tung tính toán bảy đại tông môn liên thủ đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng sẽ có áp lực lập tức ba người bước vào loại nhỏ truyền tống trận một hồi bạch quang hiện lên tự ra hiện tại một chỗ khác không gian nhưng lại náo nhiệt dị thường một tòa sâu sắc điện phủ thiết kế tinh mỹ đèn cung đình treo cao kim bích huy hoàng cực kỳ xa xỉ không ít tuấn nam mỹ nữ tay nắm mâm gỗ, mộc trên bàn bày đặt các loại rượu ngon, linh trà cùng hàng tươi trái cây, còn có các loại tinh mỹ tuyệt luân điểm tâm, hương khí xông vào mũi, tại trong đám người xuyên thẳng qua lui tới. Cái này tuổi trẻ bồi bàn, phần lớn có chút cơ kỳ tu vi, chỉ có số rất ít là luyện khí kỳ cao tầng đệ tử. Tiêu phàm thần niệm tùy tiện quét qua, ngay tại trong hành lang cảm ứng được ít nhất không thua thập đạo nguyên anh tu sĩ khí tức, về phần trong kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại càng nhiều vô số kể, ít nhất cũng có 3 bốn người vị nhiều. Đoàn người top 5 top 3, cùng một chỗ bắt chuyện. Theo tiêu phàm hiểu rõ, Kim Châu thành tất cả đại tông môn nguyên anh cấp cao thủ hợp cùng một chỗ, không sai biệt lắm có 6-70 vị, cái này tại lệ thú dãy núi dùng Tây. Là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Một tòa thành trì thực lực, là cả nhạc Tây quốc tu chân tông môn mấy lần nhiều. Theo giao dịch hội chủ sự phương thận trọng thái độ đến xem, nên vậy tuyệt đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều tới tham gia giao dịch này hội. Tăng thêm theo địa phương khác mộ danh mà đến cao nhân, lần này giao dịch hội tập trung nguyên anh tu sĩ, làm không tốt hội vượt qua 100 vị. Khó trách trung niên đại hán đối mặt đủ mậu thời điểm, không hề khẩn trương cảm giác. Thật sự cũng là, thấy nhưng không thể trách, liễu tương đương. Dù là tiêu phàm trước sau như một chấn định, một nghĩ đến đây cũng âm thầm kinh hãi. Thiên môn tại Kim Châu Thành tuy nhiên không coi là đại tông môn, dù sao cũng là cố định hổ, đủ mậu vừa mới hiện thân, lập tức tự có không ít người cùng hắn chào hỏi. Đủ mậu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, một gật đầu một cái đáp lễ. Rất nhanh cùng với trong đại điện người hỗn tạp cùng một chỗ, bưng một ly rượu ngon. Gia nhập nào đó nói chuyện vòng tròn luẩn quẩn. Tiêu phàm tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, đi theo tại đủ mậu bên cạnh. Cũng đầu một ly rượu ngon, mỉm cười lắng nghe, cũng không nhiều nói ha ha, đây không phải đủ huynh sao. Chính nói chuyện phiếm gian, một cái phảng phất kim loại ma sát loại thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vài người lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã tướng ngũ đoàn áo vàng lão giả, đi nhanh tới, đi theo phía sau ba gã tùy tùng, một người trong đó, đúng vậy Giang còn nguyệt, nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt, tràn đầy oán hận ý. Vừa thấy cái này áo vàng lão giả hiện thân, nói chuyện phiếm vài tên nguyên anh tu sĩ lập tức nghênh đón tiếp lấy, nguyên một đám mặt mang mỉm cười, thập phần khách khí, tựa hồ cái này áo vàng lão giả địa vị cực kỳ bất phàm. Riêng lấy trên người linh lực chấn động mà nói, cái này áo vàng lão giả cũng là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tuy nhiên đã muốn đạt đến tại nguyên anh sơ kỳ đại thành cảnh giới, cuối cùng chưa chính thức đột phá bình cảnh, cùng đủ mậu bọn người tương đương. Nhưng theo lão giả này ngạo nghễ thần thái đến xem, tựa hồ cảm thấy thân phận của mình so sánh với đủ mậu bọn người cao hơn một bậc. Nguyên lai like là đan huynh, Đủ mậu mỉm cười ôm quyền, hướng áo vàng lão giả chắp tay làm lễ, ánh mắt sắc bén cũng tại giang còn nguyệt trên mặt khẽ quét mà qua. Ơ, ờ, vị này chính là lệnh tôn nữ rồi. Hàn huyên vài câu về sau, áo vàng lão giả ánh mắt liền dừng lại tại đủ xảo trên người, giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Đúng vậy cháu gái nhỏ, xảo xảo, nhanh hướng đan tiền bối vấn an, vị này đan tiền bối, chính là ta đã nói với người qua đích, lăng vân tông đơn nghĩa đan lão tiền bối, chúng ta Kim Châu thành đại danh đỉnh đỉnh đan thần y. Tiêu phàm thần sắc vừa động. Lăng Vân Tông đúng vậy bảy đại tông môn một trong, bài danh cùng trăm hùng tương xứng, tông môn trong, có được bốn gã nguyên anh kỳ cao thủ. Vị này áo vàng lão giả đơn nghĩa, nguyên lai là Lăng Vân Tông trưởng lão, khó trách thần sắc ngạo nghế, so sánh với đủ mẫu như vậy trung đẳng tông môn môn chủ, Lăng Vân Tông trưởng lão, thân phận còn muốn rất cao một bậc. Lăng Vân Tông cùng trăm hùng bất đồng, thật là thuần ví tông môn truyền thừa cả lăng vân trong tông đều là nhất mạch tương thừa tu luyện đồng dạng công pháp như vậy tông môn truyền thừa so sánh với giang hồ bang phái công pháp tựa hồ lược ngại chỉ một thắng tại trong tông môn bộ càng thêm đoàn kết càng thêm có lực ngưng tụ hơn nữa lại càng dễ đem bổn phái truyền thừa phát dương quang đại trong một thời gian ngắn một cái tông môn nếu như không có xuất hiện nổi tiếng thiên tài hai bên cùng ủng hộ còn có thể kiên trì một bang phái nếu như thiếu khuyết cường hữu lực thủ lĩnh, dùng không được bao lâu sẽ sụp đổ. Cho nên tại tu chân giới, mấy ngàn năm tông môn truyền thừa không ít, mấy ngàn năm giang hồ bang phái lại cực kỳ hiếm thấy. Đủ xảo vội vàng hướng đơn nghĩa chỉnh đốn trang phục làm lễ. Ha ha, hảo hảo. Đơn nghĩa tâm tư, lại rõ ràng không có đặt ở đủ xảo trên người, là lừa gạt hai câu, ánh mắt tự chuyển đến tiêu phàm trên mặt, cao thấp giò xét, ánh mắt như lạnh điện loại đâm chọc người đủ huynh, nghe nói lệnh tôn nữ bệnh cũ, là một vị tuổi trẻ lang trung chỉ tốt, hẳn là chính là trước mắt vị này hậu sinh sao. Đủ mậu trong nội tâm dùng mình, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, gật đầu nói, đan huynh hảo nhãn lực, vì cháu gái nhỏ chữa cho tốt bệnh trầm kha đích, đúng vậy vị này tiêu đạo hiếu. Tiêu phàm hai tay ôm quyền nhún, cao giọng nói ra, tại hạ tiêu nhất hành, bái kiến đan tiền bối. Hắc hắc, không dám nhận a AH, nghe nói tiêu đạo hiếu chữa bệnh, không cần thuốc và kim châm cứu, chuyên nhất dùng trận pháp chi lực. Cái này thật đúng là mới là đắc rất, lão phu theo y cũng có một hai trăm năm, loại này phương pháp trị liệu, xác thực là đầu một hồi nghe được. Quả thật là từ xưa anh hùng suốt thiếu niên, còn là chúng ta những lão gia hỏa này đều không còn dùng được rồi. Đơn nghĩa nghiêng khiết lấy tiêu phàm, không mặn không nhạt nói, trong lời nói không cho là đúng, nhưng lại mỗi người đều nghe được đi ra. Đi theo đơn nghĩa sau lưng giang còn nguyệt, trên mặt liền hiện lên một tia đắc ý vẻ. Tiêu phàm chấn định tự nhiên, lạnh nhạt nói ra, đan tiền bối hiểu lầm, vì xảo xảo cô nương chữa bệnh, tự nhiên là cần dùng dược đích, trận pháp chi lực chỉ là một phương diện mà thôi. Xảo xảo cô nương loại tình hình này, có thể xem như trường hợp đặc biệt, cũng không thông thường. Đương nhiên không thông thường. Tiêu phàm vừa dứt lời, đơn nghĩa liền lạnh lùng nói ra. Y học chi đạo, hay là muốn tuần hoàn ý đã định, dùng thuốc và kim châm cứu chi lực trị bệnh cứu người, thủy chung là đường đường chính chính thủ đoạn. Những kia bàng môn tả đạo mấy cái gì đó, có lẽ hay là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Ngẫu nhiên trùng hợp đúng rồi một lần, không có thể mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Người trẻ tuổi, muốn tại y học thượng có sở thành tựu, hay là muốn làm đến nơi đến chốn, Muốn lấy đi đường tắt, trung quy không phải chính đạo. Đủ mậu sắc mặt hơi đổi. Đơn nghĩa lời này, nghe đi lên là ở giáo huấn tiêu phàm, kỳ thực là trực tiếp tại đánh mặt của hắn liễu tương đương lăng vân tông tuy thế đại thiên môn nhưng cũng không phải tốt niết quả hồng mềm tiêu phàm lại không thèm để ý chút nào lần nữa ôm quyền chắp tay nhàn nhạt, nhạt nói ra tiền bối dạy bảo rất đúng y học chi đạo nhân mạng quan thiên xác thực không thể có nửa điểm hư giả biết không đắc nửa điểm may mắn tiền bối là đại hành gia mong rằng có thể nhiều hơn chỉ giáo chỉ giáo không dám đương ta đây cái ký danh đệ tử học nghệ không tinh tại tiêu đạo hữu trước mặt bêu xấu a à. đơn nghĩa cười lạnh nói nhìn bên người giang còn nguyệt liếc không ngờ như thế giang còn nguyệt là của hắn ký danh đệ tử người này công nhiên ép buộc tiêu phàm nguyên lai là vì chính mình ký danh đệ tử xuất đầu tiêu phàm trên mặt bất động thanh sắc nhẹ nói nói giang đạo hữu y thuật là tốt ngay cả có thời điểm quá mức tự tin liếu tương đương đúng vậy a à, hắn học nghệ không tinh thức người không rõ mất mặt xấu hổ là đương nhiên Tiêu Đạo Hữu tuổi còn trẻ, thì có bổn sự như vậy, về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng đích. Nói không chừng nhiều năm về sau, Kim Châu Thành ở bên trong lại sẽ thêm đi ra một vị danh y. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Đạo Hữu mình có thể thường thường an an, vô bệnh không tai. Đơn nghĩa thanh âm càng lạnh hơn. Tiêu Phàm hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Người này ánh mắt hung ác nham hiểm, hai hàng lông mày bay xéo, xem xét cũng biết là tranh chua hạng người lại không nghĩ rằng như thế bao che khuyết điểm, thậm chí ngay cả đủ mậu mặt tử đô không để cho. Đủ mậu sắc mặt lại là biến đổi, đang muốn mở miệng, một bên đủ xảo lại thanh thúy nói, "Đan tiền bối, tiêu tiên sinh cho ta trị bệnh, ngài không cao hứng sao?" Đơn nghĩa vội vàng không kịp chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Đối mặt như vậy một cái tinh xảo gầy yếu, bệnh nặng mới khỏi tiểu cô nương, hắn tự nhiên không thể lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị càng thêm không thể châm chọc khiêu khích. Nếu không nghe lời, đủ mậu chỉ sợ sẽ lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Tiểu hai từ mọi nhà, hiểu được cái gì, nhưng không cho nói lung tung. Mắt thấy đơn nghĩa bị tiểu cô nương chen đến góc tường thược, đủ mậu trong nội tâm âm thầm, ủng hộ, rồi lại không thể không lập tức ra mặt hòa giải, sụ mặt giáo huấn đủ xảo hai câu. Nếu thật là nhắm chúng lão già này thẹn quá hóa giận, đã có thể không thú vị. Chương 964, Lụa mỏng tiên tử dù là đủ mậu kịp thời ra mặt giảng hòa, đơn nghĩa khuôn mặt cũng đã hoàn toàn âm trầm xuống, trong mắt hung quang lập lòe, tựa hồ rất muốn ra tay giáo huấn thoáng một tí những này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Liền vào lúc này, trong đại điện bỗng nhiên nổi lên một hồi nho nhỏ bạo động. Mau nhìn, là trăm hùng lụa mỏng tiên tử. Một hồi xì xào bàn tán thanh âm, bỗng nhiên tại trong đại điện vang lên. Đoàn người ánh mắt đều đều bị hấp dẫn chỉ thấy cách đó không xa đi tới vài tên áo quần lố lăng nữ tử, trước một người, đầu đầy tóc trắng, khuôn mặt kiên nghị, tuy là nữ lưu hạng người, lại làm cho người vừa thấy phía dưới, liền là trong nội tâm lật lật, liếc có thể nhìn ra, vị này lão phụ nhân tuyệt không phải mềm lòng tay quyển bối, mà là tay cầm sinh tử quyền lực nhân vật. Không hề nghi ngờ, có thể khiến cho bạo động đích, tuyệt sẽ không là vị này thân mặc hắc bào, lỏa lồ hai tay, cầm trong tay đầu rồng, vòi nước, quải trượt, trên chân chỉ mặc một đôi tấm lót trắng tử lão phụ nhân. Vô luận như thế nào, vị này cũng không thể được gọi là tiên tử. Cùng ở đây mặt khác nam xây đồng dạng, tiêu phàm ánh mắt rất nhanh lại càng qua hắc y lão phụ, đã rơi vào theo sát phía sau một gã tuổi trẻ trên người cô gái. Người này tuổi trẻ nữ tử, cùng lão phụ nhân đồng dạng, cũng là một thân hắc y, lỏa lồ hai tay, ống tay áo cùng trên vạt áo dùng màu vàng sợi tơ thêu lên nhiều đóa kim hoa, mỗi đi một bước, liền là kim lóng lánh, trói mắt sáng chói. Ngay trên mặt cũng che một khối lụa đen, chỉ lộ ra nửa thanh quỳnh tỷ cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, một đôi mắt xích ngập nước đích, rốt cuộc quả nhiên là câu hồn sao sao đoạt phách, làm cho người vừa thấy phía dưới, liền là tâm động thần trì. Bốn mắt nhìn nhau, tiêu phàm trong đầu lập tức oanh địa một tiếng, giống như chín thiên kinh lôi, ẩm ẩm rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, sững sờ ngay tại chỗ, cũng sẽ không tư duy liễu tương đương. Người này cô gái áo đen tuy nhiên che mặt, nhưng ánh mắt kia lại quen thuộc vô cùng. Tiêu phàm có thể 100% khẳng định, người này phong độ tư thái hiểu điệu, xinh đẹp vô cùng cô gái áo đen chính là cơ lụa mỏng. Suốt cuộc không nghĩ tới, cơ lụa mỏng vậy mà sẽ ở Kim Châu Thành hiện thân, nhưng lại gia nhập trăm hùng. Ồ, lụa mỏng tiên tử như thế nào che mặt? Sẽ không sai đích, chính là nàng. Tung tính toán che mặt, ta cũng vậy liếc có thể nhận ra được, nhất định là lụa mỏng tiên tử ngoại trừ nàng những nữ nhân khác tuyệt sẽ không có loại này phong độ tư thái lụa mỏng tiên tử lụa mỏng tiên tử tiêu phàm càng thêm khẳng định đây tuyệt đối là cơ lụa mỏng chỉ có điều tiêu phàm lại không có thể theo cô gái áo đen trong mắt thấy cái gì khác thường thần sắc trong lúc nhất thời hắn đã quên chính mình trên mặt đeo thiên huyễn mặt chẳng những hoàn toàn thay đổi thậm chí ngay ánh mắt khí thức đều bị che đậy bắt đầu đứng dậy cùng cơ lụa mỏng quen thuộc chính là cái kia tiêu phàm hoàn toàn bất đồng. Không đợi tiêu phàm có chỗ động tác, đơn nghĩa đã đem bọn hắn ném ở một bên, trong chớp mắt liền hướng bên kia đi tới. Giang còn nguyệt đắc ý quét tiêu phàm liếc, ngừng lên đầu, chăm chú đi theo tại đơn nghĩa sau lưng, vinh váo tự đắc được ngay. Tiêu phàm ngược lại không có gì, hắn trước sau như một lòng dạ rộng lớn. khinh thường cùng người làm cái này vô vị tranh chấp, Giang còn nguyệt phen này làm ra vẻ, lại đem đủ mậu tức giận đến quá sức sắc mặt một hồi hồng một hồi thanh. Ánh mắt lạnh như băng như điện, gắt gao nhìn thẳng đơn nghĩa giang còn nguyệt bọn người bóng lưng. Thanh phu nhân, đã lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đơn nghĩa bước đi đến tóc trắng hắc y phu nhân trước kia. Hai tay ôm quyền nhún, cười ha hả nói, thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến, cùng vừa rồi cao ngạo hoàn toàn bất đồng. Cái này hắc y lão phụ thanh phu nhân, cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng khí tức trên thân lại cực kỳ quái dị, cảnh giới thượng chưa hẳn tựu so đơn nghĩa đủ mậu bọn người rất cao, làm cho người ta cảm giác cho dù so với bọn hắn muốn nguy hiểm nhiều lắm, tựa hồ tùy thân mang theo một ít làm lòng người trung phi thường bất an mấy cái gì đó. Cái loại này khí tức, tiêu phàm ngược lại tương đối quen thuộc, đúng vậy linh trùng độc hữu chính là. Xem ra vị này thanh phu nhân có lẽ hay là vị khu trùng cao thủ. Chăn nuôi linh thú linh trùng, tại tu chân giới thập phần thông thường, bất quá mảnh phân bắt đầu đứng dậy, nuôi dưỡng linh thú tu sĩ so chăn nuôi linh trùng tu sĩ muốn hơn rất nhiều. Dù sao nuôi dưỡng linh thú tương đối tương đối dễ dàng, dưỡng côn trùng độ khó muốn lớn liễu tương đương. Huống hồ linh trùng tiến dài khó khăn, tốc độ chi chậm, cũng làm cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ trùn bước. Ví dụ như tiêu phàm chăn nuôi cái kia chút ít lưng sát con bọ ngựa, cứ việc có đại lượng tự linh hoàn nuôi nấng, cho đến tận này, cũng chỉ có cái kia ba mươi mấy nhất giai linh trùng đã muốn tiến hóa hoàn thành cái kia hai đầu cấp hai con bọ ngựa, đang tại lột ra, còn kém một bước cuối cùng mới có thể tiến hóa thành tam giai con bọ ngựa. Bất quá theo linh trùng trên người thấu ra tới khí tức, đã muốn cực kỳ cường đại hơn nữa phi thường nguy hiểm. Một khi tiến giai hoàn thành, tăng thêm hắc lân cùng thổ ma ngẫu tương trợ, tiêu phàm tin tưởng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều không nhất định là đối thủ của mình. Nếu có thể đem huyết ma ngẫu hoàn toàn chữa trị, vậy thì càng thêm như hổ thêm cánh, thiên hạ tuy lớn, nơi nào đều có thể đi được. Trăm hùng đời trước, vốn là dùng chăn nuôi linh trùng nổi danh đích, vị này thanh phu nhân với tư cách trăm hùng nguyên anh tu sĩ, không hề nghi ngờ, khẳng định cũng là chăn nuôi linh trùng cao thủ, tùy thân mang theo cường đại linh trùng khả năng cực cao. Thanh phu nhân dừng bước, nhàn nhạt quét đơn nghĩa liếc, lạnh lùng nói ra có chuyện gì. Một đám xem náo nhiệt tu sĩ liền nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt đồng thời lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cái này đơn nghĩa cố chấp hò hét đích, ngạo khí vô cùng, kết quả vừa lên đi ngay tại thanh phu nhân trước mặt đụng phải cái cứng rắn, ngạnh, đắc không thể lại cứng rắn, ngạnh cứng rắn, ngạnh cái đinh. Đơn nghĩa sắc mặt thoảng qua trầm xuống, lập tức liền ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ha ha, nhìn phu nhân lời này hỏi đích. Trăm hùng cùng chúng ta lăng vân tông đúng vậy có hỗ trợ minh ước huynh đệ bang phái, hai phái trước sau như một thân cận, lui tới mật thiết. Tiểu đồ hướng lụa mỏng tiên tử cầu hôn sự tình, không biết thanh phu nhân cân nhắc đắc thế nào không lấy chồng thanh phu nhân vẫn đang lạnh như băng mất thăng bằng mà nhổ ra hai chữ liên tiếp đụng phải hai cái cứng rắn ngạnh cái đinh đơn nghĩa trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi miến cứng cười một tiếng nói ra thanh phu nhân cho dù không lấy chồng cũng có lý do a à? không lấy chồng chính là không lấy chồng cần gì lý do thanh phu nhân chút nào cũng không thèm để ý đơn nghĩa thể diện Lời vừa ra khỏi miệng như trước có thể đem người nhịn chết. Đơn nghĩa khuôn mặt cũng trầm xuống. Theo sát phía sau một gã chừng 30 tuổi nam tử rốt cuộc nhịn không được rồi, hướng về thanh phu nhân thật sâu một cung, hát cái mập ừ, cung kính thanh âm, thanh sư bá, đệ tử xác thực là ngưỡng mộ lụa mỏng tiên tử nhân phẩm, muốn cùng lụa mỏng tiên tử kết làm xong tu bầu bạn, cộng đồng chứng thực vĩnh sinh đại đạo, mong rằng tiền bối thành toàn. Người này chừng 30 tuổi nam tử dáng người cao ngất, tướng mạo tuấn lãng, cũng có thể nói là tuấn tú lịch sự, trên người thình lình có kim đan hậu kỳ linh lực chấn động. Tuy nhiên nhìn về phía trên vừa mới đặt chân kim đan hậu kỳ không lâu, ngay cảnh giới đều chưa vững chắc, nhưng dù sao cũng coi như đắc tu vi không yếu. Lại nhìn thanh phu nhân sau lưng che mặt lụa mỏng tiên tử, trên người tự hồ chỉ có kim đan trung kỳ linh lực chấn động, hơn nữa cũng là vừa vặn đặt chân kim đan trung kỳ, so sánh với thanh niên nam tử thấp một cái cảnh giới. Đối với đơn nghĩa, Thanh phu nhân còn nói thượng một câu mấy chữ, đối với thanh niên này nam tử, thanh phu nhân trực tiếp ngóc lên đầu, hừ, một tiếng, lý đều không để ý. Xem ra lão thái bà này chẳng những tu vi kỳ cao, hơn nữa tính tình cổ rất quái, mặc cho ai mà tử đô không bán. Đơn sư bá, Bành sư huynh, sư phụ ta tính tình tự là như thế, kính xin hai vị đừng nên trách. Hiển nhiên đơn nghĩa cùng thanh niên kia nam tử ngượng ngùng xuống đài không được, lụa đen che mặt lụa mỏng tiên tử cuối cùng mở miệng, thanh âm hơi khàn giọng, lại nói không nên lời vũ nghị êm tai. Nhưng không phải là cơ lụa mỏng tiếng nói. Về phần nói đến chuyện đám hỏi, tiểu muội rất cảm kích bành sư huynh nâng đỡ. Chỉ là sư môn truyền thừa tuyệt học quá mức cao thâm, tiểu muội toàn tâm tu luyện, còn khó có thể lĩnh hội một hai phần mười, thật sự là không dám phân tâm không chuyên tâm. Kính xin bành sư huynh thứ lỗi, dùng sư huynh như vậy nhân phẩm tu vi, tự nhiên có thể tìm tới so tiểu muội xinh đẹp gấp trăm lần dai ngẫu thỉnh vật dùng tiểu muội vì nhiệm, lại càng không muốn bởi vì chính là việc nhỏ, ảnh hưởng đến quý hai ta phái minh ước, cái kia tiểu muội đã có thể tội mạc đại yên. Một phen nói được khách khí, lại có lý có cứ, ở ngoài đứng xem lập tức nghe được liên tục gật đầu. Thanh niên nam tử sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là rất chưa từ bỏ ý định, cấp cấp nói ra, lụa mỏng sư muội, ngu huynh sắc thực đối với người một lòng say mê, kính xin sư muội. Nói không lấy chồng chính là không lấy chồng, quá mà rong dài. Thanh niên nam tử một câu lời còn chưa nói hết, thanh phu nhân đã rất không kiên nhẫn mà bãi xuống ống tay áo, bành sư huynh chỉ cảm thấy một cổ đại lực vọt tới, khí thức vì một trong tắc nghẽn, còn lại thoại ngữ ngạnh xanh xanh mà nén trở về, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, ngay khí đều thở không được đến. Đơn nghĩa sắc mặt âm trầm, một trường theo bên cạnh cắt ra. Tuy nhiên hắn đối với thanh phu nhân trước sau như một kiêng kỵ, đang tại cái này rất nhiều người mặt, cái này mặt thật đúng là đâu bất khởi. Ha ha ha, liền vào lúc này, một hồi cởi mở cười to thanh âm truyền đến, chấn đắc ở đây mỗi người màng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Vô luận là thanh phu nhân phất một cái chi lực, có lẽ hay là đơn nghĩa trưởng phong kinh lực, đều ở lập tức trừ khử ở vô hình. Không hề nghi ngờ, lại có một vị đại cao thủ đến. Đơn nghĩa biến sắc, lập tức lui về sau mở hai bước. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại điện hơi nghiêng, một gã khoan bào đại tụ trung niên nam tử tại vài tên tùy tùng túm tụng phía dưới, đi nhanh tới. Trung niên nam tử này ước chừng bốn người hứa người, mặt chữ quốc cua, ba tròm dâu dài, mặt như quan ngọc, nhìn về phía trên cực kỳ nho nhã, nhưng thần sắc gian lại nhìn quanh sinh uy, làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Tiêu phàm thần niệm đi phía trước tìm tòi, không khỏi lại càng hoảng sợ. Trung niên nho sinh trên người linh lực chấn động thâm thúy như biển, dĩ nhiên là một gã nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, cái gì thậm chí đã tiếp cận nguyên anh trung kỳ đỉnh phong trạng thái, chỉ thiếu chút nữa muốn bước vào hậu kỳ bộ dạng. Khó trách ngưỡng thiên nhất cười, có thể đem hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ra tay nhẹ nhàng tiêu mất. Phương bang chủ, sau một khắc, trong đại điện liền truyền ra trận trận kinh hô thanh âm, vốn là cười hì hì muốn xem náo nhiệt một đám các tu sĩ lập tức nguyên một đám bình thức tĩnh khí, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Một ít tu vi khá thấp các đệ tử, lại càng kìm lòng không được mà rủ xuống đầu không dám ngẩng đầu nhìn tiêu đạo hữu chú ý để ý vị này chính là hạnh lâm giúp đỡ chủ phương phi dương cũng là lần này giao dịch hội người chủ trì tiêu phàm vang lên bên tai đủ mậu truyền âm thanh âm ngay đủ mậu thanh âm nghe đi lên đều rất khẩn trương hạnh lâm giúp đỡ chủ nói cách khác trước mắt vị này nho nhã trung niên nhân kỳ thực chính là kim châu thành đệ nhất cao thủ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Kim Châu thành nhất người có quyền thế. chương 965, đệ nhất cao thủ phong phạm. Thanh Phu Nhân, Đan Huynh, Đại Giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón A Hát. Phương Phi dương hướng về phía Thanh Phu Nhân cùng đơn nghĩa liền ôm quyền, vừa cười vừa nói. Không dám, Phương Huynh quá khách khí. Đơn nghĩa liên tục không ngừng mà ôm quyền hoàn lễ, luôn miệng nói. Cả kia lạnh như băng, đối với ai cũng không hơi giả sắc thái hắc y thanh phu nhân, cũng ven áo thi lễ, thần sắc trên mặt trở nên bình thản rất nhiều. Nàng tính tình lại cổ quái, tại vị này hạnh lâm giúp đỡ chủ, Kim Châu thành đệ nhất cao thủ trước mặt, cũng không dám quá mức làm theo ý mình. Chỉ có điều như trước có lẽ hay là không thích mở miệng nói chuyện. Phương Phi Dương cái này vừa lộ mặt, đơn nghĩa cùng thanh phu nhân ở giữa điểm này không khoái tự nhiên tan thành mây khói, lại cũng không có người có can đảm nhắc tới những thứ khác nguyên anh tu sĩ hào ảo tiến lên hướng phương phi dương hành lễ hàn huyên phương phi dương từng cái mỉm cười hoàn lễ cũng không đắn đo làm vợ cả nhìn về phía trên thập phần bình dị gần gũi căn cứ tiêu phàm hiểu rõ phương phi dương tại kim châu thành danh tiếng rất không tồi xử sự, sự công đạo nhiệt tình vì lợi ích chung là kim châu thành mục trung nhân vật lãnh tụ mặc kệ phương phi dương bản tính như thế nào với tư cách kim châu thành đệ nhất tông môn bang chủ nhất định phải tận khả năng dựng nên chính diện hình được lúc này mới có thể khuất phục quần hùng, tại thời khắc mấu chốt ổn định Kim Châu thành cục diện. Tung xem như nhạc Tây Quốc Hắc Ma Vương, mà đạo tà xây, ở phương diện này cũng là rất chú ý đích. Nhân vật lãnh tụ đều có đặc biệt phong cách hành sự. Cả trên đại điện trăm người, mỗi người đều ở cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát đến phương phi dương sắc mặt, duy chỉ có tiêu phàm là ngoại lệ, từ lụa mỏng tiên tử vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn liền từ đầu đến cuối đều định dạng tại lụa mỏng tiên tử trên người, tự hồ sợ nháy mắt, cơ lụa mỏng đã không thấy tăm hơi. Dùng thoi ma giới rộng mậu, hắn có thể ở chỗ này đụng phải cơ lụa mỏng, vận khí thật sự là quá tốt rồi, cái này là duyên phận. Chỉ có điều, dưới mắt rõ ràng không phải tiến lên quen biết nhau thời cơ tốt, những thứ không nói khác, chỉ cần vị kia cực kỳ ngưỡng mộ cơ lụa mỏng bành sư huynh, chỉ cần vừa thấy được cơ lụa mỏng cùng hắn thân mật thái độ, chỉ sợ lập tức sẽ quật ngã bình giấm chua tuy nhiên tiêu phàm tự sấn chưa hẳn e ngại một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhưng bảy đại tông môn nguyên anh tu sĩ tự nhiên là cái ngoại lệ đó là một tổ ong vò vẽ vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu chính là phương phi dương rõ ràng chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ cùng đủ mậu ôm quyền làm lễ hàn huyên hai câu không giận mà uy ánh mắt liền đã rơi vào tiêu phàm trên mặt mỉm cười nói nguyên lai ngươi chính là tiêu đạo hiếu quả thật rất tuổi trẻ tiêu phàm lắp bắp kinh hãi nghe lời này ý tứ phương phi dương rõ ràng đã sớm nghe nói qua chính mình thật sự là ngoài dự đoán mọi người lúc này ôm quyền không người hát cái mập ừ phương phi dương mỉm cười nói tiêu đạo hiếu không cần kinh ngạc người đang ở đây trường an đường làm khách khanh tiên sinh thời gian tuy nhiên không dài nhưng lại thanh danh lên cao thực tế cách khác lối tắt dùng tầm thường dược vật giải long nước miếng độc đây chính là một đại tiên phong chúng ta kim châu thành y quán tuy nhiều lang trung không ít nhưng những năm này nhưng lại không khai sáng ra bao nhiêu mới liệu pháp đến tiêu đạo hữu cử động lần này rất có sáng tạo cái mới tinh thần bây giờ còn chỉ tề đạo hữu cháu gái bệnh trầm kha quả thật là anh hùng suốt thiếu niên thật đáng mừng lập tức xôn xao mà một tiếng ở ngoài đứng xem ảo ảo nghị luận lên phương phi dương đây chính là cực cao ca ngợi liếu tương đương mặc dù nói hạnh lâm hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ Bính lão tiên sinh mới được là hạnh lâm huyền thủ tịch Đại lang ở bên trong, Phương Phi Dương ngày bình thường hơn nữa là trưởng quản lấy bang hội sự vụ cùng với phối hợp cả Kim Châu thành tất cả đại bang phái bên trong mâu thuẫn tranh cãi, lại cũng không nói là Phương Phi Dương tự không tinh thông y thuật. Trên thực tế, Phương Phi Dương cũng là khó gặp hạnh lâm cao thủ, đã từng chữa cho tốt qua không ít nghi nan tạp chứng, danh chấn Kim Châu. Hôm nay như vậy ca ngợi một vị không có danh tiếng gì bối chứ tiểu, Bề ngoài giống như còn chỉ có chính là trúc cơ kỳ tu vi, thật là khiến người khó có thể tin. Đa tạ tiền bối khen nhầm, tại hạ xấu hổ không dám đương. Tiêu Phàm vội vàng ôm quyền khom người, cung kính nói, trong đầu thầm giật mình. Phương Phi dương rõ ràng ngay cả mình tại Trường An Đường Sở tác Sở Vi đều nhất thanh nhị sở, bởi vậy có thể thấy được, Hạnh Lâm tọa trấn Kim Châu, trở thành Kim Châu đệ nhất đại bang, quả nhiên tuyệt không phải may mắn gây nên. Bỏ qua một bên phương phi dương nguyên anh trung kỳ tu vi không nói chuyện, gần kề chỉ là phần này đứng đầu, lãnh tụ mới có thể năng lực cũng cũng đủ làm cho người ta khâm phục không thôi. Phương phi dương mỉm cười, thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cố gắng nói, người trẻ tuổi, không kiêu không nóng này, quả nhiên là tốt, tiếp tục cố gắng, tiền đồ vô lượng. Phương phi dương bàn tay rỗi ra thời điểm, tiêu phàm tâm niệm vừa động, hảo nhiên chính khí vận chuyển, tự bảo vệ tâm mạch, cũng tại cuối cùng lập tức cưỡng ép hát yêu ta ép đem hạo nhiên chính khí đẻ ép xuống dưới, thản nhiên thừa nhận. Bàn tay chạm vai lập tức, tiêu phàm rõ ràng mà cảm thấy một cổ nhu hòa lực đạo tại trong cơ thể mình phi tốc chạy một vòng, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương phi dương ánh mắt sắc bén lập tức trở nên có chút nhu hòa, hướng tiêu phàm nhẹ gật đầu. Dùng hắn như vậy tu vi, tiêu phàm vừa rồi trong nháy mắt đó biến hóa, như thế nào phát giác không đến, cuối cùng lập tức tiêu phàm đối với hắn buông ra đề phòng, nhất thời làm đắc phương phi dương đối với tiêu phàm hảo cảm tăng vọt. Người trẻ tuổi kia, quả nhiên thở mạnh đắc vô cùng. Đứng ở phương phi dương trên vị trí, hắn ưa thích thở mạnh người trẻ tuổi. Trong chốc lát vô số cực kỳ hâm mộ ánh mắt ào ào rơi vào tiêu phàm trên mặt. Giang còn nguyệt lại càng lại ao ước lại ghen. Chư vị đạo hiếu, giao dịch hội sắp sửa bắt đầu, đều mời đến A. À. Phương Phi Dương ôm quyền nhún, cao giọng nói ra. Mọi người ầm ầm đáp ứng, đi theo tại phương phi dương sau lưng, nối đuôi nhau tiến vào bên trong trong điện. Đại điện chia làm hơn, sắm tiến, gian ngoài là đãi khách chỗ, trong điện thì là giao dịch hội hội trường. Cùng gian ngoài giống nhau lắp đặt thiết bị hào phóng, kim bích huy hoàng. Cùng loại giao dịch hội, tiêu phàm cũng từng tham gia vài lần, đối với giao dịch hội bố cục cùng quá trình, có chút quen thuộc. Giao dịch đại điện thành hình chứng, chia làm cao thấp hai tầng, Tầng dưới bố trí rất nhiều sắp xếp chỗ ngồi, tầng trên thì là từng gian vây quanh tại trên vách tường dạp nhỏ. Không sai biệt lắm có bảy tám chục gian nhiều, nhìn qua có thể biết ngay, đây là vì Nguyên Anh tu sĩ chuẩn bị ghế lô. Kim đan tu sĩ lại chỉ có thể ngồi ở tầng dưới trong đại sảnh. Tu chân giới chính là chỗ này sao hiện thực sự thật vô luận tới nơi nào, đều là nắm đấm lớn địa vị cao. Đủ mậu được an bài tại 58 số ghế lô. Chính là mấy tháng thời gian, đạo hiếu liền danh chấn Kim Châu Thành, ngay phương bang chủ đều nghe nói qua tên của ngươi, thật đáng mừng a hát. Vừa vừa đi vào ghế lô, đủ mậu liền hướng tiêu phàm ôm quyền thăm hỏi, cười ha hả nói. Tiêu phàm cười nói, đó là phương bang chủ thưởng miễn hậu bối mà thôi, nhưng đảm đương không nổi thực. Đủ mậu nghiêm mặt nói ra, lời nói cũng không thể nói như vậy. Lão Phu có thể ngắt lời, nay ngày sau, đem có không ít đại y quán đến trường An đường đến đào tiêu đạo hữu y thuật thông thần, lại tinh thông trận pháp chi đạo, vô luận ở đâu cái y quán, đều muốn là trụ cột. Chỉ sợ ngay phương bang chủ, đều có muốn vời ôm tâm tư của ngươi liễu tương đương. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ra tiền bối nói đùa, làm sao có thể. Nói cho cùng, đủ mậu cũng hay là đang quanh co lòng vòng mà dò xét miệng của hắn phong, hy vọng hắn có thể gia nhập thiên môn. Tại loại chuyện này thường, tiêu phàm là tự nhiên mình ý đã định, nhưng sẽ không dễ dàng làm người thay đổi. Mắt thấy tiêu phàm cũng không ý tiếp tục cái đề tài này, đủ mậu cũng liền rất thức thời mà ngậm miệng lại. Đã tiêu phàm đang tại rất nhanh quật khởi, mình không thể lung lạc đến hắn, tối thiểu cũng không nên cùng hắn trở mặt. Lưu lại một chút ít giao tình ở chỗ này, luôn tốt. Lập tức đủ mậu, tiêu phàm, đủ xảo ba người vây quanh ở bên cửa sổ một tinh xảo án vài bên cạnh ngồi xuống, trên mặt bàn bày đặt một bàn bàn hàng tươi linh quả cùng chế tác tinh mỹ điểm tâm, sớm có tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ lượn lờ na na mà tiến lên đây, vì khách quý châm trà rót nước, phục vụ cực kỳ chu đáo. Tiêu phàm từ lúc mở cửa sổ dưới lên nhìn lại, cả giao dịch đại sảnh nhìn một cái không sót gì. Phía dưới đại sảnh, không sai biệt lắm có bảy tám phần trên chỗ ngồi đã muốn ngồi người, những kia lẫn nhau quen biết kim đan kỳ tu sĩ, đang tại top 5 top 3, châu đầu ghé tai nói chuyện, cả đại sảnh tiếng chói tai tạp tạp đích, rất là náo nhiệt. Liếc đảo qua đi, lầu hai bảy tám chục gian ghế lô không lấy cũng không nhiều. Tiêu phàm cẩn thận từng ly từng tí mà đem thần niệm chi lực một chút mà thả ra, tại đây chút hít trong dạp chậm rãi siêu tầm, rất nhanh ngay tại 32 số trong dạp cảm ứng được thanh phu nhân cùng cơ lụa mỏng khí tức. Tiêu phàm lập tức liền đem thần niệm chi lực thu trở về. Loại này dùng thần niệm điều tra hành vi, rất dễ dàng dẫn đến não những kia nguyên anh lão quái, tiêu phàm cũng không muốn không hiểu thấu mà đắc tội với người. Tiền bối, như vậy giao dịch hội, mỗi lần đều là do hạnh lâm phương bang chủ tự mình chủ trì sao. Tiêu phàm thu hồi thần niệm, bưng lên một ly linh trà, không nhanh không chậm mà nhấp một miếng, thấp giọng hỏi. Đủ mậu cười nói, cái kia làm sao có thể, phương đạo hữu không biết có nhiều bề bộn, bình thường mà nói, loại này giao dịch hội đều là do bảy đại tông môn thay phiên chủ trì đích, giống nhau cho dù đến phiên hạnh lâm phương bang chủ cũng rất ít tự thân xuất mã, đa số thời điểm là do trong bang các trường lão khác đại lao một khi phương đạo hiếu tự thân xuất mã rồi tự ý nghĩa giao dịch này hội thượng sẽ có ngoài dự đoán mọi người quý hiếm vật hiện thân cũng chỉ có hắn có thể ép tới ở cái này tràng diện ngay cả là những thứ khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ sau lưng nếu như không có hạnh lâm cái này khối đại bài tử trống cũng là cháo không ngừng đích tiêu phàm gật đầu đồng ý cái này nho nhỏ trong trong điện giờ phút này ít nhất cũng hội tụ năm sáu chục tên nguyên anh tu sĩ trong đó vài vị đều cùng phương phi dương đồng dạng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ cái này cổ thế lực chi khổng lồ, tuyệt đối là tiêu phàm cuộc đời ít thấy. Kim Châu Thành có lẽ hay là chỗ Nam Châu Đại Lục Tây Nam vắng vẻ chi địa, nếu là Nam Châu trung tâm đại lục khu vực, lại càng không biết là bực nào một phen thịnh vượng chi tương. Lại qua một khắc chung, lục tục ngo ngoe còn có chút tu sĩ đi vào trong điện, rất nhanh phía dưới đại sảnh liền lách vào đắc tràn đầy đích, cơ hồ nhìn không tới một cái không chỗ ngồi. Quả nhiên là đầu người nhiều, tốt không náo nhiệt lầu hai cái kia bảy tám chục cái ghế lô, cũng cơ bản đều vào người. Liền vào lúc này, thoáng một tí dễ nghe tiếng chuông vang lên, cực kỳ thanh thúy, cứ việc hội trường thập phần ẩm ý, cái này thanh thúy tiếng chuông như trước rõ ràng vô cùng mà truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Nói chuyện với nhau thanh âm kiết nhiên nhi chỉ, vốn là còn náo nhiệt phi thường trong điện thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Mọi người ào ào ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong điện chính phía trước cái kia lão màu đỏ án vài. Chỉ thấy Phương Phi Dương tại bốn gã tu sĩ cùng đi phía dưới, chậm rãi đi lên đài. Cái kia bốn gã cùng đi tu sĩ, cũng nguyên một đám khí định thần nhàn, tu vi cao thâm, đều đều có nguyên anh kỳ đã ngoài cảnh giới, trong đó một vị, thậm chí cùng Phương Phi Dương đồng dạng, là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mặt mũi tràn đầy hồng quang, dáng tươi cười chân thành, tựa hồ là thập phần giúp mọi người làm điều tốt tính cách. Mấy vị này, cũng hẳn là lần này giao dịch hội người chủ sự liễu tương đương. Audio điện tử võ tấn bền chương 966, Săn Vương Chư vị đạo hiếu Phương Phi Dương chậm rãi đi vào lão màu đỏ án vài trước kia Ôm quyền hướng tứ phương làm cái cái dây ấp, cao giọng nói ra Tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào trên mặt của hắn Lần này giao dịch hội, do ta hạnh lâm bang chủ cầm Tất cả mọi người là lão bằng hiếu, giao dịch hội tương quan quy tắc Chắc hẳn đoàn người đều là biết rõ đích kẻ hèn này ở chỗ này sẽ không mệt mỏi thuật liếu tương đương. Hôm nay muốn cường điệu cho đoàn người giới thiệu một người bạn tốt, chính là chỗ này vị phạm minh phạm đạo hiếu. Nói xong, Phương Phi Dương hướng bên người đứng cái vị kia mặt mũi tràn đầy hồng quang nguyên anh trung kỳ tu sĩ khoát tay. Phạm Minh cười ha hả mà ôm quyền thở dài. Phạm Đạo Hiếu theo cửu hoa thành mà đến. Lời vừa nói ra, trong chàng lập tức vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm. Tiêu Phạm tuy nhiên đi vào Kim Châu Thành không lâu, lại cũng đã được nghe nói, Cửu Hoa Thành là tiếp cận nhất man hoang thế giới thành trì. Thậm chí có thể nói, Cửu Hoa Thành tựu xây tại man hoang thế giới bên trong, phạm vi 10 vạn dặm trong, không. Nữa thứ hai tòa ngồi nhân loại thành trì, chỉ có một chút tiểu doanh trại, cung cấp hoang dã đám thợ săn bình thường nghỉ chân đích. Bởi vì xâm nhập man hoang thế giới, Cửu Hoa Thành thường xuyên sẽ gặp đến các loại quái thú yêu cầm tập kích, mệnh tang yêu thú chi khẩu chính là chuyện thường ngày, không chút nào đủ vì gì đông dạng cửu hoa thành cũng là yêu thú thợ săn nhất tập trung chỗ cơ hồ tất cả muốn xâm nhập man hoang thế giới yêu thú thợ săn cũng sẽ ở cửu hoa thành đợi vì số không nhiều mấy cái hoang dã biên giới thành thị dừng lại bổ sung cũng đủ cấp dưỡng mới dám tiến vào man hoang thế giới đi săn gỡ yêu ta ít yêu thú thu hoạch nội đan máu huyết cùng tài liệu khác cho nên tại kim châu thành những này rời xa man hoang thế giới thành trì cửu hoa thành cơ hồ chính là man hoang thế giới đại danh từ Phạm Đạo Hiếu tại cửu Hoa Thành đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, được xưng săn vương. Ra vào man hoang thế giới như dẫm trên đất bằng, cuộc đời săn gờ yêu ta ít yêu thú linh cầm vô số, ở phương diện này kinh nghiệm chi phong phú. Không gì sánh kịp, lần này Phạm Đạo Hiếu là ứng ta Kim Châu Thành bảy đại tông môn chi mời mà đến. Nếu như Kim Châu Thành chư vị Đạo Hiếu đủ nhiệt tình lời mà nói, Phạm Đạo Hiếu sau này đem cùng chúng ta bảy đại tông môn ký tên một cái hợp tác lâu dài hiệp nghị ưu tiên hướng chúng ta cung ứng các loại hoang dã tài liệu. Phương Phi Dương mỉm cười tiếp tục nói: "A hát, Trong miệng lập tức lại vang lên một hồi kinh hô, lập tức nguyên một đám vui mừng quá đỗi. Với tư cách Kim Châu thành tu sĩ, đoàn người tự nhiên biết rõ như vậy hiệp nghị một khi ký kết, rốt cuộc ý vị như thế nào. Vậy thì đại biểu cho liên tục không ngừng tài phú. Tuy nhiên không phải bảy đại tông môn người, thu lợi không biết như vậy phong phú, nhưng bao nhiêu có thể phân một chén canh. Mà đối với những kia nhiều năm cũng không từng đột phá bình cảnh tu sĩ mà nói, đến từ man hoang thế giới yêu thú tài liệu, càng là bọn hắn duy nhất trông cậy vào. Mỗi một cấp cảnh giới đột phá, đều ý nghĩa lợi hại hơn công pháp cùng càng dài thọ nguyên. Cái này hai người đều là tu sĩ tha thiết ước mơ đích. Phạm Minh lại ôm quyền thở dài, mỉm cười nói, Phương Huynh khen chật rồi, tập trung ở cửu hoa thành đồng đạo, đâu chỉ ngàn vạn, tiểu đệ bất quá vận khí tốt chút ít mà thôi, săn vương như thế nào dám đảm đương phương phi dương ha ha cười một tiếng nói ra phạm huynh cũng đừng có khiêm tốn rồi Cửu hoa thành tiểu đệ đã từng đi qua đích kính đã lâu phạm huynh đại danh phạm huynh cho đoàn người nói lên vài câu a à. phạm minh liên tục khoát tay vừa cười vừa nói phương huynh chớ để chiêu chọc tiểu đệ thật sự bất thiện ngôn từ phương phi dương chỉ là mỉm cười phạm minh thân thủ vỗ đầy mỡ nị dính cái ót như là quyết định loại nói ra được rồi tiểu đệ ta là thật sự người xinh đẹp lời nói không lớn biết nói. Ở đằng kia man hoang thế giới, yêu thú yêu cầm ai cũng không với người khách khí, một đụng phải tựu là sinh tử chém gỡ yêu ta ít Hắc hắc, cho nên, tiểu đệ ta cũng không nhiều lời liễu tương đương. Hôm nay mới tới quý mà, dù thế nào cũng nên có một lễ gặp mặt. Nói xong, ống tay áo run lên, vài bình ngọc hộp ngọc quay tròn mà bay ra, bên trên đều dán kim lóng lánh bùa, linh khí chấn động kinh người, có thể thấy được những này bùa tinh xảo, sau đó, Phạm Minh ống tay áo lại run lên, bình ngọc hộp ngọc thượng ánh vàng rực rỡ bùa bay rồi mở đi ra, một cổ mùi máu tanh bỗng nhiên tràn ngập ra đến, chỉ thấy mấy chục tiết trắng hiếu hài cốt, theo trong hộp ngọc bay ra, lập tức ở giữa không trung tạo thành một đầu mãnh thú khung xương, thân dài hai trượng có thừa, ngẩng đầu há mồm, hai cánh triển khai, dài đến ba trượng, hoang dã khí tức đập vào mặt. Đây là phi lôi báo. Trong điện lập tức vang lên từng đợt xì xào bàn tán, cũng xen lẫn kinh hô thanh âm. Không tệ bằng cái này hình dạng hòa khí thức để phán đoán, tám phần là phi lôi báo, hơn nữa hẳn là hóa hình kỳ phi lôi báo. Hôm nay tới tham gia cái này giao dịch hội đích, đa số cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, lập tức đã có người đem cái này yêu thú khung xương nhận ra được, đưa tới không nhỏ một hồi bạo động. Phạm Minh cũng không nói chuyện, tiện tay bắt lấy lơ lửng ở giữa không chung một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, đem một giọt óng ánh máu tươi, nhỏ tại mãnh thú cốt trên kệ, chỉ nghe xét đánh một tiếng, mãnh thú khung xương thượng bỗng nhiên dâng lên từng đạo xanh đầm đìa tia chớp, lớn bằng ngón cái, rất là chói mắt đẹp mắt. Ha ha, Kim Châu Thành chư vị đạo hiếu, quả nhiên đều là là người biết hàng. Không tệ đây chính là một đầu trưởng thành phi lôi báo, tương đương với hóa hình sơ kỳ yêu thú. Phi lôi báo loại này yêu thú, kế thừa thượng cổ thánh linh huyết mạch, tuy nhiên tương đối mỏng manh, nhưng thánh linh chính là thánh linh, cố mà trưởng thành phi lôi báo đều có thể thuần thục điều khiển lôi điện chi lực, là khó được lôi điện thuộc tính yêu thú. Này đầu phi lôi báo là vừa vặn trưởng thành, lão phu cũng mất chín như nhị hổ chi lực mới diệt sát cái này nhiệt xúc, nếu như tiếp qua chút ít năm, cái này nhiệt xúc chính thức trưởng thành về sau, lão phu nhưng cũng không dám đi trêu chọc. Một đầu nguyên vẹn trưởng thành phi lôi báo, theo cốt cách đến máu huyết rồi đến nội đan, toàn bộ đều ở nơi này. Đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp đạo hiếu, trưởng thành phi lôi báo tài liệu ý vị như thế nào, sẽ không lão phu lắm mồm liếu tương đương. Cái này là lão phu mang cho Kim Châu Thành chư vị đạo hữu lễ gặp mặt. Phạm Minh vung tay lên, cười ha hả nói. Xôn sao? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Như vậy quy mô giao dịch hội thượng, hóa hình sơ kỳ yêu thú tài liệu cũng không phải không có xuất hiện qua. Thậm chí hóa hình trung kỳ yêu thú tài liệu đều ngẫu nhiên sẽ có lộ diện. Chỉ có điều những tài liệu này, từ trước đều là giao dịch hội áp trục vật phẩm, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt sẽ không lấy ra đấu giá giao dịch đích. Hôm nay giao dịch hội chưa chính thức bắt đầu, Phạm Minh rõ ràng tự lấy ra nghiêm chỉnh đầu trưởng thành phi lôi báo tài liệu, hơn nữa nội đan, cốt cách, máu huyết đều đủ. Không hổ là cửu hoa thành, săn vương, quả thực là đại thủ bút ha Xin hỏi Phạm Đạo Hiếu, cái này phi lôi báo ý định như thế nào đấu giá? Chỉ dùng để linh thạch cạnh tranh, có lẽ hay là đổi mặt khác quý hiếm ngoạn ý chơi đùa. Lập tức thì có gấp gáp loại người cao giọng hỏi thăm về đến, nghe thanh âm là đến từ trong giáp nguyên anh lão quái. Bình thường loại này quý hiếm yêu thú tài liệu, chắc là không biết dùng để đổi lấy linh thạch đích, có thể lấy được ra loại tài liệu này người, nói như vậy, trong tay rất ít thiếu linh thạch. Đa số thời điểm đều là lấy vật đổi vật, dù sao đến nguyên anh kỳ tu sĩ, tổng có thật nhiều làm giàu phương pháp. Phạm Minh ha ha cười một tiếng nói ra, nếu là lễ gặp mặt, vậy thì chỉ có thể là công bình, tự nhiên là dùng linh thạch đấu giá. Lấy vật đổi vật, cái kia còn tên gì quà tặng? Tốt, rất tốt, cái kia hãy mau bắt đầu đi, lão phu đều đã đợi không kịp. Trong dạp truyền đến một hồi cười to thanh âm. Phạm Minh mỉm cười nhìn Phương Phi Dương liếc. Phương Phi Dương hiểu ý, lập tức tiếp nhận câu chuyện, cao giọng nói ra, nhận được Phạm Huynh ý tốt, đưa lên nặng như vậy lễ, thực là đại thủ bút. Phạm huynh đã muốn nói được minh bạch, lễ gặp mặt chú ý đúng là cái thành tâm. Kế tiếp chúng ta đấu giá này là trưởng thành phi lôi báo tài liệu, cũng là tất cả mọi người tham mộ cùng đấu giá, bất kể là loại nào tu vi, đều không bị hạn chế. Vừa nghe Phương Phi Dương lời này, phía dưới trong đại điện liền là vang lên hưng phấn gọi thanh âm. Dĩ vãng giao dịch hội, tốt như vậy gì đó 10 phần sao sao cuối cùng nhất đều rơi vào rồi nguyên anh kỳ lão quái vật trong túi áo. Dù sao lấy vật đổi vật luôn nguyên anh lão quái muốn chiếm đại tiện nghi, giống nhau kim đan tu sĩ, lại ở đâu lấy được nhượng lại nguyên anh tu sĩ đều động tâm không thôi tốt bảo bối. Hôm nay dùng linh thạch cạnh tranh, tình hình lập tức phải biến đổi. Trong đại điện không ít kim đan tu sĩ đều đều thân ra hào phóng, chưa hẳn ngay tại bình thường nguyên anh tu sĩ phía dưới. Nhất là một ít tông môn thế gia xuất thân kim đan tu sĩ, có thể thay đổi cả tông môn cùng thế gia tài lực vật lực, lại càng tài hùng thế đại, tầm thường nguyên anh kỳ tán tu, thật đúng là không có thể có thể trong người gia thượng đưa bọn chúng áp chế xuống dưới. Xin hỏi phương bang chủ, Phạm Đạo Hiếu, cái này phi lôi báo tài liệu, là tách ra đấu giá có lẽ hay là duy nhất một lần đấu giá. Lại có một thanh âm tại trong giặc vang lên, tựa hồ là nữ tử. Phương Phi Dương nhìn bên người Phạm Minh Liếc, kiên định nói, là duy nhất một lần đấu giá, chẳng phân biệt được hủy đi. Tốt, đa tạ phương bang chủ giải thích nghi hoặc. Trong giặc nữ tử khách khí một câu, liền là không có bên dưới. Nếu là lễ gặp mặt, Phạm Đạo Hiếu tại cạnh tranh tăng giá tiền hội đặc biệt quyết mình, tin tưởng nhất định sẽ làm cho đoàn người đều thỏa mãn đích. Phương Phi Dương ôm quyền nhún, nói ra, lại quan sát Phạm Minh, Phạm Minh có chút vuốt cầm, tỏ vẻ tán thành. Tốt, ta xem có chút Đạo Hiếu cũng đã kềm nén không được, kích động rồi, Lão Phu cũng không nói nhiều, hiện tại đấu giá bắt đầu. Nguyên vẹn trưởng Thành Phi lôi báo tài liệu một cụ, lên giá linh thạch 20 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai vạn. Phương Phi Dương cho sắc nghiêm, giơ tay lên bên trong chùy nhỏ, nhẹ nhàng gõ xuống dưới, vậy mà tự mình làm đấu giá sư. Đường đường Kim Châu thành đệ nhất cao thủ, hạnh lâm giúp đỡ chủ, tự mình hành động đấu giá sư, quả thực là kinh thế hãi tục, cuối cùng, có lẽ hay là cho phạm bên ngoài tử. Vị này san vương không xa thiên sơn vạn thủy đi vào Kim Châu thành, cùng với bảy đại tông môn hợp tác, Phương Phi Dương tự nhiên nhanh nhanh đủ hắn thể diện cái gì, mới 20 vạn. Trong đám người lần nữa vang lên tiếng kinh hô, tựa hồ đoàn người đều không thể tin được lỗ tai của mình, cho là mình nghe lầm. Bình thường hóa hình kỳ yêu thú nội đan, khởi đập giá đều ở 20 vạn linh thạch đã ngoài, lại càng không cần phải nói cái này một đầu nguyên vẹn phi lôi báo liễu tương đương. Phần này lễ gặp mặt, quả nhiên đưa đắc đủ thành tâm đích. Bất quá nếu là đấu giá, khởi đập giá bao nhiêu kỳ thật cũng không sao, cùng cuối cùng nhất giá sau cùng không có bất kỳ liên quan. Lại nói tiếp, Phạm Minh chỉ là lừa gạt cái mánh khóe, tranh thủ mọi người hảo cảm mà thôi, tại chính hắn, lại nửa phần thực tế tổn thất cũng sẽ không có. 30 vạn không đợi đoàn người theo trong lúc cây ếch yêu ta ép sợ phục hồi tinh thần lại, một cái nhàn nhà thanh âm, đã muốn theo 58 số trong dạp truyền ra. Đủ mậu cùng đủ xảo đồng loạt nhìn về phía tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này đệ nhất khẩu giá, thình lình đúng vậy theo Tiêu Phàm trong miệng báo ra tới. Chương 967, cố tình quấy rối. 35 vạn. Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, ngay sau đó thứ hai khẩu giá cũng báo đi ra. 40 vạn. 45 vạn. Cứ việc Phương Phi Dương nói rất đúng mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn vạn linh thạch, nhưng những này tài đại khí thô tiền nhiều như nước nguyên anh lão quái, mới mở miệng chính là 5 vạn, 5 vạn trên lên gia tăng. Thậm chí phía dưới trong đại điện không ít kim đan tu sĩ, cũng tham dự tiến đến, không ngừng nâng giá. Phút chốc, cái này phi lôi báo tài liệu liền bị nâng lên đến 70 vạn linh thạch, đã muốn xem như đạt đến tương đối bình thường giá cả. 75 vạn. Tại một hồi yên lặng về sau, tiêu phàm lần nữa báo ra mới giá cả. Đủ mậu sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói ra tiêu đạo hiếu, xem ra người đối với cái này phi lôi báo tài liệu là nguyện nhất định phải có A-Hát. 70 vạn linh thạch, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, cũng không tính khổng lồ cỡ nào một vài chữ, thậm chí trong đại điện cá biệt kim đan tu sĩ, cũng tài đại khí thô tiền nhiều như nước không đem khoản này linh thạch để vào mắt. Bất quá vừa lên đến cứ như vậy đổ máu, biết rõ giao dịch hội quá trình đủ mậu, cũng không nhận ra đó là một ý kiến hay. Cứ việc giao dịch hội chưa chính thức bắt đầu, trước tiểu xuất hiện một đầu hóa hình kỳ yêu thú toàn bộ tài liệu, cực kỳ mê người, nhưng hơi có kinh nghiệm tu sĩ cũng biết, chính thức thứ tốt, vẫn còn phía sau. Bắt đầu cũng đã như thế xa xỉ, cuối cùng áp trục bảo bối, khẳng định càng thêm kích động nhân tâm. Hiện nay như vậy đổ máu, đợi cho thực xuất hiện chính mình đặc biệt phải cần gì đó lúc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem liễu tương đương. Cái này phi lôi báo tài liệu, đối với tại hạ xác thực rất quan trọng hơn. Tiêu phàm cũng thấp giọng đáp. Phi lôi báo tuy nhiên không phải đặc biệt thích hợp cho hoàng đường sử dụng, thắng tựu thắng tại đây là một đầu nguyên vẹn phi lôi báo, không cũng chỉ có nội đan, còn có máu huyết cùng cốt cách. Có như vậy nguyên vẹn một cụ phi lôi báo tài liệu, tiêu phàm có thể thi triển, hóa huyết trúc linh đại pháp, lại để cho hoàng đường khởi tử hồi sinh. Đây là tiêu phàm sắp tới lớn nhất mục tiêu, dù cho vì thế tháng ra bại sản đều sẽ không tiếc. Hoàng đường như vậy sinh tử bằng hữu tới nơi nào để tìm? Thì ra là thế, cần lão phu hỗ trợ sao? Đủ mậu chú ý mà hỏi thăm hắn có chút không lớn hiểu rõ tiêu phàm của cải, bất quá dưới tình huống bình thường, một đầu nguyên vẹn hóa hình sơ kỳ yêu thú tài liệu, cuối cùng nhất giá sau cùng, rất có thể tiếp cận thậm chí vượt qua 100 vạn linh thạch. Tuyệt không phải là người nào đều có thể xuất ra lớn như vậy một số linh thạch đến đích. Tiêu phàm cười cười, nói ra, đa tạ tiền bối ý tốt, cần muốn giúp đỡ thời điểm, tại hạ thì sẽ mở miệng. Dùng tiêu phàm thân ra, dưới mắt cái giá này vị vẫn còn hắn thừa nhận trong phạm vi vì tham gia giao dịch hội, tiêu phàm trước kia còn ra tay một ít ma khí cùng mấy trăm năm dược linh linh dược, lại để cho thân thể của mình ra càng phong phú chút ít. 75 vạn cái giá tiền này báo ra về sau, hội trường thoáng cái trở nên an tĩnh lại. Rất hiển nhiên, từ nơi này lúc bắt đầu, giá cả cũng đã vượt ra khỏi bình thường phạm trù, ngoại trừ những kia thân gia đặc biệt phong phú hoặc là đối với biến hóa yêu thú tài liệu có đặc biệt nhu cầu người, những người khác bình thường đều chọn rời khỏi. Như vậy giao dịch hội thượng, các loại kỳ chân dị bảo xuất hiện xác suất thật sự rất cao, mọi người đều biết, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, đạo lý. 76 vạn. Khơi khoảnh, lầu một một gã kim đan tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí mà báo ra mới giá cả. Đối mặt một vị nguyên anh lão quái, người này kim đan tu sĩ tự nhiên đặc biệt cẩn thận, cũng không nên phi lôi báo tài liệu không có đập tới tay, ngược lại đem nguyên anh lão quái cho đắc tội, đó mới thực kêu oan. 80 vạn. Tiêu phàm không chút do dự, một ngụm lại đem giá cả dơ lên đi lên. Loại này tư thế, đã đem hắn tình thế bắt buộc tâm tư hoàn toàn bày ra, tên kia kim đan tu sĩ nhìn qua trên đài phi lôi báo khung xương, có chút không cam lòng mà nuốt từng ngụm nước, đúng là vẫn còn nhịn được, không có mở lại bước phát triển mới giá cả đến. Còn có so 80 vạn giá tiền cao hơn sao? Phương Phi Dương mỉm cười cao giọng hỏi. Vị này Kim Châu Thành Đệ nhất cao thủ tự mình làm đấu giá sư, cũng là hữu mô hữu dạng hội trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai lại ra giá. Tiêu phàm khóe miệng lộ ra một tia nếp nhăn trên mặt khi cười. Có thể dùng 80 vạn linh thạch giá cả nắm bắt cái này phi lôi báo toàn bộ tài liệu, hãy để cho hắn rất hài lòng đích. 100 vạn. Đợi chút một lát, như trước không có người ra giá, Phương Phi Dương đang muốn tuyên bố phi lôi báo tài liệu đoạt huy chương, thình lình theo khác một cái ghế lô ở phía trong báo ra như vậy giá cả, một hơi tự bỏ thêm 20 vạn linh thạch, trực tiếp đặt lên trăm vạn bậc thang. Là hắn, đủ xảo lập tức liền mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rất không cao hứng nói. Cái này báo giá người thanh âm, bọn hắn đều rất quen thuộc, thình lình đúng vậy Lăng Vân Tông đơn nghĩa. Đơn nghĩa khả năng cũng nghe ra tiêu phàm thanh âm, cho nên tại quan trọng hơn trước mắt tận lực chọc vào như vậy một gậy che tiến đến, cố tình quấy rối Đủ mậu cũng nhíu mày nói ra, đơn đạo hữu cái này tâm ý mắt cũng không tránh khỏi quá nhỏ chút ít. Không hề nghi ngờ, đơn nghĩa vốn cũng không có tính toán cạnh tranh cái này phi lôi báo tài liệu, nếu không đã sớm ra giá, không biết đợi đến hiện tại mới kêu lên đệ nhất khẩu giá, hơn nữa một gia tăng chính là 20 vạn linh thạch. Nhìn về phía trên, đơn nghĩa không hề giống là linh thạch nhiều đến không chỗ chất đống, ngoại trừ muốn chán ghét Tiêu Phàm, không có lý do khác. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, chậm rãi uống trà, cũng không có lập tức đón lấy báo giá. Thấy hắn cái này khí định thần nhàn bộ dạng, đủ mậu trong nội tâm lại có điểm không nắm ngọn nguồn rồi, hạ giọng nói ra, tiêu đạo hiếu, nếu như cái này phi lôi báo tài liệu đối với ngươi không có đặc biệt ý nghĩa lời mà nói, ta khuyên ngươi có lẽ hay là suy nghĩ thật kỹ xuống. Loại này giao dịch hội, có rất nhiều kỳ chân dị bảo xuất hiện đích. Ngụ ý nói đúng là, đã đơn nghĩa cố tình quấy rối vậy chúng ta tự dừng ở đây, lại để cho hắn hoa 100 vạn linh thạch đập đi phi lôi báo tài liệu tốt rồi. Hắn muốn chán ghét người, chúng ta trái lại chán ghét hắn xuống cả hội trường hào khí đều bị điều động, tất cả mọi người bình thức tĩnh khí, cùng đợi một vòng mới báo giá. Một mực đợi cho ngay Phương Phi Dương đều mất đi kiên nhẫn, đang muốn mở miệng thời điểm, tiêu phàm mới rốt cuộc đặt chén trả xuống, báo ra 105 vạn mới nhất giá cả. Lúc này đây, đơn nghĩa không có ra lại giá. Đủ mậu liền hướng tiêu phàm vươn ngón tay cái. Đan đại ca cũng sợ bị âm a hát. Cuối cùng nhất phi lôi báo dùng 105 vạn linh thạch thuận lợi thành giao, Tiêu Phàm giao hàng linh thạch, đem một đống hộp ngọc bình ngọc thu vào chữ vật vòng tay, nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, dù bận vẫn ung dung mà tựa vào trên ghế dựa, bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thế. Lúc này đây giao dịch, đã đem trên người hắn linh thạch cơ bản lấy hết liễu tương đương. Đương nhiên, hắn còn có đại lượng ma khí, cửu cấp phía dưới yêu thú nội đan, máu huyết cùng tài liệu, cùng với không mấy ngàn năm thậm chí vạn năm linh dược, những này đều có thể đổi thành tiền. Thậm chí còn những kia quý hiếm vạn năm linh dược tùy tiện lấy ra một cây đến, cũng đủ để trở thành giao dịch hội chính thức áp trục bảo vật. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm không sẽ như thế Trương Dương đích. Đó là tự tìm phiền toái. Nếu như không phải đặc biệt lại để cho hắn động tâm mấy cái gì đó, hắn là không có ý định xuất thủ. Còn nhiều thời gian, kế tiếp giao dịch hội, Thoáng Yên lặng một hồi, dù sao bình thường giao dịch vật phẩm, không có khả năng cũng như đồng hóa hình yêu thú tài liệu như vậy quý hiếm giao dịch hào khí tự nhiên cũng sẽ không quá náo nhiệt. Nhưng chủ sự phương kịp thời ném ra ngoài vài loại quý hiếm đan dược, khiến cho một phen oanh động, thành công đem hào khí điều bắt đầu chuyển động. Bất quá lúc này đây ném đi ra đều là có thể tinh tiến kim đan kỳ tu vi đan dược, dẫn tới lầu một kim đan các tu sĩ một hồi điên cuồng tranh đoạt, trong dạp lại có chút yên lặng. Thành phẩm đan dược cũng là tiêu phàm đi vào Kim Châu Thành về sau đặc biệt chú ý đích. Tiêu phàm hiện tại, ở vào một cái phi thường đặc biệt quan khẩu. Cơ hồ tất cả tinh tiến kim đan kỳ tu vi đan dược, đối với hắn cũng đã không nhiều lắm tác dụng. Thậm chí cực kỳ phách đạo tiểu vu linh đan cũng đã mất đi hiệu dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, tiêu phàm công lực đã muốn đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong nhất trạng thái, như cùng một cái tràn đầy nước ly, cái gì thậm chí đã tràn ra đến, lại thêm không vào đi cho dù là một giọt nước. Mà ở không có đột phá bình cảnh trước kia, tiêu phàm lại không dám nếm thử dùng tăng tiến nguyên anh kỳ tu vi đan dược, Tiêu Phàm đã từng muốn tại Kim Châu Thành tìm được có thể tiếp tục tinh tiến kim đan kỳ tu vi đan dược, nói cách khác, muốn đem cái kia cái, ly, chống càng lớn hơn một chút, trở thành một gã so nguyên anh tu sĩ công lực còn muốn tinh thuần hùng hậu kim đan tu sĩ. Như vậy đột phá bình cảnh nắm chắc cùng tỷ lệ sẽ rất cao chút ít. Nhưng là Tiêu Phàm rất nhanh tựu thất vọng rồi, như vậy đan dược cùng đan phương đều không tồn tại. Luận đến dược lực phách đạo, tiểu vu linh đan dĩ nhiên số một, chỉ là vu linh đan cùng tiểu vu linh đan cũng là vì tinh tiến vu đạo tu sĩ tu vi mà luyện chế ra đến đích đối với tu luyện nhất tinh khiết chính hạo nhiên chính khí tiêu phàm mà nói dùng như vậy đan dược đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít hội lưu lại một chút ít di chứng nếu có thể hay là muốn luyện chế ra một loại càng thêm thích hợp chính hắn đan dược đến mới được chỉ có có thể trên phạm vi lớn tăng tiến thần thức thái thanh hóa linh đan tiêu phàm vẫn còn đúng hạn ăn luyện hóa thái thanh hóa linh đan hiệu quả một mực đều không có yếu bớt, tiêu phàm tu vi thẻ tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, không có đột phá, pháp lực liền trì trệ không tiến, thần niệm chi lực lại thủy chung đều ở chậm chạp tăng trưởng. Tuy nhiên, thái thanh hóa linh đan, này đây có chứa mãnh liệt gây nên huyến hiệu quả 5.000 năm dược linh, hai diệp tham gia, làm chủ dược, ít nhất cho tới bây giờ, tiêu phàm chưa phát giác cái này, thái thanh hóa linh đan, có cái gì không ổn. Bất quá, nếu như sắp tới trong nếu không đột phá bình cảnh lời mà nói, tiêu phàm cũng cân nhắc muốn tạm thời ngừng phục, thái thanh hóa linh đan, liễu tương đương. Một cái thần niệm chi lực xa so nguyên anh kỳ tu sĩ còn phải cường đại hơn nhiều kim đan tu sĩ, thấy thế nào đều là cái quái thai. Tiêu phàm tinh thông y lý, lý thuyết y học, biết rõ trong lúc này tất nhiên hội có chút phiền phức. Chính mình phát giác không đến, không có nghĩa là lấy khẳng định không có. Tranh đoạt qua những đan dược này về sau, giao dịch hội dần dần tiến vào cao trào, chủ sự phương hợp thời ném ra ngoài nhóm thứ hai yêu thú tài liệu. Lúc này đây yêu thú tài liệu không ít, trong đó đa số là hóa hình kỳ trở xuống nick, giao dịch phi thường náo nhiệt. Dù sao hóa hình kỳ yêu thú tài liệu, không chỉ nói bình thường kim đan tu sĩ, coi như là tầm thường nguyên anh tu sĩ, cũng không thấy đắc tự hiểu được luyện hóa chi đạo, một lấy vô ý, những tài liệu chân quý này giá trị muốn giảm bớt đi nhiều, mấy chục trên trăm vạn linh thạch cứ như vậy đánh cho nước phiêu. Kim đan kỳ yêu thú nội đan cùng tài liệu, hiệu quả tuy nhiên kém một chút, nhưng tiện nghi rất nhiều, luyện hóa bắt đầu đứng dậy cũng càng có nắm chắc. Đối với những vật này, Tiêu Phàm tự không biết động tâm, chỉ là uống trà xem náo nhiệt. Cửu cấp thanh bằng nội đan 4 miếng, máu huyết 4 bình. Đấu giá sư bén nhọn thanh âm bỗng nhiên lại một lần nữa đưa tới Tiêu Phàm chú ý. Chương 968, tranh cãi dưới mắt tại trước sân khấu chủ trì đấu giá là một vị nguyên anh sơ kỳ lão giả còm nhom phương phi dương sớm đã cùng phạm minh bọn người di giá ghế lô an vị dùng hắn tôn quý như thế thân phận tự nhiên không có khả năng thật sự đảm nhiệm đấu giá sư vừa rồi chỉ là vì tỏ vẻ đối với phạm minh khách khí mà thôi nhỏ gầy nguyên anh lão giả trước mặt xếp thành một hàng bốn tinh xảo màu đỏ nhạt bình ngọc lão giả ống tay áo run lên một bình ngọc nắp bình lập tức vạch trần một đạo thanh sắc đại bằng hư ảnh phóng lên trời, lập tức ở giữa không trung ngưng tụ số tròn trượng lớn nhỏ bộ dáng, thiết mỏ như cái móc, hình thái rất uy mãnh. Quả nhiên là thanh bằng. Dưới đài vang lên một hồi tiếng thán phục. Có thể tới tham gia loại này quy cách giao dịch hội người, sẽ không có ai là hạng người bình thường, cả đám đều kiến thức rộng rãi, là người biết chuyện. Ha ha, xem ra đoàn người đều là là người biết hàng, cái này thanh bằng lai lịch, tự không cần ta mệt mỏi thuật đi à nha. Đây chính là ngân xí đại bằng dòng chính dòng dõi, trong huyết mạch mang theo một tia trời sinh thánh linh ngân dược lôi bằng truyền thừa, tuy nhiên thập phần mỏng, tóm lại cũng là thánh linh dòng dõi, kỳ chân quý chỗ, chư vị đều là biết đến. Nơi này là bốn đầu cửu cấp thanh bằng máu huyết cùng nội đan, nội đan tự ngâm tại máu huyết bên trong. Có vị nào đạo hữu muốn lên đến nghiệm kiểm hàng sao? Chủ trì đấu giá nguyên anh lão giả còm nhom, lại đều có một cổ khinh người khí độ. Không cần kiểm hàng rồi, chúng ta còn có thể không tin được Âu tiền bối sao. Lão giả lời còn chưa dứt, dưới đài đã có người gọi quát lên. Không ít người phụ hỏa theo đuôi. Nhỏ gầy nguyên anh lão giả liền vuốt vuốt thưa thất chồng dâu, mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hết sức hài lòng. Đủ tiền bối, tại hạ nhưng có thể chỉ điểm ngươi cầu viện. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền là xếp hợp lý mậu nói ra. Đủ mậu hạng khôn khéo người, vừa nghe liền hiểu tiêu phàm ý tứ, vừa cười vừa nói tiêu đạo hữu là dẫn linh thạch không đủ sao. Đúng vậy, tại hạ không nghĩ tới cái này giao dịch hội thượng còn có thanh bằng máu huyết cùng nội đan đấu giá, dẫn linh thạch quả thật có điểm không đủ liếu tương đương. Bất quá tại hạ còn có chút vật gì đó khác, đáng giá một ít linh thạch. Đợi giao dịch hội qua đi, tại hạ sẽ ngay lập tức đem linh thạch trả lại cho tiền bối đích. Tiêu phàm rất thành khẩn nói. Kỳ thật giao dịch hội thượng cũng cài đặt đổi nơi, linh thạch không đủ tu sĩ, cũng có thể dùng mặt khác bảo vật gãy chống đỡ. Đương nhiên phải đi qua chủ sự phương chuyên môn nhân viên xem xét qua hậu, xác định bảo vật giá cả, mới có thể năng lực gãy chống đỡ, còn muốn rút ra nhất định phí tổn. Tương đối mà nói, ở chỗ này đổi linh thạch, so sánh với tại bên ngoài đổi linh thạch yếu có hại chịu thiệt chút ít. Tiêu phàm cũng không phải quan tâm điểm ấy, lỗ lã, mấu chốt là không muốn làm cho mọi người tin tưởng của cải nhà của hắn. Nhiều như vậy mà đạo pháp bảo pháp khí cùng ngàn năm linh dược liên tục không ngừng mà lấy ra đổi, rất dễ dàng bị người chằm chằm thường. Dù sao ở chỗ này, thân phận của hắn không có biện pháp giấu giếm. Nếu như đi gian ngoài, thiên huyễn mặt thiên biến vạn hóa, yêu đao tông ẩn nặc thuật thần kỳ vô cùng, tiêu phàm tự không cần lo lắng bị người nhận ra. Không dám, đạo hữu chỉ để ý đấu giá, đến lúc đó cần bao nhiêu linh thạch, lão phu thì sẽ giúp đỡ. Đủ mậu rất sảng khoái nói. Đa tạ tiền bối viện thủ, đủ mậu khoát tay áo, ý bảo tiêu phàm không cần phải khách khí. Lúc này nhỏ gầy nguyên anh lão giả đã muốn báo ra thanh bằng máu huyết cùng nội đan khởi đập giá, linh thạch 20 vạn, cùng đầu kia hóa hình kỳ phi lôi báo là đồng dạng khởi đập giá. Bất quá phi lôi báo với tư cách phá minh, lễ vật, khởi đập giá rõ ràng hơi thấp, cuối cùng là một về tới chân thật giá vị, dùng 105 vạn linh thạch giá cao đánh ra thanh bằng máu huyết cùng nội đan 20 vạn khởi đập giá, tắc chính là cơ bản xem như thực giá rồi, cuối cùng nhất giá sau cùng chắc chắn sẽ không đạt tới trăm vạn chi cự. Tiêu phàm nhìn chúng những này thanh bằng chân huyết cùng nội đan, tự nhiên là vì chữa trị biển chim cú vọ huyết ma ngẫu. Cái này bốn đầu thanh bằng đẳng cấp tuy nhiên chỉ có cửu cấp, tương đương với kim đan hậu kỳ tu vi, dù sao cũng là biển chim cú vọ dòng chính dòng dõi, mang theo ngân xí đại bằng huyết mạch, đến lúc đó hướng những này máu huyết bên trong gia nhập một hai giọt ngân dược lôi bằng chân huyết, lần nữa dùng hóa huyết trúc linh đại pháp tế luyện một phen, có lẽ biển chim cú vọ huyết ma ngẫu có thể chữa trị như lúc ban đầu. Tinh thông phong độn thuật, tương đương với nguyên anh cùng bậc biển chim cú vọ huyết ma ngẫu, tuyệt đối là hiếm có tốt giúp đỡ. Nếu thổ ma ngẫu cũng có thể nâng cao một bước, tiến dài đến nguyên anh kỳ, hơn nữa tiến dài lưng sát con bọ ngựa cùng đột phá bình cảnh trở thành nguyên anh tu sĩ tiêu phàm chính mình đối mặt bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, tiêu phàm liền có tuyệt đối phần thắng, thậm chí đối mặt Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Đối với cái này thanh bằng máu huyết cùng nội đan, tiêu phàm cũng là nguyện nhất định phải có, bất quá nhưng không có nóng lòng đấu giá, mà lại nhìn kỹ hắn nói, tránh khỏi lại bị đơn nghĩa chầm chầm thược, một lần nữa cho hắn chán ghét một hồi, còn trắng bạch nhiều hao phí không ít linh thạch. Có lẽ bởi vì lúc trước đã muốn xuất hiện qua hóa hình kỳ yêu thú nội đan tài liệu, tăng thêm cái này thanh bằng nội đan cùng máu huyết tương đối ít lưu ý, luyện hóa phương pháp không nhiều lắm, đấu giá tình hình cũng không phải như vậy kịch liệt, đại đa số mọi người tại sống chết mặc bay, chỉ có vài tên kim đan kỳ tu sĩ tại đấu giá, tạm thời còn không có nguyên anh kỳ tu sĩ lẫn vào tiến đến. Làm cho là như thế, cạnh tranh giá cả cũng dần dần bị mang lên 50 vạn linh thạch. Đương làm một gã thân hình cao lớn kim đan hậu kỳ tu sĩ báo ra 50 vạn linh thạch giá cả về sau, hội trường liền an tĩnh lại, không ai lại ra giá tiền cao hơn. Giao dịch hội đến nơi đây, cũng còn chưa đi đến đi một nửa đâu rồi, chính thức kịch liệt cạnh tranh tại cuối cùng áp trục bảo vật cùng với đấu giá hội sau khi chấm dứt tự do đổi. Đặc biệt là tự do đổi, thường thường sẽ có nguyên anh lão quái móc ra chút ít kinh thế hãi tục cổ quái ngoạn ý chơi đùa đến, làm cho người mở rộng tầm mắt. 52 vạn, trầm mặc hơi khoảnh, 58 số trong dạp lần nữa vang lên tiêu phàm thanh âm thấy là trong dạp có người đi ra cạnh tranh, tên kia thân hình cao lớn kim đan hậu kỳ tu sĩ ngẩng đầu nhìn 58 số ghế lô liếc, do dự một chút, cắn răng báo ra, 55 vạn linh thạch, rất cao giá cả. 60 vạn. Lúc này đây tiêu phàm lại không có chút nào trần chờ do dự, cao lớn kim đan hậu kỳ tu sĩ vừa dứt lời, hắn tự trực tiếp đem giá cả đẩy lên 60 vạn mới bậc thang. 65 vạn. Không đợi mọi người tiếng thán phục chìm xuống, đơn nghĩa bên kia lại trộn đều tiến đến, giống như hôm nay bọn hắn tới tham gia giao dịch ngày hội, chính là chuyên nhất đến chán ghét tiêu phàm đích. Quả thực khinh người quá đáng. Đủ mậu khuôn mặt hoàn toàn trầm xuống. Đơn nghĩa lặp đi lặp lại nhiều lần mà lẫn vào tiến tới quấy rối, đây không phải đánh tiêu phàm mặt, trực tiếp đánh hắn đủ mậu mặt. Biết rõ tiêu phàm là hắn cháu gái ân nhân cứu mạng, vì cái ký danh đệ tử Giang còn nguyệt, cứ như vậy không thuận theo không buông tha, cái này đơn nghĩa cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng liếu tương đương. Hắn Lăng Vân Tông cố nhiên là bảy đại tông môn một trong, thực sự xa chưa tới độc đại tình trạng. 70 vạn. Lần này mở miệng không còn là tiêu phàm, mà là đủ mậu, trực tiếp đoạt tại trước, nổi giận đùng đùng đích. Tiêu phàm liền bưng chén trà lên, chậm rãi thưởng thức trà. 80 vạn. Mắt thấy đủ mậu mình trần ra trận, bên kia lại càng không chút nào yếu thế, một hơi bỏ thêm thập vạn linh thạch. Nguyên vốn đã khôi phục lại bình tĩnh trong đại điện, lập tức tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc, tựa hồ đang chờ xem một hồi trò hay. Mỗi lần giao dịch hội, đều có nguyên anh tu sĩ, khai chiến, có đôi khi chàng diện còn phi thường náo nhiệt. Chủ trì đấu giá nhỏ gầy nguyên anh lão giả cười tủm tỉm đích, đơn giản đều không làm sao nói rồi, cho phép bọn hắn đi gạch lấy. 90 vạn, đủ mậu hoàn toàn bị chọc giận, Ngẹn lấy một cổ kình, sức lực theo trong cổ họng tóe đi ra như vậy một vài chữ. Hắc hắc, xem ra tề đạo hữu đối với cái này thanh bằng máu huyết là nguyện nhất định phải có a hát, trùng hợp đắc rất, lão phu cũng cần thứ này. Tề đạo hữu muốn kiếm tiện nghi, sợ là không có dễ dàng như vậy. Khơi khoảnh, bên kia trong dạp truyền đến đơn nghĩa u ám thanh âm. Một trăm vạn, đây là lão phu mở cao nhất giá cả, tề đạo hữu chỉ cần lại vượt qua cái giá tiền này, dù cho nhiều một khối linh thạch, Lão phu cũng tuyệt không tăng giá nữa. Cái này thanh bằng máu huyết cùng nội đan, tựu nhường cho ngươi. Đơn nghĩa dương dương đắc y nói. Hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không cần cái này thanh bằng nội đan cùng máu huyết, thuần túy chính là hoành cắm chán ghét người đích. 101 vạn. Lần này không đợi đủ mẫu báo giá, tiêu phàm đặt chén trà xuống, ung dung mà đã mở miệng, mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra hắn trong thanh âm nhàn nhã, chính là hướng về phía đơn nghĩa đi đích. Người đã nói kia phen lời nói, tiêu phàm vẫn thật là không tin tà. Đáng tiếc đấu giá quy tắc là ít nhất một vạn linh thạch khởi gia tăng, nếu không tiêu phàm thật đúng là hội báo ra, một trăm vạn lẻ một khối linh thạch như vậy giá cả đến. Tựu đè nặng ngươi, làm sao vậy? Hừ hừ, tốt, rất tốt. Hôm nay tiểu bối, thật đúng là nguyên một đám to gan lớn mật liễu tương đương. Đơn nghĩa không giận ngược lại cười, u ám nói. Tiêu phàm cười cười, nói ra, đa tạ đan tiền bối nhường cho. Đối với đơn nghĩa rõ ràng mang theo y hát yêu ta ép lời nói, Lý đều không để ý, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy tựa như. Càng là loại này mây trôi nước chảy thái độ, càng là chứng minh hắn ở sâu trong nội tâm thật sự không thèm để ý phải chăng đắc tội đơn nghĩa. Tại Kim Châu Thành như vậy một tòa cởi mở thành trong ao, tiêu phàm hoàn toàn không cần phải vô cùng tiểu tâm cẩn thận. Đơn nghĩa hừ một tiếng, nếu không nói lời nói đủ mậu lập tức lấy ra một cái tràn đầy linh thạch chữ vật vòng tay, bày đặt tại trên mặt bàn, có chút áy náy mà đối với tiêu phàm nói ra, tiêu đạo hiếu, thật có lỗi a hát, không nghĩ qua là liền lên đơn nghĩa đương làm, bị hắn không công lọt hố đi vào mấy chục vạn linh thạch. Mặc dù nói yêu thú nội đan tài liệu rất hiếm thấy, nhưng bốn đầu cửu cấp thanh bằng nội đan máu huyết, xác thực giá trị không được cái này rất nhiều linh thạch. 50 vạn đến 60 vạn trong lúc đó, chính là chỗ này bốn đầu cửu cấp thanh bằng chân thật giá cả. Kết quả là ra trải giường nghĩa khích tướng rồi, ngày đủ mẫu như vậy sống hai ba trăm năm nguyên anh lão quái, đều một cái kềm nén không được, bại đi vào, bị người cầm túi tiền trang liễu tương đương. Cái này nhiều ra tới linh thạch, tự do lão phu đến gánh chịu tốt rồi, không thể để cho người có hại chịu thiệt. Tiêu phàm nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra tiền bối không khỏi quá khách khí liễu tương đương đơn nghĩa kỳ thật chính là hướng về phía ta tới đích tiền bối bất quá là được vạ lây tung tính toán tiền bối không mở miệng hắn cũng có lẽ hay là hội gây sự đích đường đường một gã nguyên anh tu sĩ lòng dạ không khỏi quá mức hẹp hòi như vậy trí tuệ ta hoài nghi sẽ ảnh hưởng đến hắn tiến giai tiến giai đủ mậu không khỏi lạnh cười ra tiếng chỉ bằng hắn đời này sợ là đều không có khả năng liễu tương đương con đường tu chân tựu là như thế càng về sau càng gian nan theo kim đan sơ kỳ tiến giai đến trung kỳ tự so từ đó kỳ về phía sau kỳ tiến giai muốn dễ dàng làm cho là như thế cũng không biết có bao nhiêu kim đan tu sĩ cả đời đều vây ở sơ kỳ cảnh giới đến chết đều đột phá không được bình cảnh tiến giai đến nguyên anh kỳ về sau hiện thực sự thật càng là như thế này tàn khốc rất nhanh bồi bàn liền đem thanh bằng nội đan cùng máu huyết đưa tới tiêu phàm một chút kiểm nghiệm liền thỏa mãn gật gật đầu ống tay áo run lên, đem bốn bình ngọc đều thu vào. chương 969, cây yêu ta ép sợ. Thành công chụp được thanh bằng nội đan cùng máu huyết về sau, tiêu phàm thân thể sau này khẽ dựa, thư thư phục phục mà tựa ở trong ghế, lộ làm ra một bộ dù bận vẫn ung dung ở ngoài đứng xem thần sắc đến. Hôm nay một hơi tại giao dịch này hội thượng hao tốn 200 vạn linh thạch, đã muốn xa xa vượt qua hắn, dự toán, kế tiếp cho dù bất quá nghịch thiên thứ tốt xuất hiện, hắn cũng đã vô lực kết cục tranh đoạt. Cho đến tận này, đủ mậu chưa ra tay qua, đã đi tới nơi này chính là hình thức giao dịch hội thược, liệu hắn tổng phải có điều thu hoạch, tiếp tục hướng đủ mậu vay tiền cũng không đáng tin cậy. Cũng may tiêu phàm là một cái có phần sao biết được đủ người, lần này giao dịch hội thu hoạch, đã muốn vượt qua hắn mong muốn khá xa, làm hắn hết sức hài lòng. Thực tế quan trọng hơn chính là, hắn biết rồi cơ lụa mỏng tung tích, chỉ chờ giao dịch hội chấm dứt, muốn nghĩ cách cùng cơ lụa mỏng bắt được liên lạc. Nghĩ đến muốn cùng cơ lụa mỏng xa cách từ lâu gặp lại, lại để cho tiêu phàm có chút hưng phấn. Tiêu phàm đoán không lầm, kế tiếp mới được là giao dịch hội chính thức sau giai đoạn, các loại quý hiếm bảo vật không ngừng tuôn ra hiện ra, trong đó không ít bảo vật đều làm tiêu phàm tim đập thình thịch. Nhưng những này bảo vật tranh đoạt chi kịch liệt, cũng vượt qua xa hắn có khả năng tưởng tượng được đến đích, vì tranh đoạt đồng dạng đan dược, hai vị nguyên anh kỳ lão quái thiếu chút nữa tại chỗ vung tay nếu không có có phương phi dương tự mình tỏa chấn ra mặt đè ép xuống dưới chỉ sợ cái này hai gã náo nhiệt xét đánh tính tình lão gia này thật sự hội đánh nhau giao dịch hội áp trục hai kiện bảo vật một kiện là đến từ man hoang thế giới hỏa thuộc tính thuồng luồng loại yêu thú nội đan mặt khác đồng dạng tác chính là trực tiếp tựu là một việc cực phẩm pháp bảo cái này hai kiện áp trục bảo vật cũng đem giao dịch hội hào khí đổ lên nhất sao hiện trường tình hình chi náo nhiệt quả thực không cách nào hình dung hỏa thuộc tính thuồng luồng loại nội đan chân quý, không người so tiêu phàm biết được đắc càng thêm tinh tường, nhưng hắn là nuốt qua một đầu cửu cấp đỉnh phong hỏa vân thuồng luồng nội đan, trực tiếp theo kim đan trung kỳ tiến cấp tới hậu kỳ. Hơn nữa làm cho hắn hấp thu linh khí, luyện hóa đan dược tốc độ rất là gia tăng, thật sự kỳ diệu vô cùng. Nếu như hắn có thể lại ăn vào này cái hóa hình kỳ hỏa thuộc tính giao long nội đan, chỉ sợ đảo mắt tự có thể đột phá bình cảnh, đặt chân nguyên anh kỳ cảnh giới. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, loại này nghịch thiên bảo vật, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là hắn có tư cách kết cục cạnh tranh đích. Khởi đập giá chính là 100 vạn linh thạch. Cơ hồ vượt qua một nửa nguyên anh lão quái đều tham dự đến cạnh tranh chung đến, rất nhanh sẽ đem khỏa hỏa giao nội đan giá cả đổ lên một cái thiên văn sổ tự. Đủ mậu chỉ có điều tham gia một vòng đấu giá, liền lắc đầu, tự động rời khỏi cạnh tranh. Dùng hắn nhất môn chi chủ tài lực, cũng tự nhận khó có thể tại cuối cùng thắng được. Cuối cùng nhất cái này khỏa cực kỳ hiếm thấy hỏa giao nội đan, dùng năm 130 vạn linh thạch kinh người giá cả. Bị một gã nguyên anh lão quái đập đi, theo đủ ngậu nói, người này cũng là bảy đại tông môn nguyên anh cao thủ, hơn nữa cảnh giới đã đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa muốn đột phá bình cảnh. Tiêu phàm gật đầu tỏ vẻ giải thích. Khó trách hội không tiếc bất cứ giá nào táng ra bại sản đến tranh đoạt này cái nội đan rồi, có này cái hỏa giao nội đan, nói không chừng người này tự có thể đột phá gông cùng xiềng xích, nhất cử bước vào nguyên anh trung kỳ. Về phần cái kia kiện tính công kích cực phẩm pháp bảo, lại càng dẫn phát rồi cực kỳ điên cuồng tranh đoạt triều dân. Theo tiêu phàm biết, cực phẩm pháp bảo tại đây thế giới đã muốn được coi là là cấp cao nhất pháp bảo. Ngoại trừ một ít thông huyền, linh bảo, phỏng chế phẩm bên ngoài, cực phẩm pháp bảo tuyệt vời. Mà thông huyền, linh bảo, phỏng chế phẩm loại này dị bảo. Tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu đích cũng không phải mỗi cái nguyên anh lão quái đều có thể ủng có một việc cực phẩm pháp bảo. Bất quá cái này cực phẩm pháp bảo đối với tiêu phàm đảo là không có gì lực hấp dẫn. Ít nhất đã có hai gã đại cao thủ, nhận định hắn như ý lôi quang tháp là chính phẩm, thông huyền linh bảo mà không phải phỏng chế phẩm. Là không tin hắn chính là một gã kim đan tu sĩ có thể đem ra sử dụng cái loại này cấp bậc bảo vật mà thôi, bọn hắn đương nhiên không biết cái này bảo vật đã bị vô cực thiên tôn tế luyện qua mà ở hắn chứ vật vòng tay trong, còn cất chứa lấy một kiện thông huyền, linh bảo, phỏng chế phẩm, cửu âm bạch cốt hoàn. Nhưng cái này bảo vật tựa hồ cũng vẫn chưa xong cuối cùng tế luyện, vẫn không thể xem như thành phẩm, uy lực nên vậy đã bị rất lớn hạn chế. Hơn nữa với tư cách quỷ đạo bảo vật, cùng tiêu phàm chủ tu công pháp không hợp nhau, hắn cũng rất khó đem ra sử dụng cái này bảo vật. Chính yếu nhất chính là, oán linh một mực ôm thật chặt cái kia kiện cốt hoàn tại nằm ngáy o. Oh, tựa hồ tiểu hài tử nhận được rồi việc của người nào đó đặc biệt yêu thích món đồ chơi giống nhau tiêu phàm phỏng trừng chính mình rất khó theo oán linh trong tay đem cửu âm bạch cốt hoàn cướp đi hơn nữa tiêu phàm thấy tận mắt biết đến oán linh đem ra sử dụng cửu âm bạch cốt hoàn uy lực một chút cũng không cho là mình điều khiển cái này cốt hoàn có thể so với oán linh điều khiển càng thêm thuận tiện uy lực càng thêm cực lớn quỷ đạo bảo vật giao do trời sinh quỷ linh đem ra sử dụng bất chính là chuyện đương nhiên sao thậm chí tụ hồn bát tiêu phàm cũng ý định giao cho oán linh sử dụng. Về phần quỷ linh có khả năng cắn trả chủ nhân nguy hiểm, tiêu phàm thật không có lo lắng quá mức, hắn và oán linh thần hồn liên lạc rất chặt chẽ, dùng tiêu phàm thần niệm chi lực cường đại, bằng trực giác tụ có thể biết loại này thần hồn liên lạc ít nhất tại trước mắt là phi thường tin cậy đích. Tương lai theo oán linh phát triển hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá oán linh tại phát triển, tiêu phàm cũng đồng dạng tại tiến bộ lên chức chỉ cần không bị kéo ra quá khoảng cách xa, cũng không có gì hay lo lắng đích. Hơn nữa, tiêu phàm rất tin mệnh, hắn tin tưởng rất nhiều thứ đều là mệnh trung chú định đích. Nếu tiêu phàm đem như ý lôi quang tháp cùng cửu âm bạch cốt hoàn ở chỗ này bộc lộ ra đến, bị là người biết hàng chứng kiến, chỉ sợ lập tức liền có lo lắng tính mạng. Đương làm cực phẩm pháp bảo đấu giá hoàn thành về sau, giao dịch hội nhưng lại chưa kết thúc. Nghiêm khắc mà nói, giao dịch hội đến lúc này giờ mới bắt đầu đấu giá quá trình chấm dứt tự do giao dịch bắt đầu bình thường không muốn đem thứ tốt lấy ra đấu giá người hơn phân nửa là không kém linh thạch đích muốn lấy vật đổi vật hoặc là không tin được giao dịch hội đấu giá muốn chính mình tự mình đấu giá hy vọng có thể đập ra giá tiền cao hơn đến đương nhiên loại những người này số ít đa số có lẽ hay là dễ dàng vật cùng đấu giá hội tiến hành theo chất lượng phương thức bất đồng dễ dàng vật giao dịch thường thường là thượng đẳng nhất mấy cái gì đó trước hết nhất lộ diện bởi vì rất có thể nhiều cái người muốn trao đổi đều là cùng một vật, tự nhiên là trước hết nhất lên đài muốn chiếm cứ nhất định tiên cơ rồi, vạn nhất mình muốn mấy cái gì đó bị người đoạt trước một bước thay đổi đi, chẳng phải là không xong. Vì vậy, chủ sự người một tuyên bố tự do giao dịch bắt đầu, lập tức thì có ba bốn đạo độn quang đồng thời theo mấy cái trong giặc bay đi, thẳng đến chủ chỗ vị trí mà đi. Mấy vị này nguyên anh lão quái tựa hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này, đã làm xong sung túc chuẩn bị, động tác nhất mau lẹ. Có, khác mấy người động tác thoáng lạc hậu chút ít, liền đơn giản lại nhớ tới ghế lô. Bất kể thế nào nói, tu vi đến nguyên anh cảnh giới, cũng nên chú ý thân phận, thể thống. Nháy mắt gian, thì có đạo độn quang cơ hồ là đồng thời đã rơi vào chủ tịch trên đài. Tay trái một người, dáng người mập mạp, mặc màu đỏ tía sắc đoàn hoa cẩm bào, vẻ mặt tươi cười, nhiễm nhiên ông nhà giàu, bên phải người nọ, lại gầy còm như củi, một thân giặt rửa đắc trắng bệch vải xanh áo dài, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, sầu khổ không chịu nổi, phảng phất thiếu khiếm lấy người khác 10 vạn 8 ngàn lượng vàng, lập tức sẽ bị chủ nợ gợi yêu ta đến thăm đến tựa như, làm cho người vừa thấy phía dưới, liền kìm lòng không được mà sinh ra đồng tình chi tâm đến. Kỳ quái chính là, vừa thấy được người này áo làm người ra hiện tại trên đài, mặt khác đạo độn quang liền không hẹn mà cùng mà thả chậm tốc độ, một người trong đó lại càng nửa đường đảo quanh, trở lại bọc của mình mái hiên, buông tha cho tranh đoạt tựa hồ người này áo lam người, là cái rất không dễ chọc nhân vật. Cả kia tên dáng người mập mạp ông nhà giàu nhìn thấy áo lam mọi người thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng kiêng kỵ vẻ, chắp tay nói ra, lệ huynh, tiểu đệ hữu lễ. Theo trên người linh lực chấn động đến xem, hai người đều đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, ông nhà giàu chút nào cũng không tại áo lam người phía dưới, đối với áo lam người lại thập phần khách khí. Áo lam người hữu khí vô lực nâng lên mí mắt, nhìn ông nhà giàu liếc, khóe miệng một kéo, xem như cho cái trả lời thuyết phục, dưới chân lại hào không ngừng lại, trực tiếp đi về hướng bản đấu giá, vậy mà nửa điểm nhường cho ý đều không có. Mắt thấy cái này áo làm người như thế kiêu căng, ông nhà giàu phì phì quay hàm không khỏi cổ hai cái, cuối cùng nhất lại đem lửa giận cưỡng ép hát yêu ta ép đẻ ép xuống dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, trong chớp mắt liền bay trở về bọc của mình mái hiên, vậy mà chủ động nhượng bộ. Cái này lệ lão quái là cung thanh dương trưởng lão, làm người vô cùng nhất tâm ngoan thủ lạt, tại Kim Châu Thành là nổi danh. Đủ mậu liền thấp giọng cho tiêu phàm giới thiệu thoáng một tí áo làm người lai lịch. Tiêu phàm lập tức giật mình. Cung thanh dương cũng là bảy đại tông môn một trong, hơn nữa bài danh phía trước tam giáp trong, người này nếu là cung thanh dương trưởng lão, mặt khác nguyên anh lão quái tự nhiên muốn lại để cho hắn ba phần. Chỉ là người này nhìn về phía trên tội nghiệp đích, không nghĩ tới bên trong lại là như thế này một cái tâm ngoan thủ lạt sát tinh. Bất quá mình đã không có ý định lại giao dịch, đảo cũng không cần lo lắng cái này lệ lão quái hội tìm phiền toái cho mình. Lệ lão quái không người, một bước một thở dốc, từ từ sẽ đến đến bản đấu giá trước, cùng vừa rồi theo trong dạp đoạt ra nhanh nhẹn so sánh với, hoàn toàn tưởng như hai người. Xem ra người này chẳng những tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa thập phần làm ra vẻ. Lệ lão quái chậm rãi theo ống tay áo ở phía trong lấy ra một cái tinh xảo bạch ngọc hộp, thân thủ tại cạnh trên chậm rãi vuốt ve, đục ngầu lão trong mắt toát ra cực kỳ ôn nhu thần sắc, tựa hồ tại vuốt ve thiếu niên lúc mối tình đầu tình nhân giống nhau, làm cho người càng là đối với cái này trong hộp ngọc mấy cái gì đó, tràn đầy hiếu kỳ. Vuốt ve hộp ngọc một lát, lệ lão quái mới rốt cục chậm rãi mở ra, từ bên trong lấy ra một cái đen thui mấy cái gì đó, nắm tại khô gầy trên bàn tay, nhìn không chớp mắt đây là cái gì? Trong đại điện, vang lên một hồi kinh nghi hỏi thăm thanh âm. Một ít kim đan kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bất minh sở dĩ. Chính lưng tựa cái ghế thưởng thức trà tiêu phàm, lại mãnh liệt ngồi thẳng người, trong mắt toát ra cực kỳ ánh mắt cây ếch yêu ta ép sợ, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng lệ lão quái trong tay cái kia đen thui mấy cái gì đó, như là tuyệt không tin tựa như. Đủ mậu không khỏi có chút kinh ngạc mà hỏi thăm, tiêu đạo hiếu, người nhận thức thứ này từ xa nhìn lại lệ lão quái trong tay cái kia màu đen gì đó thật sự là không chút nào thu hút phảng phất là một hai thốn đại côn trùng không đúng nghiêm khắc mà nói hẳn là một cái côn trùng thể xác tuy nhiên cách đắc xa xôi nhưng đủ mậu là nguyên anh kỳ tu sĩ ánh mắt hạng lợi hại tự nhiên liếc thấy được đi ra cái kia chỉ là một côn trùng vỏ trống rỗng về phần rốt cuộc là linh trùng di thuế có lẽ hay là linh trùng thi thể sẽ không tốt phán đoán liễu tương đương theo tiêu phàm thần sắc đến xem, tựa hồ đây là một khó lường bảo bối, lại để cho trước sau như một chấn định tiêu phàm đều cảm thấy cây ết yêu ta ép sợ. chương 970, Trùng Vương Di Thuế Đây là Trùng Vương Di Thuế Không đợi tiêu phàm trả lời, một cái kinh ngạc thanh âm đã muốn theo 32 số trong dạp truyền ra, nghe đi lên, đúng vậy thanh phu nhân. Ngay sau đó, bóng đen lóe lên, thanh phu nhân liền từ trong dạp kích xạ ra, đảo mắt tựu đã rơi vào đấu giá trước bàn, không nói hai lời, thân thủ liền hướng cái kia đen thui trùng sắc chụp tới. Suy, mà một tiếng. Lệ lão quái bấm tay gảy nhẹ, một đạo vô hình kình khí thẳng hướng thanh phu nhân cổ tay vào tới. Thanh phu nhân cả kinh, sẽ cực kỳ nhanh đưa bàn tay thu trở về, hai hàng lông mày mãnh liệt dương lên, cả giận nói, lệ lão quái, người có ý tứ gì? Lệ lão quái ho khan hai tiếng, lắc đầu, nói ra, thanh phu nhân, đừng quên giao dịch hội quy củ ta nghiệm thoáng một tí hàng cũng không được. Đi, đương nhiên đi, bất quá, muốn xem người có hay không lão phu muốn mấy cái gì đó rồi, nếu không có nói, vật này là thật hay giả, cùng ngươi đều không có vấn đề gì. Cuống hồ, ngươi là trăm hùng ngũ độc đường trưởng lão, cái này trùng vương di thuế thiệt giả như thế nào, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Lệ lão quái bất tử bất tật nói, sắc mặt như trước sầu khổ vạn phần. Cái gì, cái này là trùng vương di thuế? đủ mậu không khỏi lên tiếng kinh hô trong mắt cũng là sạch bong bắn ra bốn phía thiên môn tuy nhiên không dùng y đạo tăng trưởng đủ mậu bản thân càng không tinh thông y thuật nhưng đang ở kim châu thành đối với trùng vương di thuế loại vật này cũng là lâu có nghe thấy tại kim châu thành ít nhất phải tứ giai đã ngoài linh trùng mới có tư cách được xưng là trùng vương tứ giai linh trùng đã muốn không thua nhân loại xây sĩ nguyên anh kỳ cao thủ huống hồ mà lại bởi vì linh trùng đặc thù thuộc tính Thường thường so cùng giai nhân loại tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Một ít lực công kích đặc biệt cường đại linh trùng, vừa mới đặt chân tứ giai tu vi, có thể dùng lực nhân loại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Ví dụ như Tiêu Phàm lưng sắt con bạo ngựa, gần kề chỉ là tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ cấp 2 linh trùng lúc, có thể cùng kim đan tu sĩ phóng đúng. Thậm chí còn có thể chiếm cứ thượng phong, một khi tiến hóa đến tam giai, dùng lực kim đan hậu kỳ tu sĩ khẳng định không có vấn đề hơn nữa nhất định là thắng nhiều phụ thiếu. Hai đối với một lời mà nói, cho dù đối mặt nguyên anh tu sĩ, đều có lực đánh một trận. Nhưng mà linh trùng tiến giai độ khó to lớn, thời gian chi trường, cũng là mọi người đều biết đích. Tứ giai đã ngoài trùng vương rất ít xuất hiện. Cái này trùng vương di thuế, chính là linh trùng tại tiến hóa thời điểm, thuế xuống thể xác. Trong đó ẩn chứa không ít trùng vương tánh mạng tinh hoa. Nhất là tứ giai đã ngoài trùng vương di thuế, ẩn chứa tánh mạng tinh hoa càng là có thêm cực kỳ thần kỳ công hiệu, phải không thiếu linh đan thuốc chủ yếu. Đối với cấp thấp linh trùng mà nói, cái này trùng vương di thuế lại càng thập toàn đại bổ thuốc tiên. Một ít linh trùng nếu như nuốt hấp thu trùng vương di thuế ở phía trong tánh mạng tinh hoa về sau, thậm chí có khả năng trực tiếp tiến dai. Phàm là chăn nuôi linh trùng tu sĩ, đều bị đem trùng vương di thuế trở thành trí bảo. Mà một ít tu luyện gặp được bình cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng tựu muốn tiến giai tu sĩ đồng dạng đem trùng vương di thuế tôn sùng là trí bảo, dùng trùng vương di thuế làm chủ dược luyện ra được linh đan. Tại trợ giúp đột phá bình cảnh phương diện, có khó có thể tưởng tượng thần kỳ hiệu quả, thậm chí có thể đem đột phá tỷ lệ đề cao 2-3 thành đã ngoài. Tu sĩ cùng bậc càng cao, đột phá bình cảnh lại càng khó. Trùng vương di thuế công hiệu lại càng phát quý giá. Trăm hùng ngũ độc đường kỳ thật chính là chăn nuôi linh trùng đại bản doanh, thanh phu nhân thân là ngũ độc đường trưởng lão, tự nhiên là chăn nuôi linh trùng đại cao thủ. Đối với cái này trùng vương di thuế cực kỳ mẫn cảm, chính là đương nhiên. Đủ mậu có chút nghi ngờ nói nói, đừng nhân bảo bối cái này trùng vương di thuế ngã vào tình còi chung. Thanh phu nhân như thế khẩn trương kích động, đã có thể làm cho người ta khó có thể giải thích liễu tương đương. Bọn hắn trăm hùng ngũ độc đường, loại vật này chẳng lẽ còn thiếu sao? Dựa theo tình lý mà nói, ngũ độc đường không chỉ nói trùng vương di thuế, coi như là cơ thể sống trùng vương, đều nên vậy có. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra, đủ tiền bối chỉ sợ đối với linh trùng chăn nuôi biết không nhiều lắm, bình thường linh trùng nếu muốn tiến dài đến trùng vương cấp đoạn, ít nhất cần hơn 1.000 năm thời gian, hơn nữa tuyệt đại đa số linh trùng cũng khó khăn dùng tiến hóa đến cao như vậy cùng bậc. Thật giống như cảnh giới càng cao tu sĩ, nhân số lại càng thiếu, là một cái đạo lý. Tại thoi ma giới, linh trùng tổng thể số lượng muốn xa xa nhiều nhân loại số lượng, nhưng chính thức có thể tiến hóa đến tứ giai đã ngoài trùng vương, lại giải rác không có mấy, số lượng xa xa ít hơn so với nhân loại nguyên anh tu sĩ, cái kia thật sự có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trăm hùng ngũ độc đường tung xem như chăn nuôi linh trùng chuyên gia, muốn bồi dưỡng được tứ giai trùng vương đến, cũng phải xem vận khí. Trên thực tế, nếu như trăm hùng thực sự một am hiểu công kích tứ giai trùng vương lời mà nói, bọn hắn tại bảy đại tông môn bên trong bài danh, chỉ sợ lập tức sẽ nhảy lên đến đệ nhất vị đây chính là có thể dùng lực nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đại sát khí hơn nữa cái này trùng vương di thuế tựa hồ còn không giống người thường theo khí tức thượng phán đoán không phải bình thường tứ giai trùng vương lưu lại đích mà là một tứ giai đại thành trùng vương tại hướng ngũ giai tiến hóa thời điểm lưu lại đích loại này di thuế ẩn chứa tánh mạng tinh hoa là nhiều nhất đích tiêu phàm một mực nhìn thẳng cái kia trùng vương di thuế thấp giọng nói ra cái gì ngũ giai trùng vương cái kia làm sao có thể dù là đủ mẫu kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô ngũ giai trùng vương đã muốn siêu việt nguyên anh kỳ tương đương với ngộ linh kỳ đại cao thủ ngộ linh kỳ tại thoi ma giới đã là đẳng cấp cao nhất giai tu sĩ mà thôi linh trùng bí y thái cường hãn mà nói ngũ giai trùng vương tuyệt đối là vô địch tồn tại ngay bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ của nó cái này là có thể diệt tộc thậm chí diệt quốc siêu cấp hung trùng đủ tiền bối linh trùng tiến giai độ khó, so nhân loại tu sĩ tiến giai độ khó muốn lớn. Cái này tứ giai trùng vương tại tiến hóa thời điểm, thành công tỷ lệ thật sự rất thấp. Hắn lưu lại như vậy một cái di thuế, nhưng không có thể cuối cùng nhất có thể tiến hóa thành công. Thất bại khả năng phi thường to lớn. Thì ra là thế. Đủ mậu nhẹ nhàng vuốt cằm, xương cung mày có chút xương lên, nhìn qua định rồi tiêu phàm, thần sắc trên mặt lại là kinh ngạc lại là cổ quái. Tiêu đạo hiếu, người tuổi còn trẻ, thật đúng là uyên bác a hát chẳng lẽ người đối với khu trùng chi thuật cũng thập phần tinh thông cùng tiêu phàm kết giao càng sâu nhập đủ mậu kinh ngạc lại càng cái gì cái này hậu sinh tuyệt đối là khó gặp thiên tài chẳng những tinh thông y thuật còn tinh nghiên trận pháp chi đạo chân thật tu vi rốt cuộc như thế nào tuy nhiên không được biết nhưng theo hắn có thể đơn giản kích thương giang còn nguyệt cái loại này kim đan trung kỳ tu sĩ đến xem tu vi ít nhất cũng đến kim đan hậu kỳ cảnh giới hôm nay vậy mà đối với khu trùng chi thuật cũng có chỗ đọc lướt qua. Chẳng lẽ quả nhiên là có thể người không gì làm không được. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, tinh thông chưa nói tới, chỉ là hơi có đọc lướt qua. Lời này thì có điểm khinh người liễu tương đương. Hắn chữ vật vòng tay ở phía trong, tự cất giấu mấy chục lưng sắt con bọ ngựa. Loại này linh trùng, chính là dùng hung tàn nổi danh đích, sức chiến đấu cường hãn, tại linh trùng bên trong tuyệt đối đứng đầu trong danh sách nếu như có thể tiến hóa đến tứ giai, cho dù đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, sợ cũng có rất lớn chiến thắng nắm chắc. Những năm gần đây này, tiêu phàm vì đào tạo lưng sát con bọ ngựa, đối với linh trùng tông khu trùng thuật tiến hành rồi nhiều lần nghiên cứu, lại thu thập đến không ít có quan hệ linh trùng chăn nuôi đem ra sử dụng bí tịch, tại linh trùng dưỡng dục phương diện, tung tính toán chưa nói tới thập phần tinh thông, cũng tuyệt đối là cái người trong nghề liễu tương đương. Phải thay đổi cái gì, cứ mở miệng. Thanh phu nhân mất thăng bằng thanh âm lại vang lên, cứ như vậy đứng ở lệ lão quái trước mặt, nửa bước đều ý định lui về phía sau. Ngàn năm tuyết, năm đã ngoài ngàn năm dược tính, chính phẩm năm quang tán, hai lượng đã ngoài, ba thước đã ngoài hồn hương một một đoạn. Cái này ba dạng gì đó, người nhâm xuất ra đồng dạng đến, cái này trùng vương di thuế sẽ là của ngươi. Lệ lão quái nhìn thanh phu nhân liếc, có chút khinh thường nói. Ah à hát, không đợi thanh phu nhân mở miệng cả giao dịch hội sân tiểu tạc mở nồi tiếng kinh hô không dứt bên tai thật sự cái này ba dạng gì đó đều đều là pha loãng kỳ chân tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu bất luận cái gì đồng dạng giá trị cũng không tại trùng vương di thuế phía dưới thậm chí càng tại trên của hắn khó trách lệ lão quái ánh mắt khinh thường đó là liệu định thanh phu nhân cầm không xuất ra những vật này đến không chỉ nói thanh phu nhân coi như là đám người đứng ngoài xem nguyên anh lão quái có một tính toán một cái chỉ sợ cũng không có người có thể thỏa mãn lệ lão quái điều kiện. Cuống hồ bảo vật thứ này, giá trị cực lớn tiểu cũng bởi vì người mà gì. Ví dụ như cái này trùng vương di thuế, tại đại đa số trong mắt người, đều so ra kém năm đã ngoài ngàn năm dược tính ngàn năm tuyết, hoặc là chính phẩm năm quang tán, lại càng không cần phải nói ba thước đã ngoài hồn hương mộc liễu tương đương. Hồn hương mộc muốn dài đến ba thước đã ngoài, ít nhất đắc có tám đã ngoài ngàn năm thời gian. Mấu chốt là, cái này hồn hương mộc vốn là cực kỳ thưa thớt, ngày bình thường một xích 0,33 m khoảng chừng gì đó đều cực kỳ hiếm thấy, dài ba xích hồn hương mộc, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ tại Kim Châu thành lộ mặt qua. Nhưng ở thanh phu trong mắt người, trùng vương di thuế giá trị độ cao, nhưng lại không gì sánh kịp đích. Có cái này tứ giai đại thành trùng vương di thuế, tăng thêm ngũ độc đường ngàn năm tích lũy, thanh phu nhân thật là có khả năng dưỡng ra một số sở sở tứ giai trùng vương đến. Thật sự không được, có thể thúc vài con tam giai đại thành linh trùng thực lực mạnh cũng có thể đính đến vài tên nguyên anh tu sĩ liếu tương đương lệ lão quái người dám trêu chọc lão thân thanh phu nhân sắc mặt trầm xuống nhìn gần lấy lệ lão quái nổi giận đùng đùng mà chất vấn nói tại thanh phu nhân xem ra lệ lão quái nói ra trao đổi cái này ba dạng gì đó quả thực chính là cố ý trêu đùa hí lộng nàng vô luận là năm nghìn năm dược tính ngàn năm tuyết có lẽ hay là chính phẩm năm quang tán cùng dài ba xích hồn hương mộc, ai hội lấy ra trao đổi những vật khác. Lệ lão quái hử lạnh một tiếng, ngóc lên đầu, đều lười đắc trả lời. Thanh phu nhân, lời nói không phải nói như vậy. Lệ huynh đây chính là hoàn toàn dựa theo giao dịch hội quy củ đến đích, làm sao có thể nói là trêu chọc ngươi thì sao? Đang lúc thanh phu nhân lửa giận bừng bừng phấn chấn thời điểm, một cái kim loại ma sát loại thanh âm vang lên. Mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy một gã áo vàng lão giả đã muốn ra hiện tại thanh phu nhân bên cạnh thân, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Đúng vậy Lăng Vân Tông đơn nghĩa. Hừ. Thanh phu nhân hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn liếc, không có nửa phần sắc mặt tốt. Vốn là muốn tiến lên tu sĩ khác, thấy cái này tư thế, đều dừng lại bước chân. Ở đây ba người, chẳng những đều là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa đều đều xuất thân cùng bảy đại tông môn, thân mình thực lực hùng hậu, sau lưng thực lực càng thêm hùng hậu bình thường nguyên anh tu sĩ, sao lại dám đơn giản lẫn vào đi vào. Cuống hồ, lệ lão quái nói ra trao đổi cái này ba dạng gì đó, cũng thật sự rất khó khăn được. Đơn nghĩa lại hướng lệ lão quái vừa chắp tay, vừa cười vừa nói, lệ huynh, cái này trùng vương di thuế, tiểu đệ cũng rất cần, chỉ là lệ huynh phải thay đổi ba dạng gì đó vô cùng quý hiếm, lại không biết có thể hay không dùng mặt khác đồng giá mấy cái gì đó để thay thế. Lệ lão quái liếc nhìn hắn một cái, đồng dạng ngay lời nói đều lười phải nói, ngẩng lên thật cao đầu lâu. Đơn nghĩa mạnh mẽ đụng phải cái cứng rắn, ngạnh cái đinh, tốt không xấu hổ. chương 971, ra tay. Lệ huynh, lăng vân đan ba khỏa, cộng thêm linh thạch 100 vạn, đổi cho người cái này trùng vương di thuế, như thế nào? Bất quá đơn nghĩa rốt của kiến thức rộng rãi, có thể được chia thanh nặng nhẹ, cái này đương lúc, cũng không phải là cùng lệ lão quái đưa khí thời điểm lúc này không chút do dự rũi ra ba ngón tay cao giọng nói ra cái gì không thể nào lăng vân đan ba khỏa a hát cái này trùng vương di thuế thật sự giá trị cao như vậy giá cả sao lời vừa nói ra dưới đài lập tức vang lên vô số kinh hô thanh âm mà ngay cả tiêu phàm cũng đã được nghe nói lăng vân đan đại danh lăng vân đan là lăng vân tông chân quý nhất đan dược có chứa thương thuốc tiên danh sưng nghe nói mặc kệ bị thương đa trọng nếu không có tại chỗ bỏ mình, chỉ cần kịp thời ăn vào Lăng Vân Đan, có thể nhặt về một đầu tánh mạng. Đồng thời cái này Lăng Vân Đan cũng là Lăng Vân Tông cao nhất cơ mật, chưa bao giờ đối ngoại bán ra, chỉ do trong Tông Nguyên Anh tu sĩ trưởng quản, có người đến Lăng Vân Tông xây dựng y quán, Lăng Vân Các, đến chữa thương, trở ra khởi cái kia giá trên trời, Lăng Vân Các mới có thể cho người bị thương ăn Lăng Vân Đan, hơn nữa là tại Lăng Vân Các cao thủ dưới sự giám thị tại chỗ ăn, một mực đợi cho đan dược có hiệu lực người bị thương mới có thể năng lực rời đi, tuyệt không cho phép người bị thương mang đi lăng vân đan. Kim Châu thành bảy đại tông môn, tại chữa thương chữa bệnh phía trên, đều có các tuyệt chiêu. Nghe nói cái này lăng vân đan còn có thể tinh tiến tu vi, ngay nguyên anh tu sĩ ăn vào đều hữu hiệu quả. Hôm nay vì cái này trùng vương di thuế, đơn nghĩa mới mở miệng chính là ba khỏa lăng vân đan, trực tiếp phá lăng vân tông lệ cũ, cộng thêm linh thạch 100 vạn. Cũng khó trách tu sĩ khác kinh ngạc không thôi, đơn nghĩa đây là liều lĩnh nữa à? Lệ lão quái đục ngầu lão mắt liếc tới, thở hào hển nói ra, đơn đạo hiếu, người muốn vào dai, ta cũng vậy muốn a hát. Không có lão phu nói cái kia ba dạng gì đó, người có lẽ hay là miễn tôn khẩu a. Nếu như không phải cái kia ba dạng gì đó đối với lão phu quan trọng hơn, người cảm thấy ta sẽ đem cái này trùng vương di thuế lấy ra trao đổi sao? Đơn nghĩa không khỏi nghẹn lời. Hắn sở dĩ nguyện ý tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn thậm chí không tiếc mạo hiểm lại để cho lăng vân đan cách điều chế tiết ra ngoài phong hiểm vì chính là tiến giai chỉ cần có thể tiến giai đến nguyên anh trung kỳ chẳng những thực lực tăng nhiều thọ nguyên cũng sẽ kéo dài dài hơn nhiều nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ hắn muốn vào giai lệ lão quái đồng dạng muốn vào giai hơn nữa lệ lão quái so với hắn lớn tuổi lập tức muốn đến nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thọ nguyên đại nạn nếu như không thể vào giai nguyên anh trung kỳ cái kia cũng chỉ có thể tỏa hóa Tại loại tình hình này hạ, mỏi, khác điều kiện, cũng khó khăn dùng làm hắn động tâm. Thanh phu nhân vốn muốn mở miệng đích, thấy đơn nghĩa đụng phải cứng rắn, ngạnh cái đinh, liền trầm mặt không lên tiếng. Lại cũng không đi, tự như vậy thẳng tắp mà đứng ở trước sân khấu, ánh mắt nhấp nháy, nhìn qua định rồi lệ lão quái. Cái này trùng vương di thuế đối với nàng mà nói, trọng yếu trình độ không cần nói cũng biết, làm cho nàng như vậy buông tha cho, nói cái gì đều không cam lòng. Lệ huynh, ngàn năm tuyết tiểu đệ tại đây đã có một cây, chính là dược linh còn kém một chút, nếu không người trước nhìn kỹ hắn nói. Đang tại rằng co thời điểm, một cái ôn hòa thanh âm vang lên, độn quang lóe lên, lại một gã nguyên anh tu sĩ ra hiện tại bàn đấu giá trước. Lại là một vị bốn 40 tuổi khoảng chừng gì đó trung niên nam tử. Dung mạo nho nhã, từ tư văn văn đích, trong tay nắm lấy một cái hộp ngọc. Lệ lão quái do dự một chút, có lẽ hay là vươn tay ra, nói ra, lấy ra ta xem xem. Nhã nhận nam tử không khỏi đại hỷ, lập tức hai tay đem hộp ngọc đưa tới lệ lão quái trong tay. Tất cả mọi người bình thức tĩnh khí mà nhìn xem. Lệ lão quái chậm rãi mở ra hộp ngọc, một cổ nhu hòa tia ánh sáng trắng lập tức theo trong hộp ngọc bắn ra, chỉ thấy trong hộp ngọc lẳng lặng nằm một cây hơn một thước trường nhân sâm hình dáng thực vật, toàn thân trắng noãn như tuyết. Ẩn ẩn có bảo quang lưu động, cái gọi là ngàn năm tuyết trên thực tế chính là nhân sâm một loại, chỉ có điều cực kỳ hiếm thấy ít nhất phải đã ngoài ngàn năm dược linh mới khó khăn lắm có thể sử dụng, dược linh càng dài. Hiệu quả càng dai. Lệ lão quái vốn là hai mắt sáng ngời, hít một hơi thật dài khí, lại chậm rãi đem cái kia cây ngàn năm tuyết đem ra, thân thủ cẩn thận vuốt ve. Đơn nghĩa cùng thanh phu nhân đều chừng to mắt nhìn xem, mặt mũi tràn đầy lo được lo mất thần sắc. Chỉ cần cái này cây ngàn năm tuyết phù hợp lệ lão quái yêu cầu, trùng vương di thuế muốn qua tay, hai người bọn họ ai cũng không có trông cậy vào liếu tương đương nhã nhận nam tử đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo được lo mất thần sắc cái này trùng vương di thuế công hiệu thần kỳ như thế ai đều mơ tưởng ah rất nhanh lệ lão quái ánh mắt liền ảm đạm xuống nhã nhận nam tử nóng nảy ống tay áo run lên bốn năm cái hộp ngọc đồng thời bay ra cấp cấp nói ra lệ huynh ta biết rõ cái này ngàn năm tuyết dược linh có chút chưa đầy tiểu đệ tại đây còn có vài dạng những thứ khác ngàn năm linh dược, lệ huynh không ngại cũng nhìn một cái, chỉ cần là dùng chung đích, lệ huynh cứ việc lấy đi, tiểu đệ tuyệt không hai lời. Lệ lão quái lại khôi phục cái kia khổ ba ba bộ dáng, rủ xuống mi mắt, đem cái kia cây ngàn năm tuyết thả lại trong hộp ngọc, đưa cho nhã nhận nam tử, đóng chặt lại miệng, không nói một lời. Nhã nhận nam tử cũng biết không có đùa dẫn rồi, có chút không cam lòng mà hướng cái kia trùng vương di thuế nhìn thoáng qua, rốt cuộc thu hồi hộp ngọc, thở dài một tiếng, lắc đầu, dưới chân độn quang cùng một chỗ, bay trở về bọc của mình mái hiên. Lão phu lập lại một lần, tứ dài đại thành trùng vương di thuế một đổi năm nghìn năm dược tính ngàn năm tuyết một cây, chính phẩm năm quang tán hai lượng hoặc là ba thước đã ngoài hồn hương mộc một đoạn, có nguyện ý trao đổi đạo hiếu, mời lên đài đến. Mắt thấy có chút tẻ ngắt, lệ lão quái nhịn không được lại cao vừa nói một lần. Vị nào đạo hữu có lệ huynh cần thiết ba dạng gì đó, có thể cùng đan mỗ trao đổi, có lẽ hay là điều kiện kia, Lăng Vân Đan ba khỏa cộng thêm 100 vạn linh thạch. Nếu như muốn đổi những vật khác, cũng có thể nói ra, chỉ cần đan mỗ có, nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Thấy như trước không người trả lời, đơn nghĩa cũng đi theo thét to một cuống họng. Tinh luyện ngũ độc cao một lọ, tam giai đại thành linh trùng cộng thêm linh thạch 100 vạn. Đơn nghĩa vừa dứt lời, thành phu nhân cũng lạnh như băng mà đã mở miệng. Tam giai đại thành linh trùng là bạo tạc nổ tung trùng sao? lập tức lầu hai trong giạp tựu vang lên hỏi thăm thanh âm. Hội trường lại là một hồi bạo động. Ngay tiêu phàm trên mặt đều lộ ra thần sắc tò mò. Bạo tạc nổ tung trùng nhưng hắn là thấy tận mắt thức qua đích, ở địa cầu thời điểm. Tô Nam giảm nhiều đầu sư bồi dưỡng được đến bạo tạc nổ tung trùng, đem ma cưu đại quốc sư tạc chặt đứt một chân. Hôm nay ngũ độc đường bồi dưỡng được đến tam giai đại thành bạo tạc nổ tung trùng, uy lực to lớn, có thể nghĩ, cùng Tô Nam đào tạo ra tới cái loại này bình thường bạo tạc nổ tung trùng, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Đây tuyệt đối là siêu cấp sát khí. Về phần tinh luyện ngũ độc cao, tiêu phàm cũng cửu ngưỡng đại danh. Tên mặc dù gọi ngũ độc cao, trên thực tế lại do hơn 10 chủng trồng vật kịch độc hỗn hợp luyện chế mà thành, chẳng những dùng để đối địch lúc uy lực cực lớn, dùng để làm thuốc, công hiệu cũng không thể tầm thường so sánh, giá trị to lớn, không tại lăng vân đan phía dưới thanh phu nhân ra tới cái này trao đổi điều kiện, có thể so sánh đơn nghĩa điều kiện còn muốn ưu việt. Hừ, bất kể là loại nào linh trùng, chỉ cần ta ngũ độc đường có, cũng có thể trao đổi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ lão thân nói chuyện không tính toán gì hết sao? Thanh phu nhân lạnh lùng nói ra. Hạ đạo hiểu, người có lệ huynh muốn trao đổi mấy cái gì đó sao? Cái kia cùng tiểu đệ trao đổi, tiểu đệ nhất định không làm cho đạo hiểu có hại chịu thiệt. Trong lúc này, Đơn Nghĩa cũng bất chấp cái khác, trực tiếp cùng với Thanh phu nhân triển khai cạnh tranh. Lệ lão quái vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó, cũng không ngăn cản bọn hắn. Bất kể là trực tiếp cùng hắn giao dịch cũng tốt, hay là trước cùng đơn Nghĩa hoặc là Thanh phu nhân giao dịch cũng tốt, chỉ cần cuối cùng nhất có thể đem cần thiết mấy cái gì đó đổi tới tay là được. Dù sao mỗi người chỗ nhu cầu cấp bách mấy cái gì đó đều không giống nhau, đơn Nghĩa cùng Thanh phu nhân đều dự đoán được trùng vương di thuế, cho nên không tiếc bất cứ giá nào nói không chừng bọn hắn ra tới điều kiện, đối với những người khác càng có sức hấp dẫn. Thấy trong dạp có mặt khác Nguyên Anh tu sĩ tiếp lời, ba người trên mặt đều lộ ra chờ mong vẻ. Ai ngờ cái kia trong dạp hạ đạo hiếu chỉ là khẻ cười một tiếng, có chút thật có lỗi nói, đan huynh hiểu lầm, tiểu đệ chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng vừa hỏi, nói đó có như vậy chân quý bảo vật. Nhưng lại gọi đan huynh thất vọng rồi. Ngươi, vừa mới giấy lên một điểm hy vọng, lại bị thoáng cái đẩy rơi vạn trượng vách núi, đơn nghĩa khi đắc cái cổ gian gân xanh nổi lên. Chỉ là cái này họ hạ nguyên anh tu sĩ tựa hồ địa vị cũng không nhỏ, đơn nghĩa cuối cùng cũng không nói đến cái gì nói tục đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thủy chung không ai đứng ra giao dịch. Chủ sự phương vị kia còm nhau nguyên anh tu sĩ nhìn về phía lệ lão quái, ho khan một tiếng, ý bảo hắn chiếm dụng thời gian nhiều lắm, còn có rất nhiều người đang chờ lên đài giao dịch nhì. Lệ lão quái sầu khổ không chịu nổi trên mặt lộ ra thật sâu vẻ thất vọng, chậm rãi đem đen thui trùng vương di thuế thu vào. "Lệ huynh chậm đã." Đơn Nghĩa vội vàng kêu lên. Lệ lão quái liếc hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Đơn đạo hữu còn có chuyện gì sao?" Đơn Nghĩa rồi lại ngượng ngùng nói không ra lời, hắn vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách, mắt thấy tiến giai diên thỏ kéo dài cơ hội gần trong gang tấc, lại như vậy gặp thoáng qua, trong nội tâm thật sự là không cam lòng nhưng hắn không có lệ lão quái muốn mấy cái gì đó, không cam tâm nữa cũng chỉ có thể không thể làm gì mà nhìn xem. Thanh phu nhân lại càng sắc mặt âm u đích, tâm tình không tốt, khó coi tới cực điểm. Mắt thấy lệ lão quái run lên ống tay áo, tự phải ly khai bàn đấu giá, trở lại bọc của mình mái hiên đi, một cái âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Lệ tiền bối xin dừng bước. Lệ lão quái mãnh liệt dừng bước, hai mắt ánh mắt như điện, hướng 58 số ghế lô quét tới đủ mậu kinh ngạc mà nhìn xem chậm rãi đứng dậy tiêu phàm, nói không ra lời. Lúc này gọi lại lệ lão quái, chứ không phải là điên rồi. Đủ mậu nhưng không tin tiêu phàm thực sự lệ lão quái muốn trao đổi ba dạng gì đó. Không đợi đủ mậu mở miệng, bóng trắng lóe lên, tiêu phàm đã muốn theo cửa sổ thẳng bay ra ngoài, chậm rãi rơi vào bàn đấu giá trước. Ồ, kim đan tu sĩ. Ừm, còn giống như là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn muốn làm gì? trong hội trường lập tức vang lên ào ào nghị luận thanh âm tràn đầy ngạc nhiên ý tiêu phàm đã đem ẩn nấp khí tức thoảng qua lộ ra ngoài chút ít nhìn về phía trên có kim đan kỳ tu vi chính là chúc cơ kỳ tu sĩ đã nghĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ làm giao dịch không khỏi quá mức kinh thế hãi tục làm cho là như thế lệ lão quái quét tới ánh mắt cũng mang theo rõ ràng kinh nghi cùng vẻ tức giận là ngươi đơn nghĩa lại càng trợn tròn trong mắt không dám tin mà nhìn qua tiêu phàm tiểu tử này thật đúng là xuất quỷ nhập thần a hát, chuyện gì hắn đều muốn chen vào một cây tử. Tiêu phàm thần sắc chấn định như hằng, chút nào cũng không để ý tới hội đơn nghĩa hùng dư ánh mắt, hai tay ôm quyền, hướng lệ lão quái vừa chắp tay, nói ra, lệ tiền bối, tại hạ có một đoạn hồn hương mộc, tiền bối nhưng có hứng thú đánh giá. Trong miệng là nói như vậy, lại ống tay áo run lên, bay ra một cái thật dài hộp ngọc, kính bắn thẳng về phía lệ lão quái chương 972, vạn năm hồn hương mộc. Lệ lão quái trên mặt cũng khó đắc mà lộ ra vẻ tò mò. Hắn tự nhiên không tin một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể lấy được ra bản thân cần thiết giải ba xích hồn hương mộc. Có thể an hồn dưỡng phách hồn hương mộc, vốn là tụ cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa sinh trưởng tốc độ thật chậm, vừa được một xích 0,33m đã ngoài, ít nhất cần ngàn năm thời gian, mà vừa được ba thước đã ngoài, tắc chính là cần 6-7 ngàn năm thời gian rồi, bởi vì hồn hương mộc là càng về sau sinh trưởng tốc độ càng chậm đồng dạng đạo lý sược linh càng dài an hồn dưỡng phách hiệu quả liền việt minh lộ ra cái này hồn hương mộc lệ lão quái tại kim châu thành đã muốn tìm rất nhiều năm một mực đều không có kết quả ngược lại xuất hiện qua hai lần hai xích trường hồn hương mộc cũng không dùng chung bất quá đã tiêu phàm giờ phút này có can đảm lộ diện lệ lão quái tự nhiên không thèm để ý nhiều trì hoãn một chút thời gian lúc này thân thủ nhận lấy hộp ngọc, tiện tay mở ra. Chỉ có điều mở ra một đường nhỏ khe hở, lệ lão quái khắp không quan tâm thần sắc liền cương trên mặt, một đôi đục ngầu lão mắt mãnh liệt trừng tròn xoe, như là nhìn thấy gì làm hắn tuyệt đối khó có thể tin mấy cái gì đó. Lệ huynh, rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ thật sự là hồn hương mộc? Đơn nghĩa giả bộ như thuận miệng đặt câu hỏi bộ dạng, thừa cơ muốn gom góp đi qua xem cái minh bạch. Lệ lão quái lại, ba tương đương, mà một tiếng, đóng lại hộp ngọc mắt nhìn tiêu phàm nói ra rất tốt lão phu thay đổi không nói hai lời liền đem chứa cái kia trùng vương di thuế hộp ngọc lấy đi ra giao cho tiêu phàm trong tay tiêu phàm cũng không khách khí tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem xét một cổ độc hữu chính là khí thức xông vào mũi quả nhiên là cái kia tứ giai đại thành trùng vương di thuế lúc này có chút vuốt cằm nhưng lại không vội vã đem hộp ngọc thu lại nhìn về phía lệ lão quái cười cười nói ra lệ tiền bối như vậy trao đổi có chút không thích hợp a à. mọi người kinh ngạc ngoài càng thêm có chút không hiểu thấu không biết tiêu phàm nói không thích hợp là có ý gì ai ngờ lệ lão quái lập tức gật đầu một cái trầm giọng nói ra người nói đúng là lão phu sơ sót lão phu không thể chiếm người một cái tiểu bối tiện nghi nơi này là một trăm vạn linh thạch xem như ta đưa cho ngươi một ăn lót dạ thường người cất kỹ a à. nói xong lại lấy ra một cái chữ vật vòng tay giao cho tiêu phàm xôn xao. Dưới đài lập tức lại là một hồi xôn xao, đều bị bất thình lình chuyển biến sợ ngây người. Rất rõ ràng, tiêu phàm giao cho lệ lão quái trong hộp ngọc chứa mấy cái gì đó, giá trị độ cao, càng tại trùng vương di thuế phía trên, thế cho nên lệ lão quái còn cần mặt khác tiền trả 100 vạn linh thạch với tư cách đền bù tổn thất. Người khác không biết, lệ lão quái cùng tiêu phàm cái này hai cái người trong cuộc nhưng lại lòng dạ biết rõ. Lệ lão quái nói ra trao đổi chính là dài ba xích hồn hương mộc, mà tiêu phàm giao cho hắn cái này đoạn hồn hương mộc, lại dài đến 3 thước năm thốn, so lệ lão quái yêu cầu của mình chọn vẹn nhiều ra đến năm thốn. Cái này không chỉ có chỉ là một đơn giản con số, mà là đại biểu cho cái này đoạn hồn hương mộc dược linh, không sai biệt lắm tiếp cận một vạn năm, so sáu bảy ngàn năm hồn hương mộc công hiệu muốn mạnh hơn nhiều liếu tương đương. Cũng không phải tiêu phàm tận lực muốn khoe khoang, thật sự hắn cầm không xuất ra sáu bảy ngàn năm dược tính hồn hương mộc đến. Cái này đoạn hồn hương mộc là vừa vặn tiếp nhận nam cực tiên ông linh dược viên thời điểm, cũng đã gieo trồng tại linh dược viên trong đích, dược linh sớm đã đạt tới vạn năm trở lên. Cũng may cái này lệ lão quái tuy tâm ngoan thủ lạt, lại không phải keo kiệt ba la ra hỏa, kiêm mà lại tài đại khí thô tiền nhiều như nước không chút do dự tựu bổ tiêu phàm 100 vạn linh thạch. Đối với lệ lão quái mà nói, có cái này đoạn ba thước năm thốn trường hồn hương mộc, lại phối hợp những đan dược khác cùng bí pháp, đủ để cho hắn thọ nguyên lại kéo dài mấy chục năm thậm chí trăm năm trở lên, hắn thì có đầy đủ thời gian đến trùng kích nguyên anh trung kỳ bình cảnh rồi, một khi trùng kích thành công, cái kia chỗ tốt cũng không cần nói. Khách quan phía dưới, chính là một trăm vạn linh thạch được coi là cái gì? Hắn loại này thân cư địa vị cao lão quái vật, miễn là còn sống, chính là tiền vốn, tự nhiên sẽ có đại lượng linh thạch cuồn cuộn mà đến. Bởi vậy cái này một trăm vạn linh thạch là bổ đắc cam tâm tình nguyện, không có nửa phần trần chờ do dự. Tiêu phàm thần niệm hướng chữ vật vòng tay ở phía trong quét qua, liền là hai tay nhún, mỉm cười nói, đa tạ lệ tiền bối giày ban thường, tại hạ từ chối thì bất kính liếu tương đương. Lệ lão quái ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa hồ tâm tình cực kỳ thoải mái, chân bước tiếp theo, phi thân lên, ngay bọc của mình mái hiên cũng không lại trở về, trực tiếp hướng ra phía ngoài điện bay đi, tựa hồ đối với kế tiếp giao dịch hội không còn có chút nào hứng thú, vội vàng trở về luyện chế cái này hồn hương mộc. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, trùng vương di thuế cùng trăm vạn linh thạch đều bỏ vào trong túi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, cũng phải đi về 58 số ghế lô. Đứng lại, đơn nghĩa hét lớn một tiếng. Tiêu phàm dừng bước, xoay đầu lại, nhìn đơn nghĩa liếc, lạnh nhạt nói ra, đan tiền bối có gì chỉ giáo. Đem bà trùng vương di thuế lưu lại. Đơn nghĩa nghiêm nghị quát. Tiêu phàm ý mắt cũng không nháy thoáng một tí, bình tĩnh nói đan tiền bối chẳng lẽ không biết giao dịch hội quy tắc sao đơn nghĩa trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc đang muốn mở miệng bên kia mái hiên phương phi dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng đơn nghĩa lập tức dùng mình đến bên miệng lời nói cương ép yêu ta ép nuốt trở vào nặng nề nhổ ra một ngụm trọc khí hắn có thể không đem một gã kim đan kỳ tiểu bối để vào mắt cũng tuyệt đối không dám khiêu chiến kim châu thành đệ nhất cao thủ quyền uy tiêu phàm có chút vừa chắp tay liền là cũng không quay đầu lại mà bay về phía 58 số ghế lô, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Đơn nghĩa gắt gao nhìn thẳng 58 số ghế lô cửa sổ, trong mắt như dục nhỏ máu đi xuống, cái kia thần sắc tham lam, làm cho một ít không thể làm trung kim đan tu sĩ đều âm thầm dùng mình một cái. Tiêu phàm vừa về tới ghế lô, liền là đem cái kia chứa trăm vạn linh thạch chữ vật vòng tay nhẹ nhàng đổ lên đủ mậu trước mặt, mỉm cười nói đa tạ tiền bối trưởng nghĩa viện thủ cái này trả hết nợ đủ mậu thiếu nợ. Đủ mậu rất tùy ý mà đem cái kia cái chữ vật vòng tay thu vào, nhìn cũng không nhìn liếc, lại hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói ra tiêu đạo hiếu, người thật không nên đổi vật này. Đơn nghĩa người này, người không thể không đã từng quen biết, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đích. Còn có thanh phu nhân, cũng không phải đèn đá cạn dầu. Tuy nhiên cái này lão thái thái cũng không phải là không giảng đạo lý cường hoành loại người, nhưng cái này trùng vương di thuế đối với nàng mũ độc đường mà nói thực sự quá trọng yếu nàng ngẫu nhiên không giảng đạo lý một hồi cũng là vô cùng có khả năng đích thứ này thật sự chính là cái phỏng tay khoai lang a hát nói xong đủ mậu nhẹ nhàng lắc đầu hai đầu lông mày thần sắc sâu cho rằng lo tiêu phàm một cái hào không có căn cơ kim đan tu sĩ tại kim châu thành một hơi đắc tội bảy đại tông môn bên trong hai gã nguyên anh kỳ lão quái quả nhiên là sâu sắc không ổn cho dù hắn đủ mậu cố tình giúp đỡ cũng tuyệt đối gánh không được như vậy trầm trọng áp lực dù sao hắn còn phải vì chính mình cùng với thiên môn suy nghĩ tiêu phàm cười cười nói ra tiền bối không cần lo lắng tại hạ đều có ứng đối kế sách thứ này ta thật sự có dùng đủ mậu ngẩng đầu nhìn hắn có chút bán tín bán nghi tiêu phàm tuy còn trẻ tuổi phong cách hành xử lại cực kỳ vững vàng hắn đã nói như vậy rồi có lẽ thật sự có ứng đối kế sách bỏ đi Kế tiếp giao dịch hội tiêu phàm tuy nhiên tiếp tục toàn bộ hành trình tham dự lại thật sự biến thành quần chúng cho dù lại đồ tốt đều tuyệt không ra tay lần này giao dịch hội thượng hắn đã muốn quá làm cho người chú mục rồi chính là một cái không có danh tiếng gì kim đan tu sĩ một hơi ra tay ba lượt mỗi lần đều là đại thủ bút trực tiếp thất bại nguyên anh tu sĩ nên vậy đã có rất nhiều người tại chú ý hắn nếu không thu liếm chút ít không khỏi quá mức trương dương phía sau đủ mậu cũng ra tay một lần cùng một gã nguyên anh tu sĩ trao đổi đến mình muốn bảo vật, lại đi qua tốt mấy canh giờ, lần này giao dịch hội mới cuối cùng kết thúc, tiêu phàm tức cùng đủ mậu đủ xảo cùng một chỗ rời đi đại điện. vì để tránh cho khiến cho phân tranh cùng hỗn loạn, tham gia giao dịch hội khách quý đều là từng nhóm đi đích tại chủ sự phương bồi bàn dẫn dắt phía dưới, phân biệt từ khác nhau loại nhỏ truyền tống trận rời đi. nếu không chỉ sợ vừa ra đại điện, tự có không ít người muốn vung tay liếu tương đương tiêu phàm ba người như trước do vì kia áo xanh biết thiếu phụ dẫn dắt, cưỡi thuyền nhỏ rời đi trong hồ đảo nhỏ. Đủ mậu tàu cao tốc vừa mới vừa bay ra sương mù, tiêu phàm liền hướng hắn chắp tay, nói ra, đủ tiền bối, tại hạ còn có chút sự tình muốn làm, tự tại này nơi cáo từ A. Đủ mậu hai hàng lông mày nhân lại, trầm giọng nói ra, tiêu đạo hiếu, ta xem đạo hiếu có lẽ hay là cùng lão phu trở lại thiên môn đi ở một thời gian ngắn, trường an đường bên kia, tạm thời không phải đi về liễu tương đương không dối gạt đạo hữu nói, trong thành chấp pháp đội, là tuyệt đối không thể tài cán vì đạo hữu đi đắc tội lăng vân tông cùng trăm hùng hai vị trưởng lão đích. Ta thiên môn thực lực tuy nhiên không bằng bảy đại tông môn, lượng đơn nghĩa cùng thanh phu nhân cũng không dám công nhiên lấn đến thăm đến. Chỉ có điều, vì không rơi hạ cái gì mượn cớ, tiêu đạo hữu tốt nhất có lẽ hay là cân nhắc thoáng một tí lão phu đề nghị tương đối khá. Đạo hữu một khi trở thành ta thiên môn khách khanh trưởng lão, đơn nghĩa cùng thanh phu nhân lại ngang ngược, cũng không thể làm ẩu. Nói xong, lại đang đủ xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lướt qua. Nếu như tiêu phàm nguyện ý lấy cháu gái của hắn làm vợ, vậy hắn thì càng gia tăng lẽ thẳng khí hùng liễu tương đương. Kim Châu Thành dù sao vẫn là giảng quy củ địa phương. Bảy đại tông môn nếu như vô cùng lấy mạnh hát yêu ta ép yếu, ức hát yêu ta ép mặt khác tông môn, cũng có dẫn phát nhiều người tức giận. Tiêu phàm có chút khẽ khom người, rất thành khẩn nói, đa tạ tiền bối yêu ái, muốn tại Kim Châu thành chỗ dựa, tại Hạ Tổng cũng muốn đối diện với mấy cái này những mưa gió đích, không có khả năng vĩnh viễn nhờ bao che tại tiền bối cánh chim phía dưới. Mắt thấy tiêu phàm thần sắc chấn định, ngữ khí bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi, đủ mậu lo nghĩ ngoài cũng có chút kinh ngạc, thật không biết người trẻ tuổi kia rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài chưa từng mở ra, như vậy lo lắng mười phần. Nhưng hắn cũng nhìn ra, tiêu phàm tâm ý đã quyết, chắc chắn sẽ không đi theo hắn trở lại thiên môn đi. Kỳ thật tiêu phàm làm như vậy, cũng là vì hắn cùng thiên môn suy nghĩ. Cuối cùng Kim Châu Thành này đây bảy đại tông môn làm chủ đích, đủ mậu vì hắn ngạnh xanh xanh cùng lăng vân tông trăm hùng đối nghịch, đối với thiên môn nhưng không có có chỗ tốt gì. Tiêu phàm rất không nguyện liên lụy người bên ngoài. Đã đạo hữu tính trước kỹ càng, cái kia lão phu cũng không tiện khuyên nhiều liễu tương đương. Đạo hữu chính mình cẩn thận một chút, một khi tình hình khác thường, có thể lập tức đuổi tới ta thiên môn đến, lão phu tùy thời đều xin đợi đạo hữu đại giá. Đủ mậu hai tay ôm quyền, trầm giọng nói ra. Vâng, đa tạ tiền bối. Tiêu phàm lần nữa không người làm lễ. Tốt, cái kia lão phu liền cáo từ rồi, tiêu đạo hữu bảo trọng. Đủ mậu nhất giấm dưới chân tàu cao tốc, liền hướng phương xa phi độn mà đi, đủ xảo không ngừng quay đầu hướng bên này nhìn quanh, một bộ lưu luyến bộ dạng. Đưa mắt nhìn đủ mậu tổ tôn đi xa, tiêu phàm liền là đè xuống độn quang, tại một mảnh xanh ngắt thảo điện phía trên rừng bước, nhàn nhạt, nhìn về phía xa phương thiên tế, tựa hồ có chỗ chờ mong. chương 973, xa cách từ lâu gặp lại. Rất nhanh, tính ra đạo độn quang bay vụt tới. Cầm đầu hai người, đúng vậy thanh phu nhân cùng đơn nghĩa, phía sau hai người đều tự đi theo mấy tên môn nhân đệ tử. Tiêu phạm ánh mắt chỉ ở thanh phu nhân đơn nghĩa hai người trên mặt quét qua, liền lại yên lặng rơi vào theo sát thanh phu nhân sau lưng lụa mỏng tiên tử trên người. Lụa mỏng tiên tử như trước dùng hắc khăn lụa che mặt, nhưng này sau ngập nước mắt xích, tiêu phàm nhưng lại lại quen thuộc bất quá, không khỏi trong nội tâm một hồi kích động. Mắt thấy tiêu phàm độc thân lúc này, thanh phu nhân cùng đơn nghĩa đều không hẹn mà cùng mà đè xuống độn quang, có chút hồ nghi mà đánh giá tiêu phàm. Bọn hắn vốn là chuẩn bị đi thẳng đến thiên môn tổng đàn, làm cho đều mậu đàm phán đích, về phần tiêu phàm chính là một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ, chút nào cũng không để tại trong mắt người. Không có đủ mậu chỗ dựa, tiểu tử này dám làm náo động. Đang tại một đại bang nguyên anh cao thủ mặt, đổi đi tứ giai đại thành trùng vương di thuế, quả thực chính là tự tìm phiền toái. Không ngờ vừa mới ra sương mù, ở chỗ này chứng kiến tiêu phàm, một người lẻ loi trơ trọi mà đứng ở chỗ này, tựa hồ là chuyên đang đợi hậu bọn hắn. Kế tiếp tiêu phàm động tác, đã nói minh suy đoán của bọn hắn hoàn toàn chính xác. Hai vị tiền bối, tiêu phàm đem ánh mắt theo lụa mỏng tiên tử trên mặt rời, lược liền ôm quyền, lạnh nhạt nói ra. Tiêu đạo hiếu, người còn ở nơi này, chẳng lẽ là chuyên tại bậc này hậu chúng ta không được? Đơn nghĩa hồ nghi mà đánh giá tiêu phàm, hỏi. Đúng vậy, bất quá thỉnh đan tiền bối tha thứ, tại hạ lúc này là chuyên trở thanh tiền bối đích. Tiêu phàm liếc đơn nghĩa liếc, bình tĩnh nói. Đơn nghĩa sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, đang muốn mở miệng, thanh phu nhân đã tiến lên một bước, chăm chú nhìn tiêu phàm, nói ra, hậu sinh, người đang ở đây chờ ta. Có phải là muốn cùng ta đàm phán? Tiêu phàm liền ôm quyền, kính cẩn nói, tại hạ chính có ý đó. Thanh phu nhân mặt mũi tràn đầy nếp nhăn trên mặt khó được cố ra mỉm cười, nói ra tốt, người có điều kiện gì, cứ mở miệng. Chỉ cần lão thân có thể làm được đích, tuyệt đối không một chút nhíu mày đơn nghĩa trầm giọng nói ra thanh phu nhân người cái này là ý gì thanh phu nhân một trầu trong tay đầu rồng vòi nước quải trượt nghiêng khiết đơn nghĩa lạnh lùng hỏi ý gì chẳng lẽ đơn đạo hữu nghe không hiểu sao tiêu đạo hữu đã muốn nói được rất rõ ràng cùng với lão thân đàm phán như thế nào ngay cái này đơn đạo hữu cũng muốn can thiệp sao đơn nghĩa hử lạnh một tiếng mặt âm trầm lại không lên tiếng chuyện khác các người cứ việc đàm phán nhưng chỉ cần liên quan đến đến trùng vương di thuế vậy thì tuyệt không tha cho ngươi đám bọn họ lừa gạt lão phu hậu sinh người nói đi muốn cùng lão thân trao đổi cái gì thanh phu nhân không hề để ý tới đơn nghĩa ánh mắt lại quay lại đến tiêu phàm trên người hỏi tiêu phàm lại hướng thanh phu nhân sâu thi lễ cung kính nói tại hạ trước muốn đa tạ thanh tiền bối trong khoảng thời gian này tới chiếu cố tại hạ bầu bạn cái gì cái gì bầu bạn Tiêu Phàm không để ý tới hội những kia áp lực kinh hô thanh âm, tiếp tục nói: Tại hạ tình nguyện đem Trùng Vương di thuế đưa cho Thanh Tiền Bối, chỉ cần Thanh Tiền Bối cho phép tại hạ dẫn bạn nữ của ta rời đi. Chậm đã, ai là bạn nữ của ngươi? Đem lời nói rõ ràng. Thanh Phu Nhân quát khẽ một tiếng, đem những kia khe khẽ nói nhỏ đều đè ép xuống dưới, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, nhẹ nhàng nâng tay phất một cái, đem Thiên huyến mặt thu vào một hồi vần nước loại vặn vẹo hiện lên, lập tức diện mục đại biến, từ một tên sắc mặt tái nhợt bình thường trung niên nam tử, biến thành phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lăng phong tuấn tú lang quân, cả người khí chất đều bởi đó đại biến. Tiêu phàm Ngay sau đó, một tiếng muôn vàn khó khăn tin tưởng tiếng kinh hô, bỗng nhiên tại thanh phu nhân sau lưng vang lên, lụa mỏng tiên tử đen lúng liếng đại hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Lụa mỏng, là ta. Tiêu phàm thấp giọng đáp, giờ khắc này, tung xem như kiên nghị như tiêu chân nhân, hốc mắt cũng có chút ướt át. Tiêu phàm, cơ lụa mỏng lại là một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể nhoáng một cái, kim sáng lóng lánh, cũng bất chấp sư phụ tựu ở bên cạnh, phi thân mà trước, nhào vào tiêu phàm trong lồng ngực, hai tay chăm chú ôm hắn, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu giống nhau, đổ rào rào đi xuống đất rơi. Nhà đầu ngốc, đừng khóc. Tiêu phàm cũng chăm chú ôm nàng đầy đặn non mềm thân thể mềm mại, không ngừng vuốt ve cơ lụa mỏng đen nhánh tóc đen, ôn nhu an ủi. Đáng tiếc thông minh tuyệt đỉnh tiêu chân nhân đang an ủi nữ hài từ phương diện, thật sự có chút tay chân vụng về, lật qua lật lại chính là chỗ này sao hai câu nói mấy chữ, không có có một chút trò gian trá. Cái này xa cách từ lâu gặp lại một màn đem tất cả mọi người kinh trụ, những người khác còn thì thôi rồi, lại đem bành sư huynh thấy ngũ tạng bốc lên, trong cơn giận dữ. Này, ngươi làm gì? Mau buông tay theo sát tại đơn nghĩa sau lưng cái vị kia chừng 30 tuổi, dáng người cao ngất tướng mạo tuấn lãng bành sư huynh rốt của kềm nén không được, hét lớn một tiếng, phi thân tiến lên, cánh tay dương lên, một màu vàng nhạt bàn tay lớn di động hiện ra, vào đầu hướng tiêu phàm bắt xuống dưới. Mà ở cái này màu vàng nhạt bàn tay lớn bóng mở phía dưới, một đạo cực kỳ thật nhỏ tia sáng gai bạc trắng lóe lên tức thì. Chú ý! Thanh phu nhân biến sắc, kêu lên. Thanh phu nhân hạng ánh mắt, tự nhiên liếc thấy được đi ra, bành sư huynh dùng pháp thuật huyễn hóa ra đến màu vàng nhạt bàn tay lớn, chỉ là một chướng nhãn pháp. Tuy nhiên đơn nghĩa vị này cao đồ đã muốn đặt chân kim đan hậu kỳ cảnh giới, tiêu phàm biểu hiện ra ngoài linh lực chấn động chỉ có kim đan sơ kỳ tiêu chuẩn, bành sư huynh nhưng như cố tại màu vàng nhạt bàn tay lớn yểm hộ phía dưới, sử xuất hắn độc nhất đòn sát thủ. Đạo kia thấp thoáng tại màu vàng nhạt bàn tay lớn bóng mở phía dưới thật nhỏ tia sáng gai bạc trắng, đúng vậy Lăng Vân Tông danh chấn Kim Châu thành ác độc ám khí Toái Diệp Trâm. Cái này Toái Diệp châm thật nhỏ như lông châu, mắt thường cơ hồ khó có thể phát giác, kiêm mà lại ẩn chứa kịch độc, tại như vậy gần khoảng cách trong, bành sư huynh lại là đột nhiên phóng độc thủ, có thể nói ngay nửa điểm né tránh thời gian đều không có. Tung xem như thanh phu nhân như vậy nguyên anh cao thủ, muốn xuất thủ tương trợ đều đã muộn. Cái này bành sư huynh rõ ràng tựu là muốn trực tiếp đem tiêu phàm đưa vào chỗ chết. Ngược lại cùng lúc trước kim nhiễm đối phó tiêu phàm thủ đoạn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cơ lụa mỏng chấn động, không cần suy nghĩ, đầy đặn thân thể mềm mại bắn ra, muốn ngăn tại tiêu phàm trước người, ngay sau đó bên hông một cổ đại lực truyền đến, cả người không tự chủ được mà chuyển nửa cái vòng tròn luẩn quẩn, nhưng lại tiêu phàm đã đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh thân, tay phải bấm tay gảy nhẹ, một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa tiễn kích xạ ra, chính chính tướng cái kia miếng thật nhỏ tia sáng gai bạc trắng cái bọc trong đó. Một cổ cực kỳ đặc hơn mùi tanh hôi lập tức tràn ngập ra đến. Ô, thanh phu nhân một tiếng thở nhẹ, hai hàng lông mày có chút sơ lên. Cứ việc đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa lập tức, thanh phu nhân có lẽ hay là thấy thanh thanh sở sở, tiêu phàm bắn ra cái kia đạo hỏa mũi tên, trong chớp mắt liền đem lăng vân tông, toái diệp châm, nóng chảy đắc sạch sẽ, Lăng Vân tông, Toái Diệp Châm, tuy ác độc, tại Thanh Phu Nhân xem ra, cũng vẫn có rất nhiều chủng trồng phương pháp có thể đối phó. Nhưng trực tiếp dùng Chân Nguyên Chi Hỏa trong khoảnh khắc đem Toái Diệp Châm nóng chảy, Thanh Phu Nhân thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Tiêu phàm đạo này Chân Nguyên Chi Hỏa uy lực to lớn, tuyệt đối không tại nguyên anh tu sĩ tự mình ra dưới tay. Thật bá đạo hỏa hệ công pháp. Tiểu Bối, thật to gan. Mắt thấy đắc ý của mình bảo vật bỗng nhiên bị hủy. Bành sư huynh vừa sợ vừa giận, kiêm mà lại đau lòng vô cùng, nhịn không được giống giận lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, bành sư huynh giống giận tự biến thành kinh hô. Chỉ thấy tiêu phàm năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo màu lam nhạt hỏa tiễn bắn ra, không đợi bành sư huynh phục hồi tinh thần lại, hơn 10 đạo hỏa tiễn đã muốn gần trong gang tấc, mãnh liệt liên cùng một chỗ, hóa thành một đạo cuồn cuộn tường ấm, thành nửa vòng tròn hình đem bành sư huynh vây khốn trong đó. Bành sư huynh cảm giác mình phảng phất bỗng nhiên rơi vào núi lửa nấu chảy trong lò, quanh người độ ấm thoáng cái trở nên vô cùng nóng bỏng, toàn thân bộ lông đều bị liệu đắc cơ hồ muốn tiêu rồi, một cổ mùi cháy khét truyền ra. Người muốn làm gì? Bành sư huynh đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, thanh âm đều có điểm biến điệu liếu tương đương. Hắn rốt cuộc cũng đã là kim đan hậu kỳ cao thủ, liếc có thể nhìn ra được, mình đã bị biển lửa vây quanh, tiêu phàm đây là hạ thủ lưu tình rồi, nếu không chính mình chỉ sợ sớm đã đã bị cháy sạch sứt đầu mẻ chán làm cho là như thế dưới mắt hắn cũng không dám lộn xộn chỉ cần hắn vừa động tiêu phàm tuyệt đối có khả năng trực tiếp đối với hắn phát động công kích cho dù sư phụ hắn đơn nghĩa tự đứng ở bên cạnh cũng không cải biến được cái gì tiêu phàm nếu quả thật kiêng kỵ đơn nghĩa tự cũng không không chút khách khí đối với hắn xuất thủ tiểu bối thật to gan đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa gian đợi đơn nghĩa phục hồi tinh thần lại, học trò cưng của mình đã bị ly hỏa tinh viêm vây quanh. Đơn nghĩa bàn tay vung lên, muốn ra tay. Đan tiền bối. Tiêu phàm quát lạnh một tiếng. Đơn nghĩa bàn tay lập tức tự cương tại đó, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, tiêu phàm cái này tinh viêm chi hỏa uy lực, tuyệt đối không thua nguyên anh tu sĩ ra tay một kích. Tung tính toán chính mình tự mình ra tay, cũng không thấy đắc có thể thoải mái đánh lui tiêu phàm, đem đồ đệ giải cứu ra. Đúng vậy cái này tiểu bối rõ ràng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, làm sao sẽ bỗng nhiên trong lúc đó trở nên lợi hại như thế rồi. Chỉ là trong lúc này, đơn nghĩa tự nhiên không có gì tâm tình đi tự định giá trong chuyện này các đốt ngón tay. Đan tiền bối, tại hạ đối với tiền bối cùng lệnh cao túc đều không có ác ý gì. Kính xin tiền bối cùng bành đạo hữu không nên hiểu lầm. Nói xong, tiêu phàm ống tay áo run lên, bao quanh bành sư huynh tưởng ấm liền đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bành sư huynh như mông đại xá, dưới chân độn quang cùng một chỗ, bay vụt biên lai nhận nghĩa bên cạnh thân, gắt gao nhìn thằng tiêu phàm cùng hắn ôm ấp lấy cơ lụa mỏng, ánh mắt vừa sợ vừa giận, còn kèm theo phóng lên trời ghen tuông. Thấy tiêu phàm rút lui hỏa trận, đơn nghĩa trong nội tâm buông lỏng, cười lạnh nói, như thế nào, tiêu đạo hữu muốn cùng ta lăng vân tông là địch sao? Đang tại ta mặt, hủy đồ đệ của ta pháp bảo, uy hát yêu ta ép an toàn của hắn, đạo hữu đây là chút nào cũng không đem ta đan mố để vào mắt liếu tương đương. sốt cuộc lại ỉ vào ai thế? Ô hay! Nhất thanh muộn hưởng. Thanh phu nhân nặng nề đem đầu rồng, vòi nước quải trượng điểm tại phiến đá phía trên, về phía trước vài bước, đi vào tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng bên người, lạnh lùng nói ra, đơn đạo hữu không nên hơi một tí liền đem lăng vân tông mang ra tới dọa người. Đạo hữu thỉnh nhìn rõ ràng rồi, vị này tiêu đạo hữu là tiểu đồ bầu bạn, thì ra là ta trăm hùng con rể đạo hữu muốn lấy mạnh hát yêu ta ép yếu cũng phải hỏi một chút lão bà tử của ta có đáp ứng hay không đầu đầy tóc trắng một hồi loạn chiến uy phong lẫm lẫm tiêu phàm đúng vậy người mang trùng vương di thuế cái này đương lúc thanh phu nhân ở đâu không biết nên làm như thế nào huống chi xem tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng cái kia xa cách từ lâu gặp lại kích động thần sắc chút nào cũng không giống là giả bộ bọn hắn nhất định là một đôi thất lạc tình lữ thanh phu nhân yêu ai yêu cả đường đi tự nhiên đối với tiêu phàm cũng vài phần kính trọng bắt đầu đứng dậy. chương 974, sao sao bầu bạn. Hắc hắc, thanh phu nhân, người cho ta đàn mỗ dễ bắt nạt sao. Đơn nghĩa giận dữ, quát. Đồ đệ của ta hướng lụa mỏng tiên tử cầu hôn thời điểm, lệnh đồ nói được rõ ràng, nàng không muốn lập gia đình. Hôm nay nháy mắt một cái, lập tức tự thay đổi, biến thành phụ nữ có chồng. Cái này tiểu bối chỉ chấp mắt tự thành là các ngươi chăm hùng con rể. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, muốn dùng loại phương thức này đem trùng vương di thuế lừa gạt đi, khi ta là người chết không được. Thanh phu nhân lạnh cười nói, đơn nghĩa, đầu óc ngươi không có hư mất a. Trùng vương di thuế là tiêu đạo hữu mấy cái gì đó, tại giao dịch hội thượng, hắn đang tại nhiều người như vậy mặt, theo lệ lão quái chỗ đó đổi lấy đích. Hắn muốn xử trí như thế nào tự xử trí như thế nào, muốn muốn tặng cho ai sẽ đưa cho ai, ngươi dựa vào cái gì can thiệp chớ đi theo ta cái này một bộ, ta không biết các ngươi là lúc nào cấu kết lại đích. Nhưng muốn dùng môn hạ nữ đệ tử sắc dụ, lừa gạt đi trùng vương di thuế, thì phải là tại khi dễ ta. Đơn nghĩa hào không nhượng bộ. Tiêu phàm nhíu mày nói ra, đan tiền bối, lời nói không phải nói như vậy. Trùng vương di thuế là của ta, ta muốn xử trí như thế nào tự xử trí như thế nào, cái này là ta tự do. Bất kể là ta đem cái này di thuế tặng người cũng tốt, tự cho là đúng cũng tốt, còn là một thanh hỏa thiêu rơi thú vị, đều là của chính ta sự tình, người khác giống như không xen vào a. À. Đơn nghĩa hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói tiểu bối, không cần phải quá kiêu ngạo. Người dưới mắt còn không phải trăm hùng người nì, cho dù người thật sự gia nhập trăm hùng cho rằng lão phu cũng không dám động tới người sao. Lão phu thật muốn đem bà người gờ yêu ta ít, trăm hùng còn có thể báo thù cho người tuyết hận không được. Tiêu phàm hai hàng lông mày trao càng chặt hơn, có chút không vui nói, đan tiền bối cái này lời nói được có chút đại rồi, tại hạ tuy nhiên chưa đặt chân nguyên anh cảnh giới, nhưng đan tiền bối muốn muốn gợi yêu ta ít ta, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. thực muốn động thủ, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, đan tiền bối có lẽ hay là thận trọng điểm tốt, ngữ khí bình thản, tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên. tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, cầm thật chặt tay hắn trưởng cơ lụa mỏng, cũng nhịn không được lại thêm ba phần khí lực tựa hồ tại nhắc nhở hắn không cần phải chọc giận vị này nguyên anh cao thủ. Ha ha ha, đơn nghĩa ngửa mặt lên trời cười ha hả trong thanh âm lại tràn đầy phẫn nộ. Một gã kim đan kỳ tiểu bối, rõ ràng dám đảm đương chúng hướng hắn khiêu chiến, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Từ ngưng kết nguyên anh về sau, đơn nghĩa đã muốn thật lâu không có bị người như vậy ở trước mặt khiêu chiến qua rồi. Rất tốt rất tốt, người đã đối với chính mình như vậy tự tin, cái kia lão phu cũng muốn nghĩ kỹ ngươi cân lượng. Đây chính là tự ngươi nói đích, cũng đừng nói là lão phu lấy lớn hát yêu ta ép nhỏ. Ngươi nếu là thắng, lão phu xoay người rời đi, tuyệt không dài dòng. Ngươi nếu bị thua, cái kia trùng vương di thuế phải quy lão phu tất cả. Đương nhiên, lão phu không biết lấy không đồ đạc của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi cũng đủ đền bù tổn thất. Thanh phu nhân cười lạnh nói, đơn nghĩa, người đây là đem bả lão thân coi thành đứa ngốc có phải là tiêu đạo hữu đã muốn nói được rõ ràng, muốn đem trùng vương di thuế đưa cho ta. Người hiện tại như vậy chặn ngang một gậy che tiến đến, là cảm thấy lão thân dễ khi dễ không được. Cứ việc nàng đối với tiêu phàm theo như lời nói lời nói bán tín bán nghi, lại không ý định thật làm cho tiêu phàm cùng đơn nghĩa giao thủ. Cho dù tiêu phàm lại khó lường, một gã kim đan tu sĩ muốn chiến thắng một gã nguyên anh tu sĩ, trên cơ bản không đại khả có thể. Tiêu phàm rõ ràng đã muốn chính miệng nói, muốn đem trùng vương di thuế đưa cho nàng, nàng như thế nào lại 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 để cho đơn nghĩa như vậy làm dối. Lập tức cũng không để ý tới hội đơn nghĩa. Trực tiếp đối với cơ lụa mỏng truyền âm hỏi, lụa mỏng, đây là có chuyện gì? Cái này hậu sinh, thực là trượng phu của ngươi. Cơ lụa mỏng tuy nhiên đã muốn rời đi tiêu phàm ôm ấp hoài bão. Bất quá hai người như trước chăm chú mà tay nắm, tựa hồ một khắc cũng không muốn tách ra. Nếu như là tại ngày thường, cơ lụa mỏng cùng một gã nam xây như thế thân mật, thanh phu nhân sớm liền rất là không vui liếu tương đương. thanh phu nhân một mực chưa lập gia đình, đối với mấy cái này tình tình yêu yêu sự tình rất không chào đón. bất quá giờ này khác này, thanh phu nhân nhưng lại không nghiêm nghị quát lớn. thật sự trùng vương di thuế so đồ nhi tình yêu và hôn nhân muốn nặng tốt nhiều hơn. hơn nữa cái này hậu sinh đối mặt đơn nghĩa lúc không kiêu ngạo cũng không hèn mọn thái độ thoáng cái tựu làm thanh phu nhân đối với tiêu phàm hảo cảm tăng vọt. Nữ nhân này một khi lên niên kỷ, cái kia yêu ghét không thể theo lẽ thường đến đo lường được. Nhưng mặc kệ đến lúc nào, người cùng nàng mặt trận thống nhất, vậy thì tuyệt đối sẽ không sai. Cơ lụa mỏng khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng hướng sư phụ nhẹ nhàng một cung, thấp giọng nói ra, khởi bẩm sư tôn, tiêu phàm xác thực là trượng phu của ta. Tuy nhiên bọn hắn một mực đều không có chọn phá tầng kia lụa mỏng, nhưng cơ lụa mỏng sớm đã trong lòng đem chính mình nhận định vì tiêu phàm nữ nhân, đời này không có khả năng bất qua thứ hai nam nhân có thể đi vào trái tim của nàng. Theo tiêu phàm vừa rồi đối với thanh phu nhân theo lời ngôn ngữ, cũng đủ để chứng minh, tiêu phàm kỳ thật sớm đã trong lòng đem nàng trở thành người yêu của mình. Hôm nay tình hình này, cơ lụa mỏng càng thêm không thể phủ nhận. Một khi nàng phủ nhận, đơn nghĩa lập tức muốn ra yêu thiêu thân. Cơ lụa mỏng cũng biết, trùng vương di thuế đối với thanh phu nhân, đối với ngũ độc đường ý vị như thế nào. Một khi trùng vương di thuế ra trải giường nghĩa cướp đi, không chỉ nói tiêu phàm muốn tiếp đi nàng hy vọng lập tức hóa thành bọt nước, chỉ sợ thanh phu nhân dưới sự giận dữ, từ nay về sau nếu không hứa nàng cùng tiêu phàm gặp mặt đều có nhiều khả năng. Thanh phu nhân nhẹ nhàng gõ đầu, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra thập phần chắc chắn thần sắc. Chỉ cần cơ lụa mỏng cùng tiêu phàm xác thực là song tu bầu bạn, việc này tự dễ làm, trước tổ đứng ở lý thượng, náo đi nơi nào nàng đều có thể chiếm cứ chủ động. Tiêu đạo hiếu, người mới vừa nói, nguyện ý đem trùng vương di thuế đưa cho lão thân, có phải là? Thanh phu nhân lập tức nhìn về phía tiêu phàm, hỏi, ngữ khí có chút nhu hòa. Đúng vậy, tiêu phàm không chút do dự đáp. Bất quá vãn bối cũng có một điều kiện, thì phải là thỉnh tiền bối phóng lụa mỏng tự do, vãn bối không muốn cùng bạn lữ của mình tách ra lúc trước hắn không tiếc bạo lộ thân thể của mình ra, cũng muốn đem cái này trùng vương di thuế bị thay thế, chính là vì cùng thanh phu nhân có kè mặc cả. Thanh phu nhân khó được mà cười một tiếng, nói ra các người vợ chồng tình trọng, lão bà tử tự cũng sẽ không làm cái kia đợi lớn đánh nguyên ương ác nhân. Bất quá tiêu đạo hữu tựa hồ có chút hiểu lầm, lụa mỏng năm đó là tự nguyện bái nhập môn hạ của ta, không có bất kỳ người bắt buộc nàng. Hiện nay nàng cũng là tự do đích, muốn đi nơi nào cũng có thể đi ở đâu, cần gì phải nhất định phải rời đi chúng ta chăm hùng giúp các ngươi đôi mới có thể năng lực đoàn tụ. Cơ lụa mỏng hoàn toàn có thể là đồ đệ của ta đồng thời cũng là lão bà của ngươi, điểm này cũng không mâu thuẫn. Mắt thấy tiêu phàm có chút ý động, thanh phu nhân lại rèn sắt khi còn nóng, nói ra tiêu đạo hiếu, ta cũng đã được nghe nói đại danh của ngươi, nghe nói ngươi cách khác lối tắt, dùng thập phần tầm thường dược vật giải long nước miếng độc, còn lấy trận pháp chi đạo chỉ thiên môn đủ mậu cháu gái, như thế nói đến, tiêu đạo hữu có thể nói là danh y liếu tương đương. Không bằng đạo hữu cũng gia nhập chúng ta trăm hùng hai vợ chồng cùng một chỗ song túc song tu, chẳng phải là tốt. Nói xong, lại liếc cách đó không xa đơn nghĩa liếc. Y tứ này tiểu minh bày, người đắc tội lăng vân tông, nếu như không tìm một người cứng rắn, ngạch, đâm chỗ dựa, chỉ sợ sau này rất khó tại Kim Châu Thành đợi đến đi xuống đi. Với tư cách một vị danh y, hay là đang Kim Châu Thành phát triển có tiền đồ nhất? Gia nhập trăm hùng. Tiêu phàm thấp giọng nỉ non một câu, hai hàng lông mày nhẹ trao lại. Điểm này, hắn ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới. Cơ lụa mỏng kiều nộn bàn tay nhỏ bé cũng nhẹ nhàng siết chặt, nhẹ nói nói, trăm hùng ngũ độc đường khu trùng chi thuật, bác đại tinh thâm, nhiều năm như vậy, ta được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa sư phụ chủ tu công pháp, cũng đặc biệt thích hợp ta tu luyện. Điểm này, tiêu phàm ngược lại chút nào đều không nghi ngờ. Năm đó bị cuốn vào không gian bão táp thời điểm, cơ lụa mỏng ước chừng tương đương với chút cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, ba bốn người năm qua đi, chẳng những đột phá đến kim đan kỳ, cái gì đến đã đến kim đan trung kỳ. Đủ để chứng minh những năm này nàng tiến cảnh phi thường cực nhanh, tốc độ thậm chí không tại tiêu phàm phía dưới. Đương nhiên, càng về sau, tiến giai độ khó càng lớn, thời gian kéo đắc cũng sẽ càng dài. Suy nghĩ một chút về sau, tiêu phàm liền là khẽ khom người, kính cẩn nói, đa tạ thanh tiền bối nâng đỡ, tại hạ sớm đã bái sư, không lớn thuận tiện khác theo thầy học môn. Hơn nữa tại hạ tính tình tàn mạn, nhàn vân giã học quen, cũng không thói quen được câu thúc. Thanh phu nhân lắc đầu, nói ra tiêu đạo hữu hiểu, hiểu lầm, gia nhập bổn bang, không cần mặt khác bái sư. Về phần nói đến được câu thúc, vậy thì rất tốt xử lý liễu tương đương. Tiêu đạo hữu không cần thành cho chúng ta trăm hùng đệ tử tránh thức, nhưng để làm khách khanh tiên sinh nhập chú ngũ độc đường, từ đó về sau có thể an tâm tu luyện, ngoại trừ ngẫu nhiên muốn hoàn thành trong bang giao cho một ít nhiệm vụ bên ngoài, ngày bình thường tuyệt đối không có người sẽ đối với người ra lệnh đích. Đạo hữu chắc hẳn cũng biết từng tông môn bang phái y quán thuê khách khanh tiên sinh, đãi ngộ đều là rất không tệ. Cái này thanh phu nhân vốn là mặt lạnh lạnh tâm, liền một cái lời không muốn nhiều lời, lúc này nhưng lại, tận tình khuyên bảo, tự nhiên hơn phân nửa là xem tại trùng vương di thuế trên mặt, thực sự có nhất thời nữa khác là cảm thấy tiêu phàm nhân tài khó được lại không luận tiêu phàm y thuật rốt cuộc như thế nào đơn phần này khí độ cũng đủ để nhìn ra được người này nét đẹp nội tâm thanh phu nhân ngươi nói xong chưa không đợi tiêu phàm mở miệng đơn nghĩa đã muốn kêu lên sắc mặt âm trầm giống như muốn nhỏ nước đến ngươi cho rằng ngươi cho ngươi đồ đệ thi triển mỹ nhân kế ta liền cho không nhìn ra được sao lụa mỏng tiên tử không có song tu bầu bạn cả kim châu thành ai không biết cái kia không hiểu nếu không tiểu đồ như thế nào lại đến nhà cầu thân. Hôm nay bỗng nhiên toát ra cái trượng phu đến, là đánh chúng ta những người này mặt sao. Hắc hắc, đồ đệ của ta có phải là có song tu bầu bạn, cần hướng người đơn đạo hữu trước đó bẩm báo sao? Lão thân đồ đệ nguyện ý gả cho ai, chẳng lẽ còn muốn người đơn đạo hữu cho phép không được? Đơn nghĩa một bước cũng không nhường, cười lạnh nói, thanh phu nhân, người đồ đệ yêu gả cho ai ta có thể mặc kệ, nhưng đang mang trùng vương di thuế, các người muốn dùng loại thủ đoạn này đến lừa gạt ta, không biết là quá trò đùa sao. Một câu, các người trăm hùng bên trong sự vụ ta không xen vào, cũng không muốn quản, nhưng trùng vương di thuế phải lưu lại. Nếu không nghe lời, việc này mơ tưởng chấm dứt. Cơ lụa mỏng nhịn không được nói ra, đan tiền bối nói quá lời, tiêu phàm xác thực là ta vị hôn phu, tuyệt không có cố ý lừa gạt tiền bối ý. Phải không, hắc hắc, đơn nghĩa cười lạnh vài tiếng, đơn giản hai tay ôm ngực, ngẩng lên thật cao đầu lâu, nếu không nói lời nói, nhưng không có nửa phần nhường cho ý tứ. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi. Thanh phu nhân một trầu đầu rồng, vòi nước quải trược, quát lạnh nói. Tốt, mấy vị không ngại thử xem xem, nhìn xem có thể hay không thuận lợi như vậy rời khỏi. Đơn nghĩa cười lạnh nói. Liền vào lúc này, phía chân trời lại xuất hiện vài đạo độn quang, đơn nghĩa liếc đảo qua đi, lập tức lộ ra mừng rỡ thần sắc, mà thanh phu nhân sắc mặt, nhưng trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm bắt đầu đứng dậy. chương 975, đối trọi gay gắt. Cái này vài đạo độn quang tốc độ cực nhanh, trong khoảng khắc, tự đã đến phụ cận. Người cầm đầu, là một gã người mặc áo choàng ngà quan bác dẫn đạo sĩ, tròm dâu hoa dâm, dưới chân trèo lên vân lý, khoan bào đại tụ, đón gió phấp phới, rất có tiên phong đạo cốt khí tức, trên người linh lực chấn động, cũng đã tiếp cận Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong trạng thái phía sau thì là ba gã đồng dạng ăn diện máu vàng đạo sĩ, linh lực chấn động theo kim đan kỳ đến chúc cơ hậu kỳ không đợi, nên vậy đều là người này nguyên anh đạo sĩ đệ tử đợi bối. Tiêu phàm theo vài tên đạo sĩ trên người cảm nhận được cùng đơn nghĩa đồng dạng khí tức, cơ hồ lập tức có thể phỏng đoán được đi ra, bọn họ là đồng môn. Khó trách đơn nghĩa muốn mừng rỡ liễu tương đương. Quảng Dương Sư Huynh, đơn nghĩa rất xa liền hai tay ôm quyền, cười nhìn trời tuân lệnh. Bành sư huynh bọn người lại càng vội vã mà cúi đầu thi lực, miệng nói sư bá. Đạo sĩ kia Quảng Dương tử tựa hồ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải đơn nghĩa, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá lập tức liền ôm quyền hoàn lễ, nói ra, sư đệ, người tại sao lại ở chỗ này? Đơn nghĩa hỏi, sư huynh, người không có tham gia vừa rồi giao dịch hội sao? Quảng Dương tử lắc đầu, nói ra, không có, ta đi lê hoa thành, vừa vừa trở về. Thanh Phu Nhân, người hảo. Nói xong, Quảng Dương Tử quay đầu nhìn về phía Thanh Phu Nhân, mỉm cười chào hỏi. Đại trên mặt, Lăng Vân Tông cùng Trăm Hùng có lẽ hay là Minh Hiếu, song phương chính thức đạt thành lẫn nhau trợ giúp Minh ước. Ngày bình thường đụng phải, lẫn nhau trong lúc đó đều là tương đối khách khí đích. Bất quá không khí bây giờ, vẫn còn có chút cổ quái, Quảng Dương Tử cũng là người lão thành tinh, liếc thấy đi ra, trong chuyện này chỉ sợ có vấn đề. Thanh Phu Nhân nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, không có để ý đạo sĩ kia. Quảng Dương Tử biết rõ thanh phu nhân tính tình, mỉm cười, cũng không thèm để ý. Đơn nghĩa lại cấp cấp nói ra, sư huynh, người tới đắc vừa vặn, có người đem thủ đoạn nhỏ lừa gạt đến chúng ta lăng vân tông đầu lên đây. Quảng Dương Tử hai hàng lông mày nhân lại, kinh ngạc nói ra, sư đệ, lời này từ đâu nói lên. Hắc hắc, có người lừa gạt lòng dạ hẹp hòi a hát. Đơn nghĩa cười lạnh, lời ít mà ý nhiều mà đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe được tứ giai đại thành trùng vương di thuế thời điểm, vốn là bình tĩnh Quảng Dương tử kinh, ô, một tiếng, hai hàng lông mày mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy. Thân là nguyên anh cao thủ, hắn đương nhiên rất rõ ràng cái này trùng vương di thuế nghịch thiên công hiệu. Thanh phu nhân, thật sao có loại chuyện này sao? Khơi khoảnh, Quảng Dương tử quay đầu nhìn về phía thanh phu nhân, mặt âm trầm, thấp giọng hỏi. Nói hưu nói vượn thanh phu nhân một ngụm phun trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khinh thường ý. Chẳng lẽ các ngươi lăng vân tông người, chỉ biết đổi trắng thay đen, sở trúc thị phi không được. Tất cả mọi người thấy minh bạch, tiêu tiểu hữu cùng tiểu đồ vốn là song tu bầu bạn. Hắn hôm nay tiểu nguyện gia nhập chúng ta trăm hùng cùng tiểu đồ cùng một chỗ song túc song tu, vấn đề này các ngươi lăng vân tông cũng có thể quản được lấy sao. Đơn nghĩa cười lạnh nói, thanh phu nhân, lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đi à nha tiêu đạo hữu khi nào đã đáp ứng gia nhập các ngươi trăm hùng. Một lời không tất, tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, đan tiền bối, ta đã nghĩ kỹ, đã tại hạ bầu bạn là thanh phu nhân đệ tử, tại hạ cũng nguyện ý gia nhập trăm hùng đảm nhiệm ngũ độc khách nữ khanh tiên sinh chức. Ngươi, đơn nghĩa vội vàng không kịp chuẩn bị bị hung hăng quăng một cái tát, lập tức gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Quảng Dương tử liếc tiêu phàm liếc, nhàn nhạt, nhạt nói ra tiêu đạo hiếu, Người gia tăng không gia nhập trăm hùng ta không quan tâm, ta quan tâm chính là trùng vương di thuế. Người muốn gia nhập cái nào tông môn, là người chuyện của mình. Nhưng dùng lý do như vậy, đem trùng vương di thuế dẫn vào trăm hùng cái kia xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Tiêu phàm hai hàng lông mày thật sâu nhăn bắt đầu đứng dậy, nói ra Quảng Dương tử tiền bối, cái này trùng vương di thuế là tại hạ vật phẩm, tại hạ muốn xử trí như thế nào tự xử trí như thế nào, giống như không cần trải qua người khác đồng ý à bề ngoài giống như Lăng Vân Tông hai vị này nguyên anh tu sĩ đều hiểu lắm đắc cản quấy chiến lược. Quảng Dương Tử cười nhạt một tiếng, nói ra tiêu đạo hiếu, nhìn ngươi cũng là người thông minh, như thế nào tận nói hồ đồ lời nói. Chuyện này đã đem ta Lăng Vân Tông cùng Trăm Hùng đều liên lụy tiến đến, vậy thì không hề là chuyện riêng tình rồi, đó là một thể diện vấn đề. Ngươi như vậy trước mặt mọi người vung đan sư đệ bàn tay, là cảm thấy có Trăm Hùng chỗ dựa, có thể không đem chúng ta Lăng Vân Tông để vào mắt sao tiêu phàm khe khẽ thở dài thật sự không lời nào để nói liễu tương đương hắn phát hiện tại đây chút ít cái gọi là cao nhân trong mắt nắm đấm lớn vĩnh viễn là đệ nhất quyền nói chuyện hắn đạo lý của hắn cho dù lại rõ ràng cũng là có thể xem nhẹ đích cuối cùng một câu ta xem thượng đồ đạc của ngươi rồi ngươi cho cũng phải cho không để cho cũng phải cho nếu không tựu đừng trách ta không khách khí thanh tiền bối chúng ta đi thôi Tiêu phàm đơn giản đem quảng dương tử hòa đơn nghĩa đều vứt qua một bên, trực tiếp hướng thanh phu nhân có chút một cung, cao giọng nói ra. Tiêu đạo hữu thật sự là ngạo khí a hát. Quảng dương tử lạnh cười rộ lên, ống tay áo run lên, một đạo óng ánh kiếm quang phóng lên trời, một thanh dài ba xích, phong duệ vô cùng lợi kiếm, bỗng nhiên tại đỉnh đầu của hắn di động hiện ra, thân kiếm không ngừng lay động, uyển như du long giống nhau. Như vậy không đem chúng ta lăng vân tông để vào mắt người, nhiều năm như vậy, lão đạo có lẽ hay là đầu một hồi nhìn thấy. Đạo hữu muốn đi lời mà nói, còn phải hỏi một chút lão đạo chui. Này bảo kiếm có đáp ứng hay không? Vị này Quảng Dương đạo trưởng nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt, là đắc đạo cao nhân, không ngờ tính tình so đơn nghĩa còn muốn táo bạo, một lời không hợp, liền là sáng ra hỏa chuẩn bị đấu võ. Thật muốn ỉ đa số thắng. Thanh phu nhân giận dữ, đầu rồng vòi nước quải trượng nặng nề một trầu, ống tay áo cũng là run lên, gió tanh bắt đầu khởi động, hai đạo ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen phần sáng, bỗng nhiên hiển hiện, trong nháy mắt, ngay tại bên cạnh của nàng nhiều ra đến hai đầu mão vàng bạch bụng to lớn đại ngô công, thân dài trọn vẹn vượt qua một trượng, trong miệng cái nanh thử ra chừng ba bốn thốn trường, hồ hồ mà phụt lên lấy nhàn nhạt độc khí, đầu lâu cao cao ngang bắt đầu đứng dậy, nhìn chằm chằm mà nhìn thẳng đối diện quảng dương tử hòa đơn nghĩa đợi người liên can. Tiêu Phàm đã từng tại Ma Cưu Trang Viên bái kiến Ma Cưu Đại Quốc sư nuôi dưỡng bổn mạng linh trùng con rết, lúc ấy cái kia con rết dài đến hai thước, cũng đã làm cho người ta cực kỳ cực đại cảm giác, cùng dưới mắt thanh phu nhân triệu hoán đi ra cái này con rết so sánh với, thì phải là cách biệt một trời liếu tương đương. Cái này con rết, đều đều là tam giai đại thành linh trùng. Quả thật không hỗ là trăm hùng ngũ độc đường trưởng lão, một phóng xuất chính là tam giai đại thành linh trùng, không giống tiêu phàm, hai đầu lưng sắt con bọ ngựa vừa mới lột ra, hoàn thành cuối cùng tiến hóa, khó khăn lắm bước vào tam giai linh trùng phạm trù. Hừ, người có giúp đỡ, chẳng lẽ ta lăng vân tông sẽ không có cách phá giải? Quảng Dương tử hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lại run lên, hơn 10 chuôi tiểu phi kiếm lần nữa phóng lên trời, vây quanh chuôi này dài ba xích kiếm, chậm rãi xoay tròn, ẩn ẩn hợp thành một cái nho nhỏ kiếm trận, vẻ này nguy hiểm khí tức, lập tức nhân. Theo Quảng Dương tử thần thái đến xem, Hiển nhiên đối với cái này thần thông cực kỳ tự tin. Vừa thấy Quảng Dương Tử ngay kiếm trận đều xếp đặt đi ra, đơn nghĩa lại càng hưng phấn, khoát tay, cũng là hơn 10 miếng phi kiếm di động hiện ra. Lăng Vân Tông dĩ nhiên là một cái kiếm xây môn phái. Tuy nhiên tương đối mà nói, kiếm xây công pháp không có quá nhiều nhiều kiểu biến hóa, có vẻ tương đối đơn bạc, nhưng mà một khi bố trí xuống kiếm trận, lại lập tức uy lực đại tăng. Lụa mỏng, người cùng Tiêu Tiểu Hữu về trước tổng đàn đi tự lại để cho lão bà tử ở chỗ này lĩnh giáo thoáng một tí lăng vân tông đại trưởng lão biện pháp hay. Thanh phu nhân chống đầu rồng, vòi nước, quải trưởng, cũng không quay đầu lại nói. Đã tiêu phàm đã muốn đáp ứng gia nhập trăm hùng vậy thì đại sự đã định, không cần vội vã muốn hắn giao ra trùng vương di thuế, sớm muộn là mình vật trong bàn tay. Hiện tại việc cấp bách là bình yên bỏ chạy. Tiêu phàm cười cười, nói ra, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá tại loại tình hình này phía dưới, vãn bối tuyệt sẽ không như vậy rời đi. Nói xong, cánh tay run lên. Hai đạo màu dì xét sắc quang mang theo hắn bảo trong tay áo kích xạ ra, đảo mắt hóa thành hai đầu dài đến ba thước, đồng đầu thiết ngạch, lợi chảo như đao lưng sắt bọ ngựa, toàn thân tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, chút nào cũng không tại hai đầu ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen tam giai đỉnh phong cự con rết phía dưới. Trên thực tế, cái này hai đầu vừa mới tiến dai lưng sắt con bọ ngựa vừa lộ mặt, Bên kia mái hiên hai đầu năm màu con rết liền rất không an mà nhúc nhích một chút trên đầu dâu. Lưng sắt con bọ ngựa, còn đã muốn tiến hóa đến tam giai. Lần này, ngay một mực lạnh lùng thanh phu nhân cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, hai mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Thậm chí, đối với linh trùng không phải như vậy quen thuộc Quảng Dương Tử Hòa đơn nghĩa cũng liếc nhau một cái, đều đều từ đối phương trong mắt đọc được thật sâu kiêng kỵ ý. Cho dù bọn hắn đối với linh trùng lại chưa quen thuộc, Lưng Sắt Còn Bọ Ngựa đại danh hay là nghe nói qua đích. Rất nhiều năm trước kia, Lưng Sắt Còn Bọ Ngựa là cực kỳ hiếm thấy hung trùng, quần cư Lưng Sắt Còn Bọ Ngựa từng có quá diệt quốc huy hoàng chiến tích. Tại Kim Châu thành, sớm đã tuyệt tích nhiều năm, ngay nhất giỏi về đào tạo linh trùng trăm hùng đều một mực không thể đem loại này hung danh truyền xa kỳ trùng đào tạo đi ra. Hôm nay lại bỗng nhiên ra hiện tại trước mắt, sao không gọi bọn hắn trong nội tâm lật lật Khó trách cái này Kim Đan Sơ kỳ tu sĩ như thế không có sợ hãi, nguyên lai like là tùy thân mang theo như vậy sắc bén đại sát khí. Hơn nữa, chờ một chút. Cái này trong nháy mắt, Tiêu Phàm thân mình khí tức đã ở tăng vọt, rất nhanh đã đột phá Kim Đan Sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, lại xông qua Kim Đan trung kỳ, trực tiếp bước vào hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa một đường hướng lên phi tốc kéo lên, trong khoảnh khắc liền đạt đến tại Kim Đan hậu kỳ đại thành đỉnh phong nhất trạng thái, cái gì thậm chí đã ẩn ẩn lộ ra nguyên anh kỳ khí tức giờ phút này tiêu phàm, tung tính toán vẫn không thể xưng là chính thức nguyên anh tu sĩ, cũng tuyệt đối là từ trước tới nay mạnh nhất kim đan tu sĩ liếu tương đương. Nếu bàn về chân thật chiến lực, tiêu phàm chưa hẳn ngay tại bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phía dưới. Ít nhất, vô luận là Quảng Dương tử có lẽ hay là đơn nghĩa, đơn đả độc đấu, ai cũng không có 10 phần nắm chắc có thể tại tiêu phàm thủ hạ đòi nhân tiện nghi đi. Thực tế quan trọng hơn chính là, tiêu phàm còn có hai đầu tam giai con bọ ngựa tương trợ. Dù cho chỉ là vừa vừa đặt chân kim đan kỳ cảnh giới linh trùng, nhưng này tiến thối như điện thân pháp cùng vô kiên bất tồi khủng bố cận chiến năng lực, đủ để khiến tất cả đối thủ sợ. Cùng Quảng Dương Tử đơn nghĩa sư huynh đệ hai người tối tam phiền muộn sắc mặt hoàn toàn bất đồng, thanh phu nhân trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười. Với tư cách trăm hùng ngũ độc đường trưởng lão, không ai so thanh phu nhân càng thêm hiểu rõ tam giai lưng sắt con bọ ngựa sức chiến đấu, Tiêu Phàm chân thật tu vi cảnh giới cũng làm cho nàng thập phần giật mình, đồng thời cũng rất cảm thấy vui mừng. Tiêu đạo hiếu, xem ra chúng ta ngũ độc đường là cho không dưới người cái này vị khách khanh tiên sinh, xin ngươi yên tâm, bang chủ tuyệt sẽ không bạc đái ngươi đích. Thanh phu nhân mỉm cười nói, nhìn điệu bộ này, tiêu phàm hoàn toàn hẳn là khách khanh trưởng lão thân phận, cùng nàng thanh phu nhân bình khởi bình tọa. Sắp tới trong, tiêu phàm tiến giai nguyên anh có thể nói là ván đã đóng thuyền liễu tương đương. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 975.